Chương 20, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Lăng Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Chu cáp là một loại vô cùng kỳ dị yêu thú, tu luyện vô cùng chậm chậm, lại như là trước mắt này con ngàn năm chu cáp, cũng bất quá là cấp 3 sơ kỳ yêu thú. Thế nhưng chu cáp chính là một loại tầm bảo linh thú, có thể điều tra đại địa núi sông, mỏ linh thạch, thiên tài địa bảo, cổ mộ thần tàng, vô cùng thần kỳ, càng thêm vào tốc độ cực nhanh, cấp 3 sơ kỳ ngàn năm chu cáp, coi như là tông sư cảnh cường giả đều rất khó nắm lấy. Này đóa hỗn nguyên kim liên hỏa rất hiện ra nhưng đã thành ngàn năm chu cáp trong bụng vật, ngàn năm chu cáp phun ra nuốt vào hỗn nguyên kim liên hỏa thuần túy nguyên lực đến tu luyện, nếu là đánh rắn động cỏ, để ngàn năm chu cáp chạy mất, lại nghĩ phải bắt được nó nhưng là khó khăn. Muốn phải bắt được này con ngàn năm chu cáp, còn muốn hao chút công phu. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi lùi ra khỏi sơn cốc. Định hồn thảo, khô mộc quả, mê linh hoa. Lăng Tiêu tại thung lũng xung quanh, rất dễ dàng liền tìm đến vài loại mà hắn cần linh dược. Này vài loại linh dược đều là ngàn năm chu cáp thích nhất, cũng là nó bán sinh linh dược, chỉ cần có ngàn năm chu cáp tại địa phương, đều sẽ có này vài loại linh dược tồn tại. Lăng Tiêu lại đang cách thung lũng chỗ không xa, tìm tới một mảng nhỏ đầm lầy, mân mê một lát bày xuống một cái bẫy, sau đó lại sẽ đầm lầy khôi phục như lúc ban đầu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng, cái kia vài cây linh dược bị Lăng Tiêu lấy đặc thù thủ pháp đảo thành dược nê, sau đó hơ cho khô, chế thành mấy cây màu vàng sậm huân hương. Vạn sự đã chuẩn bị, còn kém ngàn năm chu cáp vào cuộc rồi. Lăng Tiêu hô một cái khí, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Này mấy cây màu vàng sậm huân hương, tên là Kim Long Tiên, bị Lăng Tiêu lấy đặc thù thủ pháp luyện chế, đối với chu cáp có chí mạng sức hấp dẫn. Nếu là sự tình thuận lợi, đợi được chu cáp tiến vào cái kia mảnh đầm lầy, Lăng Tiêu liền có thể đem bắt giữ. Đầm lầy khoảng cách thung lũng đại khái khoảng 5 dặm, Lăng Tiêu đem mấy cây kim long tiên đều chôn ở trên đường, sau đó tất cả đều nhen lửa lên. Kim long tiên tỏa ra một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe ngóng khiến người ta tinh thần sảng khoái. Lăng Tiêu trốn ở đầm lầy bên cạnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm kim long tiên vị trí. Lần này, hắn không chỉ cần được hỗn nguyên kim liên hỏa, còn phải bắt được này con ngàn năm chu cáp. Quả nhiên, nửa nén hương sau khi, có động tĩnh. Xa xa, con kia ngàn năm chu cáp xuất hiện, nó như là một đạo màu đỏ thấm chấp giật, trong nháy mắt liền đem cái kia một cái kim long tiên nuốt vào, đỏ như máu con mắt dĩ nhiên lộ ra một tia nhân tính hóa vẻ say mê. Cuối cùng, nó tập trung trong vùng đầm lầy cái kia kim long tiên. Kim long tiên tỏa ra kỳ dị mùi thơm ngát, dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, phảng phất đối với ngàn năm chu cáp có chí mạng sức hấp dẫn. Đến rồi, Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, con mắt càng là không chấp một cái. Bạch, một đạo tàn ảnh lóe qua, ngàn năm chu cáp trong nháy mắt liền vò tới trong vùng đầm lầy ương, sau đó lưỡi dài cuốn một cái, liền muốn đem cái kia kim long tiên nuốt xuống. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột sinh, ầm ầm, kim long tiên dồn sức nổ tung ra, màu đen nước bùn tung tóe, tất cả đều tưới vào ngàn năm chu cáp trên người. Ngàn năm chu cáp cả người một cái giật mình, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng đã chậm, nước bùn bên trong, phảng phất có rất nhiều bé nhỏ sợi tơ, đem ngàn năm chu cáp chăm chú quấn quanh lên, hơn nữa nó càng dãy giụa, quấn quanh liền càng chặt. Ngàn năm chu cáp phảng phất nổi giận, trong miệng dồn sức phun ra một luồng ngọn lửa màu vàng óng, xung quanh nước bùn dồn dập phiêu rơi xuống, trên người nó những kia sợi tơ dĩ nhiên cũng có một loại muốn dấu hiệu hòa tan. Không hổ là ngàn năm chu cáp, bản mệnh chân hỏa khi làm thật là khủng bố. Lăng Tiêu trong lòng than thở, nhưng là không chút hoang mang, trong ao đầm lại bay ra một mảnh màu đen đằng võng, trực tiếp đem chu cáp bao phủ ở trong đó. Ngàn năm chu cáp triệt để nổi khùng, một đóa màu vàng hoa sen từ trong miệng nó phun ra, hướng về bốn phía đằng võng thượng đốt cháy mà đi. Cứ việc này đằng võng chính là Lăng Tiêu sử dụng một loại cực kỳ kiên cố phòng cháy đấu làm bằng gỗ thành, thế nhưng tại hỗn nguyên kim liên hỏa đốt cháy dưới, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bị phá tan. Lần này ta xem ngươi còn trốn đi đâu. Lăng Tiêu cười ha ha, chỉ kém bước cuối cùng, ngàn năm chu cáp cùng hỗn nguyên kim liên hỏa liền thành vật trong túi của họ. Vèo, lại có mấy cây màu đen đằng võng từ nước bùn bên trong vọt ra, như là làm vằn thắn giống như vậy, đem ngàn năm chu cáp vững vàng ràng buộc lên. Lăng Tiêu nhưng là ở trên không, trên ngón tay một điểm linh quang lấp lóe, phảng phất có vô số phù văn lấp lóe, trong nháy mắt liền đem cái kia đóa hỗn nguyên kim liên hỏa lôi kéo mà tới. Lăng Tiêu này một tay, chính là thôn thiên bí thuật bên trong thu bảo quyết, từ ngàn năm chu cáp trong miệng cướp giật hỗn nguyên kim liên hỏa, trong nháy mắt phải tay. Qua, ngàn năm chu cáp nhìn thấy hỗn nguyên kim liên hỏa rơi xuống Lăng Tiêu trong tay, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, trong miệng kêu to một tiếng, chết nhìn chòng chọc Lăng Tiêu. Thế nhưng nó càng giãy giụa, bị ràng buộc càng chặt, không có hỗn nguyên kim liên hỏa,
chỉ dựa vào trong miệng nó hỏa diễm căn bản không có cách nào phá tan cây mây đen. Ngoan ngoãn theo ta, miễn cho nhiều nhận ra thịt nỗi khổ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngàn năm Chu Cáp phảng phất nghe hiểu Lăng Tiêu, trong ánh mắt vẻ cừu hận càng ngày càng nồng nặc, trong miệng oa oa réo lên không ngừng. Ồ, dĩ nhiên là thiên địa linh hỏa, lần này bổn thiếu gia kiếm bộn rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm chói tai bỗng nhiên vang lên. Từ đàng xa trong rừng rậm, đi ra mấy đạo nhân ảnh, cầm đầu là một cái khuôn mặt kiêu căng thiếu niên, xem ra 17-18 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, giờ khắc này nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong tay Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa, hai mắt phát sáng. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem trong tay ngươi thiên địa linh hỏa hiến cho ta, sau đó quỳ xuống đến Tử Đoạn một tay, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thiếu niên ánh mắt tại Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa thượng ngừng một hồi lâu, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi đi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lãnh ngạo nói rằng: "Ngươi là người nào, đây là muốn cưỡng đoạt?" Lăng Tiêu giận dữ mà cười, chính mình phí hết đại công phu mới được Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa, đảo mắt thì có người mắt không mở đụng vào. "Tiểu tử, thiếu gia của chúng ta chính là Hợp Hoan Tông thất trưởng lão nhi tử Mã Tuấn, nếu là thức thời liền mau mau đưa trước đến, bằng không trêu đến thiếu gia nhà ta không cao hứng, ngươi sẽ phải chết không có chỗ chôn rồi." Thiếu niên bên cạnh mấy cái thanh niên cũng đều là ngạo giận đùng đùng nhìn Lăng Tiêu nói. Bọn họ đều nhìn ra rồi, Lăng Tiêu chỉ là khai mạch cảnh tu vi, mà bọn họ đều là chân khí cảnh, tất cả đều là Hợp Hoan Tông đệ tử nội môn, Mã Tuấn càng là đạt đến chân khí cảnh 9 tầng, chính là Hợp Hoan Tông thiên tài, lần này chính là phải tìm cơ duyên bước vào hóa linh cảnh. Nếu là Mã Tuấn luyện hóa này đóa Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa, nói không chắc là có thể bằng này bước vào đến hóa linh cảnh, thăng cấp thành đệ tử chân truyền. Nghĩ tới đây, Mã Tuấn trên mặt vẻ tham lam càng nồng lên. Hợp Hoan Tông đệ tử, Lăng Tiêu hơi sững sờ, Hợp Hoan Tông, Thiên Ma Điện giống như Trường Sinh Môn, chính là phạm vi ngàn dặm bên trong ba đại tông môn, Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện quan hệ không tệ, trong ngày thường đối với Trường Sinh Môn có bao nhiêu chèn ép, giết Trường Sinh Môn không ít đệ tử. Hai tông đệ tử gặp phải, hầu như đều sẽ rút đao đối mặt, những năm này càng là có càng diễn càng liệt dấu hiệu. Chỉ là Trường Sinh Môn tại ba mới trong tông môn thực lực lót đáy. Có rất nhiều đệ tử đều chết ở Hợp Hoan Tông đệ tử trong tay. Lăng Tiêu này sững sờ, xem ở Hợp Hoan Tông đệ tử trong mắt, đều cho rằng là Lăng Tiêu sợ, trong ánh mắt kiêu căng vẻ càng nồng. Tiểu tử, sợ chưa? Xem hơi thở của ngươi, hẳn là không phải Thiên Ma Điện người, chẳng lẽ là Trường Sinh Môn người? Kha kha, thiếu gia, bắt được tiểu tử này trở về cùng những Trường Sinh Môn đó đệ tử như thế khi, làm dược nô, mấy vị trưởng lão khẳng định rất yêu thích. Cái kia mấy cái đệ tử đều là không có ý tốt cười nói. Chương 21, nhổ cỏ tận gốc, dược nô sao? Lăng Tiêu hai mắt vi híp lại, dược nô chính là thuốc thí nghiệm nô lệ, không chỉ không có bất kỳ địa vị, hơn nữa kết cục cực sự thê thảm, thường thường là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nghe được Trường Sinh Môn đệ tử lại bị bắt được Hợp Hoan Tông khi làm dược nô, Lăng Tiêu trong lòng nổi giận. Khóe miệng hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt nói, nguyên lai mấy vị là Hợp Hoan Tông đệ tử, đã như vậy, vậy thì mời mấy vị đi chết đi. Lăng Tiêu tiếng nói vừa dứt, ra tay giống như sấm sét, quanh thân kình khí uyển như lôi đình nổ vang, tiểu kim cương quyền nhất thời hướng về Hợp Hoan Tông đệ tử bao phủ mà tới. Này hơi động, như sấm sét nổ vang cửu trùng, hư không tất cả đều là lôi minh thanh âm. Tiểu tử, người muốn chết? Hợp Hoan Tông đệ tử biến sắc, không nghĩ tới Lăng Tiêu chỉ là khai mạch cảnh lại dám ra tay với bọn họ, nhất thời thì có một cái chân khí cảnh ba tầng đệ tử ngang trời một trường vỗ đến. Những đệ tử khác cũng đều là một mặt cười gần nhìn Lăng Tiêu, lại như là xem người chết như thế. Răng rác, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyền trưởng tương giao, Lăng Tiêu thân hình vẫn không nhúc nhích, lù lù như núi, mà đối diện cái kia Hợp Hoan Tông đệ tử nhưng là kêu thảm một tiếng, cánh tay bị Lăng Tiêu oanh nát tan. Đã tu luyện ra quyền ý Lăng Tiêu, lại há lại là một cái chân khí cảnh ba tầng đệ tử có khả năng chống đối. Vẻn vẹn là một hiệp, cái kia Hợp Hoan Tông đệ tử liền bị đánh thành trọng thương. Thật can đảm, Mã Tuấn vừa giận vừa sợ, rút ra sau lưng một thanh trường kiếm. Hướng về Lăng Tiêu dồn sức đâm tới. Như ý kiếm pháp, huyền cấp hạ phẩm võ học, này một môn kiếm pháp đã bị Mã Tuấn tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, triển khai lên hàn quang lấp lóe, ánh kiếm điểm điểm, kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, uy lực khá cường. Nhưng lấy Lăng Tiêu ánh mắt đến mở, cái môn này kiếm pháp bên trong có ít nhất 5-6 hạn kẽ hở. Vèo, Lăng Tiêu dưới chân di động, cả người như lăng ba vi bộ, tiêu sái như ý, vô cùng dễ dàng liền tránh thoát Mã Tuấn công kích, mà hắn tùy ý một trường rơi vào trường kiếm bên trên, mấy tầng ám kình rung động, để Mã Tuấn cánh tay tê dần, trường kiếm hầu như muốn rơi trên mặt đất. Mã Tuấn phiền muộn muốn thổ huyết, Lăng Tiêu bất quá là khai mạch cảnh 9 tầng tu vi,
cùng hắn trong lúc đó chênh lệch một cảnh giới lớn, nhưng hai người giao thủ lại làm cho Mã Tuấn cảm giác được cực kỳ uất ức. Tiểu tử, chết đi cho ta. Mã Tuấn ánh kiếm lóe lên, dĩ nhiên biến ảo một loại kiếm pháp, soạt soạt soạt, hàn quang lấp lóe giống như mưa to gió lớn nhất bàn hướng về Lăng Tiêu bao phủ xuống. Đây là Cuồng Phong kiếm quyết, huyền cấp trung phẩm võ học, tại Mã Tuấn một thân hùng hậu chân khí ra chỉ dưới, dĩ nhiên đem phạm vi mấy trượng đều bao phủ lại, triệt để đứt đoạn mất trường sinh bộ pháp dịch chuyển không gian. Ta xem ngươi còn làm sao trốn. Mã Tuấn hung tợn thầm nghĩ, Hợp Hoan Tông đệ tử, tu vi vẫn còn có thể, chỉ là này võ học chi đạo, quả thực là ngu không thể nói. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, Mã Tuấn Cuồng Phong kiếm quyết chỉ là mới vừa mới nhập môn, kẽ hở càng nhiều, liền như ý kiếm pháp cũng không bằng. Lăng Tiêu tìm tới một sơ hở, một trường đem Mã Tuấn trường kiếm trong tay đánh rơi, sau đó một cước đá vào bụng của hắn, đem hắn đạp bay vài chục trượng, mạnh mẽ nện ở xa xa đại địa bên trên. Phốc, Mã Tuấn trong miệng dồn sức phun ra một ngụm máu tươi, một mặt oán độc nhìn Lăng Tiêu hét lớn, cho ta cùng tiến lên, giết chết tên tiểu tử này. Mấy cái Hợp Hoan Tông đệ tử nghe vậy, đều là giống lớn một tiếng hướng về Lăng Tiêu vào tới. Bọn họ đều là nhìn ra Lăng Tiêu không dễ chọc, trong lòng không dám có bất kỳ thả lỏng, tất cả đều triển khai toàn lực, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Hợp Hoan Tông võ học, thiên hướng khéo léo linh lung, tinh xảo hoa lệ, thế nhưng những người này tu luyện cũng chưa tới ra, kẽ hở liên tục. Lăng Tiêu hầu như không có phí bao lớn công phu, liền đem này mấy cái đệ tử toàn bộ đánh thành trọng thương. Nhưng vào lúc này, Mã Tuấn trong tay trắng xóa hoàn toàn bột phấn dồn sức hướng về Lăng Tiêu tung đến, chất chứa một luồng kỳ dị mùi thơm ngát, khiến người ta hỗn loạn. Độc, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, triển khai trường sinh bộ pháp trong nháy mắt liền trốn nhoáng tới, đồng thời một cái tát vào ở Mã Tuấn trên mặt, đem hắn nửa bên mặt đều đánh sưng lên, dòng máu hỗn hợp hàm răng bay ra. Ngươi muốn chết, Lăng Tiêu trong lòng thật sự nổi giận, hướng về Mã Tuấn đánh tới. Ngươi không nên tới, phụ thân ta là Hợp Hoan Tông Tề trưởng lão, ngươi giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mã Tuấn nhìn Lăng Tiêu tràn ngập sát cơ con mắt, run lên trong lòng, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Hợp Hoan Tông Tề trưởng lão thì lại làm sao? Không bao lâu nữa, ta để Hợp Hoan Tông cả nhà đều đi cùng ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Trực tiếp bóp nát Mã Tuấn cái cổ. Mã Tuấn trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, oán hận cùng vẻ hối hận, thần thái từ từ biến mất, ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Ngươi dĩ nhiên giết Mã Tuấn thiếu gia, thất trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mau trở về bẩm báo thất trưởng lão. Còn lại mấy cái Hợp Hoan Tông đệ tử trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, đều là vong hồn mới mạo, liên tục lăn lộn hướng về xa xa bỏ chạy. Các ngươi cũng đi cùng hắn đi. Lăng Tiêu biết rõ nhổ cỏ tận gốc đạo lý. Cũng không có dự định buông tha mấy người này, thân hình lóe lên, xa xa truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, cũng không lâu lắm cái kia mấy cái Hợp Hoan Tông đệ tử liền toàn bộ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu từ Mã Tuấn cùng mấy cái Hợp Hoan Tông đệ tử trên người, tìm ra mấy ngàn khối linh thạch trung phẩm, còn có mấy quyển phổ thông võ học, đều không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Nhất làm cho Lăng Tiêu lưu ý chính là, Mã Tuấn trên người dĩ nhiên có một lò thuốc, tuy rằng vẫn không có đạt đến linh khí cấp độ, nhưng cũng là tốt nhất lò thuốc, cũng không có thiếu linh dược. Không nhìn ra, tên rác rưởi này lại vẫn là cái luyện đan sư, bất quá cũng chỉ là một hạ phẩm luyện đan sư thôi, những linh dược này cũng không tệ lắm, huyền mẫu đan linh dược lần này cuối cùng cũng coi như là tập hợp rồi. Lăng Tiêu hài lòng nói, lần này cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Huyền mẫu đan dược liệu, huyền mẫu xích xà xà đảm là hiếm thấy nhất đến, cái khác linh dược đều rất phổ thông, nhưng cũng cần thời gian đi siêu tập, từ Mã Tuấn nơi này được lò thuốc cùng linh dược, cũng coi như là giải Lăng Tiêu khẩn cấp. Qua. Phảng phất là cảm nhận được Lăng Tiêu trên người sát khí, ngàn năm Chu Cáp trong đôi mắt dĩ nhiên lộ ra một tia nhân tính hóa lấy lòng vẻ, bắt đầu thuận theo lên, thật giống là chỉ lo Lăng Tiêu làm thịt nó. Sau đó theo ta, bao người ăn ngon uống say, ngươi nếu như không nghe lời, ta liền đem ngươi làm thịt đôn thang. Lăng Tiêu chừng ngàn năm Chu Cáp một cái nói, này con ngàn năm Chu Cáp dĩ nhiên như vậy có linh tính, để hắn cũng khá là bất ngờ. Ngàn năm Chu Cáp đầu to gật đầu liên tục xem, dĩ nhiên mở cái miệng rộng lấy lòng tự nở nụ cười. Lăng Tiêu cầm lấy bị trói bó lên ngàn năm Chu Cáp, rời khỏi nơi này. Huyền Nguyên Trọng Thủy cùng Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa đủ, vừa vặn có thể nhờ vào đó ngưng tụ thôn thiên linh chủng, hơn nữa này cỗ năng lượng bằng bạc, hay là có thể để cho ta nhờ vào đó một lần mở ra 360 điều kinh mạch, đạt đến khai mạch cảnh đại viên mãn, thậm chí còn có thừa lực xung kích chân khí cảnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, hướng về trong rừng núi đi đến, chuẩn bị tìm một chỗ yên lặng nơi đến bế quan. Chương 22, Thôn Thiên Linh Chủng. Trong hang núi, Lăng Tiêu ngồi khoanh chân,
tay trái của hắn bên trong là một đóa màu vàng hoa sen, tay phải nhưng là tối đen như mực trùm sáng, xem ra vô cùng thần bí khó lường. Đây chính là Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa cùng Huyền Nguyên Trọng Thủy. Này hai loại cực phẩm ngũ hành linh trùng, quý giá đến cực điểm, chính là thuộc tính hỏa cùng thuộc tính thủy chí bảo. Mà Thôn Thiên Bí Thuật bước thứ nhất, chính là ngưng tụ Thôn Thiên Linh Trùng, có thể thấy được Thôn Thiên Bí Thuật tu luyện hà khắc. Lăng Tiêu bây giờ chuẩn bị lấy Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa cùng Huyền Nguyên Trọng Thủy trước tiên ngưng tụ ra bán thành phẩm Thôn Thiên Linh Trùng đến. Hỗn Độn Kê Tử, biến ảo vô hình, thiên địa vô cực, thôn phệ vi tông, linh đài một điểm, thần dung thương khung. Lăng Tiêu trong lòng, Thôn Thiên Bí Thuật hàm nghĩa chậm rãi hiện lên ra. Thôn Thiên Bí Thuật là hắn một đời trước tung hoành thiên hạ khái mạc có thể địch bí mật, cũng là hắn đời này trở lại đỉnh cao hy vọng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu tin tưởng, bất kể là một vạn năm trước vẫn là hiện tại, Thôn Thiên Chí Tôn tên như trước hội vang vọng vùng thế giới này. Theo Lăng Tiêu vận chuyển Thôn Thiên Bí Thuật hàm nghĩa, quanh người hắn dĩ nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, xung quanh hư không phảng phất gợn sóng nhất bàn dập dờn, đồng thời có từng tia sương mù hỗn độn tràn ngập ra, để hắn xem ra càng ngày càng thần bí lên. Hắn tay trái tay phải Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa cùng Huyền Nguyên Trọng Thủy vào thời khắc này đồng thời tỏa hào quang rực rỡ, sau đó phảng phất rất có linh tính nhất bàn dung nhập vào cánh tay của hắn bên trong, sau đó theo kinh mạch hướng về Lăng Tiêu đan điền phương hướng mà tới. Một luồng cực nhiệt cực hàn khí tức ầm ầm bạo phát, tại Lăng Tiêu trong kinh mạch bừa bãi tàn phá, từng trận đau nhức điên cuồng vọt tới, để Lăng Tiêu đều là rên khẽ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám cực kỳ lên. Thủy hỏa bản không liên quan, hai loại cực đoan đối lập linh lực coi như là tông sư cảnh, thiên nhân cảnh cường giả cũng không dám tùy ý dung hợp, huống chi Lăng Tiêu bây giờ mới khai mạch cảnh tu vi. Vì lẽ đó hắn yếu đuối kinh mạch trong nháy mắt liền bị xé rách ra. Cái kia cỗ kinh mạch xé rách, cực nhiệt đan dệt cực hàn thống khổ, hầu như phải đem Lăng Tiêu linh hồn xé rách, thế nhưng Lăng Tiêu sắc như trước là cực kỳ bình tĩnh, chuyên tâm vận chuyển Thôn Thiên Bí Thuật. Một điểm linh quang thắp sáng tâm đài, kinh mạch bị xé rách. Nhưng Lăng Tiêu trong cơ thể lại có một loại hào quang màu nhũ bạch tràn ngập, đem kinh mạch bị tổn thương dồn dập chữa trị. Liền như vậy, tại xé rách cùng chữa trị trong lúc đó, Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa cùng Huyền Nguyên Trọng Thủy từ từ hướng về trong đan điền hội tụ, để Lăng Tiêu thân thể cũng đã biến thành một nửa màu vàng, một nửa màu đen, vô cùng kỳ dị. Mắt thấy Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa cùng Huyền Nguyên Trọng Thủy cũng đã tiến vào trong đan điền, hai đám hào quang óng ánh gần trong gang tấc, Lăng Tiêu ánh mắt cũng là trở nên nghiêm nghị lên. Thôn Thiên Linh Trùng được hay không được, đúng vào lúc này rồi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, sau đó Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa cùng Huyền Nguyên Trọng Thủy dồn sức va chạm vào nhau. Ầm ầm, lại như là một viên mặt trời nhỏ nổ tung, lại như lưu tinh nhất bản sán lạn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một khắc đó óng ánh. Tại Lăng Tiêu trong đan điền, Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa cùng Huyền Nguyên Trọng Thủy va chạm, sau đó dồn sức phun trào khỏi vô tận sóng năng lượng, cuồng bạo mà rừng rực, hướng về Lăng Tiêu toàn thân dâng trào mà đi. Hết thảy kinh mạch, phá ra cho ta đi. Lăng Tiêu trong lòng hô to một tiếng, tại này cỗ cuồng bạo năng lượng mà trùng kích vào, quanh người hắn kinh mạch trong nháy mắt nứt thành từng khúc, nhưng Thôn Thiên Bí Thuật biến thành loại kia kỳ dị năng lượng lại cấp tốc đem kinh mạch tu bổ, liền như vậy vừa vỡ một bù trong lúc đó, một cái kinh mạch trong nháy mắt thông suốt. Thứ 37 điều kinh mạch, thứ 38 điều kinh mạch, thứ 50 điều kinh mạch, thứ 81 điều kinh mạch, Lăng Tiêu cả người kinh mạch, như cuồng phong quét lá rụng giống như vậy. Dồn dập bị này cỗ cuồng bạo năng lượng phá tan, sau khi phá rồi dựng lại, thông suốt sau khi kinh mạch trở nên kiên cố hơn cố, thậm chí tỏa ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Đệ 108 điều kinh mạch, đệ 130 điều kinh mạch, đệ 199 điều kinh mạch, liền như vậy, cái kia cỗ cuồng bạo năng lượng, trực tiếp đem Lăng Tiêu trong cơ thể gần 200 điều kinh mạch toàn bộ mở rộng, lúc này mới bắt đầu chậm rãi yếu bớt đi. Như thế vẫn chưa đủ, ta muốn chính là hết thảy kinh mạch mở rộng. Thiên địa vô cực, thôn phệ vi tông, cho ta thôn. Lăng Tiêu cắn răng một cái, trên người cổ họa bên trong có lượng lớn linh thạch thượng phẩm bay ra, uyển giống như núi nhỏ đem hắn bắt đầu chôn. Sau đó hắn trong đan điền, phảng phất vòng xoáy nhất bàn truyền ra một luồng mạnh mẽ vô cùng lực cắn nuốt, linh thạch chi trung bàng bạc linh lực cũng là cực kỳ cuồng bạo hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới. Phốc, máu tươi dâng trào, Lăng Tiêu trong cơ thể kinh mạch gãy vỡ, thân thể cũng đụng phải trọng thương, nhưng hắn vẫn còn kiên trì. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, muốn xung kích thượng cổ khó tìm khai mạch cảnh đại viên mãn, nhất định phải sẽ vượt qua người thường nghị lực cùng cơ duyên. Cơ duyên đã được rồi, hiện tại liền muốn xem Lăng Tiêu có thể không kiên trì. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu trong cơ thể, phảng phất có sấm sét nổ vang, tiếng rồng ngâm rung động, từng cái kinh mạch khác nào đại long giống như vậy, dồn dập bị xé rách, sau đó lại được chữa trị.
201 điều kinh mạch, 202 điều kinh mạch, 280 điều kinh mạch, 300 điều kinh mạch, 336 điều kinh mạch, 359 điều kinh mạch, 360 điều kinh mạch. Khi làm một điều cuối cùng kinh mạch ầm ầm mở rộng thời điểm, mấy vạn linh thạch thượng phẩm thêm vào hỗn nguyên kim liên hỏa cùng huyền nguyên trọng thủy bộc phát ra năng lượng kinh người, toàn bộ biến mất không còn một mống. Mà tại Lăng Tiêu đan điền vị trí, một viên hồng hắc hai màu đan dệt linh chủng xoay chậm chậm, xung quanh linh lực biến ảo, uyển như ngân hà trung ương giống như vậy, thần bí mà khó lường. Đây chính là thôn thiên linh chủng. Loạch xoạch, Lăng Tiêu mở mắt ra, một hắc một đỏ hai đạo thần mang từ trong mắt của hắn bên trong bắn ra, để hư không sinh điện, vô cùng kỳ dị. Giờ khắc này Lăng Tiêu đã biến thành huyết nhân như thế, cả người đều bị máu đen bao phủ, thế nhưng một luồng mạnh mẽ vô cùng cảm giác mạnh mẽ nhưng tràn ngập toàn thân. Cả người trong kinh mạch kinh lực khác nào đại giang đại hà nhất bàn tuôn trào, thân thể kiên cố vô cùng, Lăng Tiêu sức mạnh của hôm nay so với trước đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Hơn nữa Lăng Tiêu cảm giác được, chỉ cần hắn ý nghĩ hơi động, ngay lập tức sẽ có thể ở trong đan điền mở ra khí hải, tu luyện ra tiên thiên chân khí, bước vào chân khí cảnh giới. Bất quá Lăng Tiêu tạm thời nhịn xuống cái này mê hoặc, dù sao huyền mẫu đan vẫn không có luyện thành, hắn chí tại hoàn mỹ khí hải, tự nhiên không thể liền như vậy dễ dàng đột phá. Ta hiện tại cũng coi như là khai mạch cảnh 10 tầng chứ. Không biết ta hiện tại sức chiến đấu đạt đến cấp bậc nào. Lăng Tiêu thầm nghĩ nói, hắn rời đi sơn động, ở bên ngoài khê trong nước đem trên người máu đen rửa sạch sẽ, lộ ra da thịt trong suốt như ngọc, khác nào trẻ con. Giờ khắc này Lăng Tiêu, quanh thân bách mạch đều thông, lỗ chân lông tất cả đều mở ra, tại hắn mỗi lần hít thở trong lúc đó, cuồn cuộn như sấm gió, quanh thân thiên địa linh khí đều dồn dập hướng về hắn dâng trào mà tới. Lăng Tiêu thân hình hơi động, trong nháy mắt liền đến một khối mấy người cao cự tảng đá lớn trước mặt, sau đó hai tay dồn sức phát lực, khối này nặng đến mấy vạn cân tảng đá dĩ nhiên trực tiếp bị hắn nhấc lên. Thân thể lực lượng đã đạt đến 3 vạn cân tả hữu, so với trước gia tăng rồi mười mấy lần, nhất bàn long hổ cảnh cường giả, mới có thể đạt đến mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Lăng Tiêu đối với cơ thể chính mình lực lượng phi thường hài lòng, chỉ bằng vào thân thể lực lượng hắn đã không thể so long hổ cảnh cường giả chênh lệch. Chương 23, Vô Tự Thiên Thư. Lăng Tiêu đứng tại một ngọn núi bên trên, áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, ánh mắt óng ánh mà sáng sủa, tự có một loại bế nghệ thiên hạ khí thế. Lấy hỗn nguyên kim liên hỏa cùng huyền nguyên trọng thủy bước đầu ngưng tụ ra thôn thiên linh chủng, tuy rằng chỉ là bán thành phẩm, thế nhưng đã có thể phát huy ra thôn thiên bí thuật uy lực khủng bố. Lăng Tiêu quanh thân mây mù tràn ngập, linh quang lấp lóe, theo hắn mỗi lần hít thở trong lúc đó, thiên địa linh khí dồn dập hướng về hắn cả người vọt tới. Ngưng tụ ra thôn thiên linh chủng, Lăng Tiêu mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện ở trong, hơn nữa tại chiến đấu phương diện cũng có đủ loại diệu dụng. Có thể nói, ngưng tụ ra thôn thiên linh chủng cùng không có ngưng tụ thôn thiên linh chủng Lăng Tiêu, sức chiến đấu một cái là trên trời, một cái là dưới đất. Lăng Tiêu trong cơ thể kinh khí khuấy động, giống như sông lớn nhất bàn tuôn trào, quanh thân kinh mạch đều thông, ngày kia phản hiện thiên, cả người khí chất giống như trẻ con nhất bàn tinh khiết, đồng thời xung quanh thiên địa vạn vật, đều phảng phất mang theo một luồng sinh cơ khí. Đó là tạo vật ban ân, để Lăng Tiêu càng ngày càng cảm giác được thiên địa mênh mông. Một luồng tinh khiết vô cùng khí tức xông thẳng đấu nghiêu, Lăng Tiêu mi tâm trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ, một luồng tinh khiết vô cùng tinh thần lực tràn ngập ra. Dĩ nhiên vào lúc này mở ra tinh thần lực, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu trong lòng tràn ngập nhàn nhạt vui sướng, võ đạo tu luyện, nếu là làm từng bước, chỉ có đến tông sư cảnh, mới có thể thức tỉnh tinh thần chi lực, ảnh hưởng sức mạnh đất trời, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng cũng có một chút thiên phú kỳ dị hạng người, rất sớm đã thức tỉnh rồi tinh thần chi lực, mà những người này nhưng là được vô số luyện đan sư, luyện khí sư cùng luyện trận sư coi như chân bảo, cướp giật đến môn hạ thu làm đệ tử. Muốn trở thành luyện đan sư, luyện khí sư cùng luyện trận sư, kiến thức chuyên nghiệp là thứ yếu, quan trọng nhất nhưng là tinh thần lực. Có rất nhiều luyện đan sư cùng luyện khí sư, vốn là luyện đan tài nghệ đã thập phần thành thục, nhưng cũng là bởi vì tinh thần lực không đủ, cho nên mới không có cách nào lên cấp đến tầng thứ cao hơn. Không nghĩ tới đột phá đến khai mạch cảnh đại viên mãn vẫn còn có tốt như vậy, ta bây giờ tinh thần lực hẳn là đã đạt đến thượng phẩm luyện đan sư cấp độ. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với này cũng là rất hài lòng. Nguyên bản hắn cho rằng có thể đến chân khí cảnh mới có thể thức tỉnh tinh thần lực, nhiều nhất cũng chỉ là hạ phẩm cùng trung phẩm luyện đan sư cấp độ, không nghĩ tới trực tiếp thức tỉnh rồi thượng phẩm luyện đan sư tinh thần lực. Thượng phẩm luyện đan sư, đã có thể luyện chế ra thượng phẩm linh đan, coi như là trường sinh môn bên trong, lợi hại nhất đại trưởng lão cũng mới là thượng phẩm luyện đan sư. Tại Lăng Tiêu mi tâm tổ địa khiếu không gian, tinh thần lực mịt mờ, như sương mù nhất bàn bồng bềnh,
nhưng vào thời khắc này bỗng nhiên một mảnh kim quang tỏa sáng, một quyển cực kỳ cổ điển cuốn sách vô cùng đột ngột xuất hiện ở Lăng Tiêu giữa chân mày. Đây là cái gì? Lăng Tiêu chấn động trong lòng, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Không đúng, đây là Xích Long Chiến Thần Chi Tử Mộ bên trong cái kia quyển kinh văn. Nó làm sao hội chạy đến mi tâm của ta bên trong? Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn này quyển sách cổ có chút quen mặt, rất nhanh sẽ nghĩ ra đến. Vạn năm trước, Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn đồng thời thăm dò Xích Long Chiến Thần nơi truyền thừa, cuối cùng trải qua tầng tầng gian nguy, tìm tới Xích Long Chiến Thần thần cách, mà thần cách lúc đó liền đặt ở này quyển sách cổ bên trên. Chỉ là này quyển sách cổ lúc đó xem ra hết sức bình thường, Lăng Tiêu cùng Chân Long Chí Tôn sự chú ý đều bị thần cách hấp dẫn, nơi nào sẽ chú ý này quyển sách cổ. Mãi đến tận mặt sau, Chân Long Chí Tôn đánh lén Lăng Tiêu, cướp đi thần cách, Lăng Tiêu làm nổ Chí Tôn khu, sống lại ở sau một vạn năm. Mà này quyển sách cổ dĩ nhiên cũng theo hắn đi tới 10.000 năm sau. Chẳng lẽ ta mặc dù có thể sống lại, cùng này quyển sách cổ có quan hệ sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán, lấy tinh thần lực xúc động này quyển sách cổ. Bạch, cửu sắc chi quang lấp lóe, sách cổ chậm rãi bị mở ra, thế nhưng mặt trên một chữ đều không có, tổng cộng 108 trang rỗng tuếch, lập lòe mịt mờ tia sáng, vô cùng thần bí. Kỳ quái, này quyển sách cổ đến cùng là cái gì? Lăng Tiêu vô cùng nghi hoặc. Bất luận hắn lấy tinh thần lực thôi thúc vẫn là lấy trong cơ thể kinh lực thôi thúc, này quyển sách cổ đều không có một chút nào động tĩnh, liền như vậy bình tĩnh trôi nổi tại trong tổ khiếu ở mi tâm. Thế nhưng, tại vận chuyển thôn thiên bí thuật thời điểm, Lăng Tiêu lại phát hiện sách cổ dĩ nhiên có một tia động tĩnh. Có hy vọng, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, thôn thiên bí thuật hàm nghĩa vận chuyển lên, kinh văn chậm rãi ở trong lòng chảy xuôi, sau đó Lăng Tiêu liền nhìn thấy cái kia quyển sách cổ bắt đầu quá độ chi quang. Sau đó thôn thiên bí thuật kinh văn như lưu quang giống như vậy, xuất hiện ở sách cổ bên trên. Hơn nữa là xuất hiện ở sách cổ thứ 14 trang, tại thôn thiên bí thuật phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Thiên cương thứ 14, thiên cương thứ 14, chẳng lẽ là thôn thiên bí thuật xếp hạng sao? Này quyển sách cổ là ghi chép bí thuật xếp hạng sách. Lăng Tiêu hơi sững sờ, trong lòng suy tư này quyển sách cổ lai lịch. Sau đó liền gọi ngươi vô tự thiên thư đi. Cũng không biết Chân Long tên kia được bí thuật hội sẽ không xuất hiện ở trên mặt này. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, hắn đã từng cùng Chân Long Chí Tôn trao đổi bí thuật, Chân Long Chí Tôn tu luyện tên là Tổ Long bí thuật, bất quá có chút không trọn vẹn, hơn nữa bị Chân Long Chí Tôn hãm hại sau khi, Lăng Tiêu cũng không dám tùy tiện đi tu luyện. Tuy nhiên năm đó Chân Long Chí Tôn, tuy rằng tại thập đại phong hào Chí Tôn bên trong xếp hàng thứ hai, thế nhưng thân thể vô song, đã luyện thành Chân Long thân thể, chỉ cần lấy thân thể lực lượng liền có thể phá diệt ngôi sao. Rời sông lấp biển, cực kỳ khủng bố, liền ngay cả Lăng Tiêu đều cảm thấy không bằng. Nếu như có thể đem Tổ Long bí thuật tu luyện thành công, thôn thiên bí thuật thêm vào Tổ Long bí thuật, Lăng Tiêu nhất định có thể vượt qua kiếp trước đỉnh cao. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng là cực kỳ tâm chuyển động. Tiên thiên hóa, hỗn độn diễn sinh, có sinh viết long, chúa tể chúng sinh, thôn nhả ra nhật nguyệt, biến ảo âm dương, ngũ hành phong lôi. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, bắt đầu đọc thầm Tổ Long bí thuật khẩu quyết. Quả nhiên tại Lăng Tiêu đọc thầm Tổ Long bí thuật sau khi, óng ánh khắp nơi lưu quang rơi vào vô tự thiên thư bên trên, Tổ Long bí thuật bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Địa sát đệ nhất, quả nhiên như Lăng Tiêu sở liệu, Tổ Long bí thuật xếp hạng cũng xuất hiện ở vô tự thiên thư bên trên. Thiên cương địa sát, thiên cương 36, địa sát 72, hợp 108, cùng này vô tự thiên thư bên trên trang sách vừa vặn đối ứng, chẳng lẽ này bên trong đất trời tổng cộng có 108 loại bí thuật sao? Lăng Tiêu trong lòng suy đoán. Tiếp theo hắn cũng là không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía Tổ Long bí thuật cái kia một tờ. Quả nhiên bị bù đắp rồi. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, trang này Tổ Long bí thuật huyền ảo khó lường, phảng phất là một trường thái cổ Tổ Long trôi nổi tại vô tự thiên thư bên trên, biến ảo ra các loại kỳ dị khó lường cảnh tượng. Tổ Long bí thuật tổng cộng có 7 tầng cảnh giới, giao long thân thể, địa long thân thể, phi long thân thể, thiên long thân thể, chân long thân thể, thần long thân thể cùng Tổ Long thân thể. Mỗi tu luyện thành công một tầng, thân thể lực lượng đều có thể tăng lên gấp trăm lần. Mà một vạn năm trước Chân Long Chí Tôn được Tổ Long bí thuật cũng chỉ có 5 tầng cảnh giới mà thôi, vì lẽ đó hắn mới được xưng Chân Long Chí Tôn, mà không phải Tổ Long Chí Tôn. Nhìn thấy Tổ Long bí thuật miêu tả, Lăng Tiêu cũng là không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Hắn bây giờ thân thể lực lượng đã đạt đến vô cùng trình độ kinh khủng, nếu là đem Tổ Long bí thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thật là sẽ là kinh khủng đến mức nào cảnh giới. Lăng Tiêu cũng là trong lòng mong mỏi. Chương 24, Trường Sinh Thành, Linh Dược Các. Bất quá này Tổ Long bí thuật tu luyện, tiêu hao tài nguyên cũng thật là khủng bố a.
không trách một vạn năm trước chân long chí tôn Nam Chinh Bắc Chiến, khắp nơi cướp địa bàn, cướp tài nguyên. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, tổ long bí thuật tu luyện thành công tự nhiên cực sự khủng bố, thế nhưng mỗi tu luyện một tầng tiêu hao tài nguyên cũng là thượng một tầng gấp trăm lần. Lại như là muốn tu luyện thành công tầng thứ nhất giao long thân thể, không đơn thuần cần 10 vạn linh thạch thượng phẩm, còn cần lấy các loại linh dược luyện chế thành công một viên hóa long đan. Linh thạch thượng phẩm có thể trở về tông tìm Nam Cung Hiên muốn, mà hóa long đan cũng chỉ là thượng phẩm linh đan, luyện chế lên cũng không khó, chỉ là trong đó có vài loại linh dược dường như khó, xem ra là muốn hướng về Trường Sinh Thành đi một lần rồi. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, Trường Sinh Thành nói đến cùng Trường Sinh Môn cũng có rất lớn ngọn nguồn, mấy ngàn năm trước còn nắm giữ tại Trường Sinh Môn trong tay, chỉ là theo Trường Sinh Môn từ từ sự suy thoái, Trường Sinh Thành cũng không ngừng đổi chủ, bây giờ đã trở thành Đại Hoang cổ quốc một tòa chủ thành. Trường Sinh Thành là này phạm vi mấy ngàn dặm to lớn nhất thành trì, đại diện cho Đại Hoang cổ quốc, vì lẽ đó coi như là ba đại tông môn tại Trường Sinh Thành trước cũng không dám có chút không cung kính. Trường Sinh Thành cũng là to lớn nhất mậu dịch thành trì, hết sức phồn hoa, hẳn là có Lăng Tiêu luyện chế hóa long đan cần thiết linh dược. Lăng Tiêu rời đi Hung Thú Sơn Mạch, hướng về Trường Sinh Thành mà đi. Lăng Tiêu rời đi Hung Thú Sơn Mạch không lâu, bắt giữ ngàn năm Chu Cáp cái kia mảnh đầm lầy, đến rồi một cái khách không mời mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là ai giết Mã Tuấn thiếu gia? Người đến là một cái mũi ưng người trung niên, thân mặc áo bào đen sắc mặt âm trầm, giờ khắc này nhìn thấy Mã Tuấn cùng đông đảo cùng hợp hoan tông đệ tử thi thể, trong ánh mắt lộ ra vừa kinh vừa sợ vẻ mặt. Thương thế này, là tiểu kim cương quyền tạo thành, tiểu kim cương quyền, Trường Sinh Môn người. Dám giết Mã Tuấn thiếu gia, ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Người trung niên nghiến răng nghiến lợi. Trong ánh mắt cũng có một tia vẻ sợ hãi lấp lóe, phụ thân của Mã Tuấn là Hợp Hoan Tông Tề trưởng lão, cũng là Hợp Hoan Tông duy nhất một cái thượng phẩm luyện đan sư, nghĩ đến hắn những kia khủng bố thủ đoạn, người trung niên cũng cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Trước tiên mang về, giao cho thất trưởng lão xử trí. Người trung niên nắm vào trong hư không một cái, chân khí bàn tay lớn hạ xuống đem Mã Tuấn cùng hết thảy Hợp Hoan Tông đệ tử đều tóm lấy, sau đó vọt người hướng về núi rừng ở ngoài lao đi. Giờ khắc này Lăng Tiêu đã là nghênh ngang hướng về Trường Sinh Thành mà đi, không chút nào biết Hợp Hoan Tông đã bắt đầu truy tra sát hại Mã Tuấn hung thủ, bất quá coi như là biết, hắn cũng không sẽ để ý. Trường Sinh Thành diện tích hơn trăm dặm, tường thành cao to, vô cùng phồn hoa, Lăng Tiêu vào thành hơi hơi hỏi thăm một chút, liền hướng về Linh Dược Các mà đi. Linh Dược Các là toàn bộ Trường Sinh Thành to lớn nhất đan dược cửa hàng, các loại linh đan linh dược không thiếu gì cả, nghe đồn còn có mạnh mẽ luyện đan sư tọa trấn. Hẳn là có Lăng Tiêu cần thiết linh dược. Linh dược các sát đường cửa hàng có 3 tầng, xem ra vô cùng khí thế, Lăng Tiêu vừa đi vào đi, nhất thời thì có một cái xinh đẹp thiếu nữ tiến lên đón. Quý khách là lần đầu tiên tới chúng ta linh dược các chứ? Không biết quý khách cần muốn cái gì? Chúng ta nơi này các loại linh đan linh dược không thiếu gì cả, hơn nữa chất lượng tuyệt đối có bảo đảm. Xinh đẹp thiếu nữ vô cùng quen thuộc giới thiệu, không thiếu gì cả, được rồi, ta cần hóa long thảo, cấp 5 yêu thú tinh huyết. Vô ngân hoa, âm dương đằng. Lăng Tiêu cười nhạt, thuận miệng báo ra mười mấy loại linh dược tên. Chuyện này, xinh đẹp thiếu nữ sừng sốt, trước mắt cái này xem ra cùng nàng tuổi tác sấp xỉ thiếu niên, báo ra đến những linh dược này nàng một loại đều chưa từng nghe nói. Mà cấp 5 yêu thú tinh huyết, cấp 5 yêu thú đã là có thể so với tông sư cảnh cường giả, mạnh mẽ vô cùng, tinh huyết tự nhiên cũng là cực kỳ quý giá. Nhưng cái khác linh dược lại là cái gì quỷ? Lăng Tiêu nhìn thấy xinh đẹp thiếu nữ phản ứng. Liền rõ ràng, những linh dược này tuy rằng cũng không tính rất quý giá, nhưng cũng không thông thường, e sợ chỉ có luyện đan sư mới sẽ biết. Lăng Tiêu cũng không có khó khăn nàng, hơi mỉm cười nói, đi đem bọn ngươi nơi này đứng đầu luyện đan sư mời ra đây, hắn khẳng định biết. Chuyện này, thiếu nữ lại có chút khó khăn lên, ai biết thiếu niên này báo ra đến linh dược có phải là thật hay không. Nếu là trêu chọc, nàng thiếu không một trận trách mắng, nhưng nếu là thật, trước mắt thiếu niên này lai lịch liền rất không bình thường. Liền có thiếu nữ có chút thời điểm do dự, một cái âm thanh lanh lảnh bỗng nhiên vang lên. Khẩu khí thật là lớn, người báo ra đến linh dược ngay cả ta đều chưa từng nghe nói, chẳng lẽ ngươi là tới quấy rối hay sao? Dám ở linh dược các quấy rối, lá gan của ngươi vẫn đúng là không nhỏ. Từ lầu 2 đi xuống một người mặc quần đỏ thiếu nữ, vóc người vô cùng nóng nảy, khuôn mặt cũng hết sức xinh đẹp, giờ khắc này nhìn chằm chằm Lăng Tiêu tỏ rõ vẻ đều là vẻ không tin. Liễu tiểu thư, ngươi đến rồi. Xinh đẹp thiếu nữ vừa nhìn thấy cái này mặc quần đỏ thiếu nữ, trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra cực kỳ cung kính vẻ mặt. Quần đỏ thiếu nữ xuất hiện, cũng là gây nên lầu một náo động, thông qua mọi người xung quanh tiếng bàn luận, Lăng Tiêu cũng biết quần đỏ thiếu nữ thân phận.
Trường Sinh thành chủ Liễu Hùng Phi con gái, Liễu Phiêu Phiêu. Ngươi chưa từng nghe nói, không có nghĩa là sẽ không có những linh dược này. Ngươi bất quá là chỉ là hạ phẩm luyện đan sư thôi, để mặt sau chính đang luyện đan cái kia lão gia hỏa đi ra đi, nếu là hắn cũng không nhận ra được, các ngươi này linh dược các bảng hiệu cũng có thể hái được. Lăng Tiêu tùy ý nói rằng, Liễu Phiêu Phiêu thiên phú quả thật không tệ, chân khí cảnh 9 tầng tu vi, hạ phẩm luyện đan sư, mới có 17 tuổi, để ở nơi đâu đều xem như là thiên tài. Huống chi luyện đan sư loại này thần bí quần thể, để ở nơi đâu đều là khiến người ta vây đỡ đối tượng. Hảo tiểu tử càn rỡ, ngươi rốt cuộc là ai? Tuy nói thế gian này có rất nhiều linh dược ta không biết, nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể biết, ta xem ngươi nhất định là cái khác tiệm thuốc gian tế, ý định tới quấy rối. Liễu Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, một mặt thấy ngứa mắt. Ách ngồi đáy giếng, Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng, cũng lười cùng nàng tranh chấp. Nhưng câu nói này lại làm cho Liễu Phiêu Phiêu phát hỏa. Nàng rít gào một tiếng nói, người nói ai ếch ngồi đáy giếng. Xem ra hôm nay không cho ngươi tên tiểu tử này một điểm màu sắc nhìn, ngươi không biết cô nãi nãi rất lợi hại. Nói xong, Liễu Phiêu Phiêu lướt trên tay áo, cả người chân khí lan ra, liền muốn hướng về Lăng Tiêu mà tới. Này tiểu cô nãi nãi tính khí vẫn đúng là nóng này. Lăng Tiêu lười cùng nàng dây dưa, nhìn linh dược các một cái hướng khác một chút, khóe miệng lộ ra một vẻ độ cong, hô to lên. Muốn nổ lô rồi, muốn nổ lô rồi. Muốn nổ lô rồi, Lăng Tiêu âm thanh trong trẻo cực kỳ, liền hô ba lần, vang vọng toàn bộ linh dược các. Ầm ầm, vẻn vẹn là chỉ chốc lát sau, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, mặt đất rung chuyển, toàn bộ linh dược các cũng bắt đầu dao động động không ngừng. Một cái râu tóc bạc trắng ông lão, cả người quần áo cháy đen một mảnh, râu tóc đều tỏa ra mùi khét, từ linh dược các nội viện chạy ra, có vẻ hơi tức đến nổ phổi. Là cái nào tiểu tử nói muốn nổ lô, đi ra cho ta. Chương 25, Tiêu Mộc đại sư. Tất cả mọi người là vẻ mặt ngẩn ngơ, nhưng lập tức liền lộ ra kích động cùng vẻ kính sợ. Tiêu Mộc đại sư, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, âm thanh cực kỳ kích động. Bọn họ nhận ra cái này lai lịch của lão đầu. Tiêu Mộc đại sư, hạ phẩm luyện đan đại sư, chính là toàn bộ Trường Sinh thành lợi hại nhất luyện đan đại sư, trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, vô số cường giả ở trước mặt hắn đều là một mực cung kính. Chỉ vì Tiêu Mộc đại sư có thể luyện chế ra bảo đan, linh đan, bảo đan, đạo đan, phân biệt đối ứng luyện đan sư, luyện đan đại sư, luyện đan tông sư. Mà luyện đan đại sư, coi như là tại đại hoang cổ quốc đều là nhân vật hết sức quan trọng, nhìn thấy quốc quân đều không phải làm lễ. Như vậy một tôn đại nhân vật xuất hiện tại Trường Sinh thành, không biết tác động bao nhiêu cường giả trái tim. Liễu Phiêu Phiêu còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Tiêu Mộc đại sư cực kỳ chật vật đứng ở trước mặt nàng, nhất thời trên mặt lộ ra cực kỳ cung kính vẻ mặt. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư tôn, Tiêu Mộc đại sư khoát tay áo một cái, lo lắng hỏi, Phiêu Phiêu a, không cần đa lễ, vừa là ai la to nổ lô. Hắn vừa nói, ánh mắt còn vừa ở trong đám người tính toán. Sư tôn, chính là tên tiểu tử này, chẳng lẽ là hắn vừa tiếng gào quấy rối sư tôn luyện đan. Ta này liền làm thịt hắn thay lão nhân ra ngài hả giận. Liễu Phiêu Phiêu chỉ vào Lăng Tiêu, cười gằn một tiếng liền muốn ra tay. Chậm đã, Tiêu Mộc đại sư ngăn cản Liễu Phiêu Phiêu. Một đôi già nua mà cơ trí con mắt tại Lăng Tiêu trên người đánh giá một phen, nói tiểu huynh đệ, ngươi là làm sao sớm biết muốn nổ lô. Liễu Phiêu Phiêu nhất thời há hốc mồm, chính mình sư tôn cao bao nhiêu ngạo nàng nhưng là mười phân rõ ràng, liền liền cha mình Liễu Minh thần thân tên là Trường Sinh thành thành chủ, Tiêu Mộc đại sư đều là không coi ra gì, bây giờ dĩ nhiên xưng hô cái này đáng ghét tiểu tử vì tiểu huynh đệ. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Mộc đại sư, nhàn nhạt nói, ngươi vừa là đang luyện chế thất huyền bảo đan chứ? Thân là luyện đan đại sư, ngươi dĩ nhiên không biết lưu hỏa đồng không thể tùy tiện dùng linh tinh sao. Ta biết ngươi là muốn lấy lưu hỏa đồng thay thế trong đó âm dương thảo, nhưng đáng tiếc lưu hỏa đồng tuy rằng ngầm có ý thủy hỏa lực lượng, có thể trung hòa chí âm chí dương đan dược năng lượng, nhưng trong đó càng có một tia canh kim chi khí, chiếu ngươi loại này luyện pháp, lại luyện 100 lần đều sẽ nổ lô. Ngươi dĩ nhiên biết thất huyền bảo đan. Tiêu Mộc đại sư kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Lập tức trong ánh mắt của hắn lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, bắt đầu khua tay múa chân lên. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến a? Lưu hỏa đồng trong đó canh kim chi khí tuy rằng bị ta hóa rơi mất hơn nửa, nhưng vẫn có tàn dư, thời khắc mấu chốt liền sẽ khiến cho thành đan bất ổn, trực tiếp nổ lô nguy hiểm, rượu a. Lão già khua tay múa chân, tiện đà nhìn về phía Lăng Tiêu vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên hơi cung kính lên. Phải biết, thất huyền bảo đan chính là thời kỳ thượng cổ một loại đan dược. Lấy 7 loại chủ linh dược cộng thêm hơn 100 loại phụ dược luyện chế mà thành, có thể trợ long hổ cảnh cường giả đột phá,
cảm ngộ thiên nhân giao cảm, thể ngộ thiên tâm cảnh giới, phá vào tông sư cảnh, vô cùng thần diệu. Đan luận lên, thất huyền bảo đan tuy rằng chỉ là hạ phẩm bảo đan, thế nhưng so với bình thường trung phẩm bảo đan còn muốn quý giá rất nhiều. Tiêu Mộc đại sư trong lúc vô tình được thất huyền bảo đan bản thiếu, thôi diễn hơn nửa, đến nay vẫn cứ không có thôi diễn ra hoàn chỉnh thất huyền bảo đan phương pháp luyện đan, nhưng không nghĩ tới loại này thượng cổ phương pháp luyện đan lại bị Lăng Tiêu một cái nói ra. Xin hỏi tiểu hữu, nên như thế nào giải quyết lưu hỏa đồng vấn đề đây? Lão già biểu hiện nóng bỏng, như là một cái chính đang thỉnh giáo đệ tử của lão sư, biểu hiện vô cùng cung kính, nhìn ra mọi người xung quanh con ngươi đều rơi mất một chỗ. Tên tiểu tử này thật sự có lợi hại như vậy, khẳng định là tên lừa đảo, hắn một cái chỉ là khai mạch cảnh tiểu tử, còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng vọng đàm luận đan đạo. Đợi lát nữa ta nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn một trận. Liễu Phiêu Phiêu tỏ rõ vẻ không phục, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Ngươi dùng lưu hỏa đồng là muốn giải quyết đan tâm mộc cùng vô tình hoa va chạm nhau vấn đề chứ? Nhưng là ngươi vừa bắt đầu liền đi chật, ngươi cho rằng đan tâm mộc chính là thuộc tính hỏa linh dược, vô tình hoa chính là thuộc tính thủy linh dược, nhưng ngươi nhưng lại không biết đan tâm mộc ngầm có ý một tia ất mộc khí, mà vô tình hoa có thể sinh ra một tia bính hỏa chi tử đấu, hai người dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa, căn bản không cần ngươi làm điều thừa. Chỉ cần ngươi lấy không có dễ nước để cao linh khí trong đó liền có thể, đơn giản như vậy vấn đề, người thân là luyện đan đại sư dĩ nhiên không biết. Lăng Tiêu một mặt liếc Si Nhất Bàn nhìn Tiêu Mộc đại sư, lão già đỏ cả mặt, thế nhưng trong ánh mắt ý kính nể càng ngày càng nồng nặc. Xem ra này 10.000 năm, thay đổi quá nhiều đồ vật. Liền ngay cả thất huyền bảo đan phương pháp luyện đan đều mất rồi. Lăng Tiêu thở dài một hơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiểu hữu thật là đan đạo kỳ tài. Bây giờ nghe ngươi một lời. Đầy đủ vượt qua ta mấy năm công lao a, kính xin tiểu hữu hậu đường thưởng thức trà, lão phu còn nhiều hơn thường xuyên mời giáo. Tiêu Mộc đại sư nóng ruột khó nhịn, Lăng Tiêu phảng phất vì hắn mở ra một cái thiên địa mới, nhất thời hắn liền muốn lôi kéo Lăng Tiêu hướng về linh dược các hậu đường mà đi. Chỉ sợ ta còn thật không có thời gian, Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta còn có chút linh dược muốn mua, không có thời gian ở đây chỉ hoãn thời gian. Linh dược gì, tiểu hữu ngươi cần thiết linh dược ta linh dược các đều bao, Phiêu Phiêu. Nhanh đi giúp tiểu hữu mang tới hắn cần thiết linh dược. Tiêu Mộc đại sư vô cùng tùy ý nói rằng, đối với hắn loại này luyện đan đại sư tới nói, giá trị bản thân vô cùng phong phú, tùy tiện lấy ra một ít linh dược đều là như muối bỏ bể. Như vậy, tiểu tử liền không khách khí rồi. Lăng Tiêu cười hì hì, gãi đúng chỗ ngứa, nói xong cũng đem chính mình đã sớm liệt hảo tờ khai đưa cho Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu bĩu môi, tuy rằng không ưa Lăng Tiêu, thế nhưng bất đắc dĩ sư tôn có lệnh, nàng cũng chỉ đành tuân mệnh. Thế nhưng khi, làm, nàng nhìn thấy Lăng Tiêu liệt đi ra linh dược thì, mặt đều tái rồi. Hóa Long Thảo, cấp 5 yêu thú tinh huyết, vô ngân hoa, âm dương đằng. Tiểu tử, ta xem ngươi là đến tống tiền chứ? Liễu Phiêu Phiêu nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lăng Tiêu liệt đi ra những linh dược này, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, giá trị mười mấy vạn linh thạch thượng phẩm. Nàng vốn cho là Lăng Tiêu cần thiết cũng bất quá là khai mạch cảnh tu luyện linh dược, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên dở công phu sư tử ngoạm. Coi như là Tiêu Mộc đại sư xuất thân giàu có, cũng không thể hào phóng như vậy a. Hóa Long Thảo, cấp 5 yêu thú tinh huyết, tiểu hữu, chẳng lẽ đây là, Tiêu Mộc đại sư phảng phất nghĩ tới điều gì, nhất thời trong đôi mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, nhìn thấy Lăng Tiêu làm ra một cái cấm khẩu động tác, hắn nhất thời ngậm miệng không nói. Phiêu phiêu, còn không mau đi, những linh dược này đều toán ở trên đầu ta, người mau chóng mang tới. Tiêu Mộc đại sư thiếu kiên nhẫn dặn dò một tiếng. Phải, Liễu Phiêu Phiêu oan ức đáp ứng một tiếng, nhưng nhìn Lăng Tiêu cũng là càng ngày càng không vừa mắt. Tiểu hữu, xin mời. Đại sư trước mời, Lăng Tiêu nhìn thấy Tiêu Mộc ông lão này rất thượng loại, Hóa Long đan cần thiết linh dược đều giải quyết, hắn cũng là cười ha ha, theo Tiêu Mộc đại sư hướng về hậu đường đi đến. Đạt được nhân gia tiện nghi lớn như vậy, chỉ điểm một, hai cũng là được đi. Chương 26, đệ tử ký danh, cổ kính bên trong tĩnh thất, huân hương lượn lờ bay lên. Bốn phía bày ra rất nhiều tán loạn linh dược cùng với cuốn sách, ngay chính giữa còn có một cái màu đỏ thẫm đan đỉnh, có nhàn nhạt mùi thuốc lan tràn ra. Tiểu hữu mời ngồi, không biết tiểu hữu sư là ai làm. Tiêu Mộc xin mời Lăng Tiêu ngồi xuống, hơi mỉm cười nói. Vừa Lăng Tiêu trong lời nói, biểu hiện phi phàm đan đạo thiên phú, để Tiêu Mộc trong lòng suy đoán, hay là Lăng Tiêu chính là những kia đại tông môn, đại thánh đệ tử, nếu không thì, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế thiên phú? Ta không môn không phái. Những này đan đạo tri thức cũng bất quá là chính ta mù cân nhắc thôi. Lăng Tiêu cười nhạt nói, tiểu hữu quá khiêm tốn, không bằng chúng ta thảo luận một thoáng đan đạo làm sao.
Tiêu Mộc Chỉ khi làm Lăng Tiêu không nghĩ thấu lộ lai lịch của chính mình, thế nhưng nghe được Lăng Tiêu đề cập thất huyền bảo đan, đã sớm là nóng ruột khó nhịn, không nhịn được lên tiếng mời nói. Cái kia, được rồi, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, vẫn là đồng ý. Dù sao hóa long đan cần thiết linh dược có giá trị không nhỏ, xem tại ông lão này vì chính mình cung cấp linh dược phong mức, Lăng Tiêu quyết định cố hết sức chỉ điểm hắn một thoáng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tĩnh thất, Lăng Tiêu cùng Tiêu Mộc bắt đầu thảo luận đan đạo dược lý. Lăng Tiêu là ai? Một vạn năm trước đan đạo chí tôn, coi như là bây giờ không có tu vi, thế nhưng tùy tiện để lộ ra một điểm đan đạo chí lý, cũng làm cho Tiêu Mộc kinh động như gặp thiên nhân. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Tiêu Mộc còn có thể xuyên vào một đôi lời, nhưng càng đi về phía sau, Tiêu Mộc trên mặt khiếp sợ cùng vẻ cung kính liền càng ngày càng nồng nặc. Đến cuối cùng, hắn đơn giản ngồi trên mặt đất, như là nghe giảng bài học sinh, như mê như say nghe Lăng Tiêu giảng giải đan đạo tri thức. Mấy cái canh giờ loáng một cái rồi biến mất. Khi làm Lăng Tiêu câu nói sau cùng hạ xuống, Tiêu Mộc cả người chấn động, tiện đà hít sâu một hơi, hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái. Hôm nay nghe đại sư mấy câu nói, vượt qua ta 10 năm khổ tu. Kính xin đại sư thu ta làm đệ tử, ta nguyện đi theo làm tùy tùng, hầu hạ đại sư. Tiêu Mộc đã là bị Lăng Tiêu triệt để thuyết phục, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ cuồng nhiệt sùng bái. Thông qua vừa Lăng Tiêu, hắn thậm chí cảm giác được đã đình trệ nhiều năm bình cảnh, dĩ nhiên mơ hồ có muốn buông lỏng dấu hiệu. Hay là không bao lâu nữa, chính mình liền có thể đột phá đến trung phẩm luyện đan đại sư. Ta không phải cái gì đại sư, ta tên Lăng Tiêu. Muốn làm ta đệ tử, liền ngươi thiên phú này, hay là thôi đi. Lăng Tiêu dở khóc dở cười nhìn Tiêu Mộc một chút, lắc đầu nói. Đùa giỡn, Lăng Tiêu một đời trước đệ tử, người nào không phải có tuyệt thế chi tử tư. Hoặc là tuổi còn trẻ đột phá vương hầu cảnh giới, sức chiến đấu vô song, hoặc là trở thành đan đạo chí tôn, danh chấn thiên hạ. Tiêu Mộc đều sắp trăm tuổi chi tử linh, mới đạt đến luyện đan đại sư, phần này tư chất tại Lăng Tiêu trong mắt tự nhiên là cực kỳ phổ thông. Lăng thiếu, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền không đứng lên. Tiêu Mộc ra mặt thật dày, dĩ nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, rất nhiều một bộ Lăng Tiêu không đáp ứng, hắn liền không đứng lên ý tứ. Nếu là bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ con ngươi đều sẽ rơi xuống. Tiêu Mộc là người nào? Tại Đại Hoang cổ quốc đều là hiển hách nhân vật nổi danh. Quốc quân nhìn thấy đều sẽ lấy lễ để tiếp đón luyện đan đại sư, dĩ nhiên khóc lóc muốn cướp bái một người thiếu niên sư. Sư tôn, tên tiểu tử kia muốn linh dược ta đều chuẩn bị kỹ càng. Sư tôn, ngươi làm cái gì vậy? Nhưng vào lúc này, Liễu Phiêu Phiêu đẩy cửa mà vào, bĩu môi một mặt không tình nguyện, thế nhưng khi, làm, nàng nhìn thấy Tiêu Mộc quỳ gối Lăng Tiêu trước, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Tiểu tử thúi, ngươi đối với sư tôn ta quán cái gì thuốc mê, ta? Ta giết ngươi. Liễu Phiêu Phiêu bạo tính khí lập tức liền phát tác, phía sau thiên trường kiếm màu xanh lam ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe như một vệt sáng, hướng về Lăng Tiêu đâm tới. Phiêu Phiêu, ngươi làm càn. Tiêu Mộc biến sắc, nhất thời bàn tay lớn vồ một cái, hư không phảng phất đều ngưng tụ lên, một luồng khí thế mạnh mẽ tràn ngập ra, tại Liễu Phiêu Phiêu trước phảng phất xuất hiện một bức trong suốt khí tường, để trường kiếm trong tay của nàng lại cũng khó có thể đi tới một phần. Tông sư, Lăng Tiêu mắt sáng lên. Không nghĩ tới trước mắt cái này xem ra khá là hèn mọn ông lão, dĩ nhiên là một tông sư cảnh cường giả, so với Nam Cung Hiên đều không bằng mảy may. Lăng thiếu thứ tội, Phiêu Phiêu tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với nàng. Đây là sư tôn cần linh dược, còn có này 1 triệu linh thạch thượng phẩm xem như là ta hiếu kính cho sư tôn tiền tiêu vặt. Tiêu Mộc đem Liễu Phiêu Phiêu trong tay chứa đầy linh dược hộp ngọc cầm tới, sau đó lại lấy ra một cái túi chữ vật, cung cung kính kính hiến cho Lăng Tiêu. Cái gì, bái tên tiểu tử này sư? Sư tôn, ngài có phải là lão bị hồ đồ rồi? Liễu Phiêu Phiêu nghe được Tiêu Mộc, kinh ngạc thốt lên một tiếng, tỏ rõ vẻ đều là khó có thể tin vẻ mặt. Ông lão này vẫn tính thượng đạo, Lăng Tiêu trong lòng thầm hô một tiếng, chính mình cần thiết hóa long đan linh dược đều đủ, hơn nữa lão già này xem ra rất có tiền dáng vẻ, 1 triệu linh thạch thượng phẩm Nam Cung Hiên đều sẽ vô cùng đau lòng, lão già này mắt cũng không chát liền lấy ra. Hơn nữa, Lăng Tiêu tại Tiêu Mộc trong đôi mắt, nhìn thấy chỉ có đối với đan đạo cuồng nhiệt cùng tinh khiết. Không có cái khác mảy may tạp chất. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu trong lòng mềm nhũn một thoáng. Được rồi, đã như vậy, vậy ta liền cố hết sức thu ngươi làm cái đệ tử ký danh, sau đó có thể hay không chuyển chính thức, liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là không tình nguyện đồng ý. Nhìn thấy Lăng Tiêu vẻ mặt, Liễu Phiêu Phiêu một ngụm máu suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Tiêu Mộc đại sư lại đưa linh dược lại đưa linh thạch, muốn bái Lăng Tiêu sư. Lăng Tiêu lại vẫn một bộ không tình nguyện dáng vẻ, chỉ là thu rồi Tiêu Mộc khi làm đệ tử ký danh.
tiểu tử này nơi nào đến tự tin. Thế nhưng Tiêu Mộc nhưng là vui mừng khôn xiết, hướng về Lăng Tiêu cung cung kính kính ba quỳ chín bái làm một đại lễ. Đồ nhi Tiêu Mộc, bái kiến sư tôn. Bái một người thiếu niên làm sư, hắn dĩ nhiên không có mảy may nhăn nhó cùng thật không tiện, loại này đối với đan đạo cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng, coi như thiên phú không đủ, cuối cùng cũng nhất định có thể bước lên đỉnh cao đi. Đứng lên đi, Lăng Tiêu khoát tay áo một cái, thái độ đối với Tiêu Mộc cũng tốt hơn rất nhiều. Xin hỏi sư tôn, ngài nắm những linh dược này, chẳng lẽ là muốn luyện chế trong truyền thuyết hóa long đan sao? Tiêu Mộc có chút mong đợi hỏi, trong truyền thuyết, chẳng lẽ liền hóa long đan cũng thất truyền sao? Lăng Tiêu hơi nhướng mày, xem Tiêu Mộc cuồng nhiệt cùng ánh mắt mong chờ, liền biết e sợ hóa long đan phương pháp luyện đan cũng đã thất truyền. Không nghĩ tới, 10.000 năm sau, Thương Hải tang điền, thế giới này đan đạo trình độ dĩ nhiên héo tàn đến mức độ như vậy. Sư tôn, người có chỗ không biết, tương truyền phục hổ đan cùng hóa long đan là hai loại thích hợp nhất võ đạo sơ kỳ dùng linh đan, có thể tắm tủy phạt mao, khiến người ta thoát thai hoán cốt, cải thiện tư chất, vô cùng thần diệu. Phục hổ đan có thể để người ta nắm giữ cứng cỏi hổ cốt, hóa long đan càng là có thể để người ta nắm giữ kim cương long cốt. Chỉ là hóa long đan phương pháp luyện đan đã sớm thất truyền, chỉ có phục hổ đan phương pháp luyện đan còn có truyền lưu, nhưng cũng là cực kỳ quý giá, đại hoang cổ quốc bên trong. Có người nói chỉ có hộ pháp quốc sư nơi đó mới có phục hổ đan phương pháp luyện đan, trong ngày thường lưu truyền tới một viên phục hổ đan, đều là giá trị vạn kim. Tiêu Mộc thở dài một hơi nói, chương 27, Nhị Long Hí Châu. Hóa ra là như vậy, ánh mắt của ngươi không tệ, đan tử hóa long thảo cùng cấp 5 yêu thú tinh huyết liền suy đoán ra ta luyện chế chính là hóa long đan, đã như vậy, vậy đợi lát nữa ta luyện chế hóa long đan thời điểm, ngươi có thể đoán ra. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Thừa nhận chính mình muốn luyện chế chính là hóa long đan. Cứ việc Tiêu Mộc sớm có suy đoán, giờ khắc này cũng là không nhịn được vui mừng khôn xiết. Đa tạ sư tôn, không biết Phiêu Phiêu, Tiêu Mộc nhìn bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu một chút, nàng cũng có thể lưu lại. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không có cùng cái tiểu nha đầu này chấp nhặt. Hừ, Liễu Phiêu Phiêu hừ lạnh một câu, quay đầu đi, nàng không nghĩ tới trong nháy mắt, cái này đáng ghét tiểu tử liền thành chính mình sư tổ. Điều này làm cho nàng dù như thế nào đều là tuyệt đối không thể tiếp thu. Liễu Phiêu Phiêu trợn to hai mắt, chính chờ xem Lăng Tiêu xấu mặt, hóa long đan loại này thất truyền linh đan ngươi cũng có thể luyện chế ra đến. Lừa gạt quỷ đi, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luyện đan chính là đao thật súng thật thực chiến, nàng cũng không nhận ra Lăng Tiêu một cái khai mạch cảnh tiểu tử, có thể tại đan đạo thượng cao bao nhiêu trình độ. Chờ đến Lăng Tiêu luyện đan thất bại. Nàng nhất định phải cố gắng cười nhạo cái này đáng ghét tiểu tử. Dĩ nhiên là tuyệt phẩm linh khí. Hơn nữa lấy địa hỏa thôi thúc, cái lò luyện đan này cũng coi như là không tệ rồi. Lăng Tiêu đi tới trong tĩnh thất ương, sờ soạng một thoáng trung ương màu đỏ thẫm đan đỉnh, khẽ mỉm cười nói. Sư tôn, này Xích Hà đỉnh chính là ta từ một chỗ cổ di tích bên trong được, tục truyền là thời kỳ thượng cổ đan đỉnh, có thể tăng cường một thành tỷ lệ thành đan, chỉ là ta tuy rằng lấy địa hỏa xây dựng trận pháp. Nhưng muốn thôi thúc Xích Hà đỉnh, ít nhất cũng phải thượng phẩm luyện đan sư, ngài. Tiêu Mộc có chút do dự nói rằng, hiển nhiên, hắn mặc dù biết Lăng Tiêu đan đạo trình độ cực cao, nhưng Lăng Tiêu bất quá là khai mạch cảnh tu vi, coi như là ngút trời tài năng chết no cũng chỉ là hạ phẩm luyện đan sư, muốn luyện chế hóa long đan loại này thượng cổ linh đan, chỉ sợ sẽ lực có thua. Nói như vậy, tinh thần lực tăng lên chỉ có thể dựa vào cảnh giới đột phá, chân khí cảnh đối ứng hạ phẩm luyện đan sư, hóa linh cảnh đối ứng trung phẩm luyện đan sư. Long hổ cảnh đối ứng thượng phẩm cùng tuyệt phẩm luyện đan sư. Tông sư cảnh, thì lại đối ứng hạ phẩm cùng trung phẩm luyện đan đại sư. Theo lý thuyết Lăng Tiêu bất quá là khai mạch cảnh tu vi, liền luyện đan sư môn đều vẫn không có tìm thấy. Nhưng Lăng Tiêu nhưng tự tin tràn đầy nói, muốn luyện chế thượng phẩm linh đan hóa long đan, Tiêu Mộc thì lại làm sao sẽ không hoài nghi. Khoác lác đi, liền ngay cả ta hiện tại cũng bất quá là miễn cưỡng có thể luyện chế hạ phẩm linh đan, tiểu tử này cũng thật là nói khoác không biết ngượng. Liễu Phiêu Phiêu trong lòng cười gần một tiếng nói, Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấu Tiêu Mộc cùng Liễu Phiêu Phiêu ý nghĩ, cười nhạt, cũng không nói gì, đứng ở Xích Hà đỉnh trước mặt. Lăng Tiêu một trường vỗ ở Xích Hà đỉnh bên trên, phát sinh một tiếng vang lanh lảnh, tiện đà đốm lửa bắn tứ tung, từ phía dưới phun ra một đoàn rừng rực hỏa diễm. Sư tôn, ta còn chưa mở ra trận pháp, Tiêu Mộc một câu nói còn chưa nói hết, trong ánh mắt liền lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hãi. Bởi vì, Lăng Tiêu đã triệt để thôi thúc địa hỏa trận pháp. Kích thích lên rừng rực địa hỏa, bắt đầu vì Xích Hà đỉnh dự nhiệt lên. Chuyện này, Tiêu Mộc ánh mắt lượng lên, không chấp một cái nhìn chằm chằm Lăng Tiêu tay. Lăng Tiêu vẻ mặt trầm ổn, xuất trưởng như gió, phân biệt kết ấn, đến cuối cùng ở trong hư không hình thành đạo đạo tàn ảnh,
phân biệt đánh tại Xích Hà đỉnh các nơi. Lăng Tiêu mỗi một trường đánh ra, Xích Hà đỉnh đều sẽ lập lòe ra một chút ánh sáng, đến cuối cùng Xích Hà đỉnh bị vô tận Xích Hà bao bọc lại, tính nhiệt độ trong phòng đột nhiên lên cao. Loại này dự nhiệt thủ pháp, chưa từng nghe thấy. Tiêu Mộc ánh mắt bắt đầu kích chuyển động, nhất bàn luyện đan sư đều là lợi dụng địa hỏa hỏa diễm dự nhiệt, tốc độ rất chậm, hơn nữa cũng rất khó đem đan đỉnh đều dự nhiệt. Mà bây giờ, Xích Hà đỉnh tại Lăng Tiêu trong tay, phảng phất có linh tính, mỗi một hạn đều tỏa ra nóng rực gợn sóng. Giả thần giả quỷ, Liễu Phiêu Phiêu bĩu môi, thế nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh sợ. Bạch, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu vỗ một cái hộp ngọc, hơn trăm loại linh dược hóa thành đạo đạo lưu quang, tất cả đều vùi đầu vào Xích Hà đỉnh bên trong. Đây là muốn chắt lọc linh dược tinh hoa. Tiêu Mộc trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, nhất bàn luyện đan sư đều là một cây linh dược chắt lọc, thế nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên trực tiếp đem hơn trăm loại linh dược đều vùi đầu vào Xích Hà đỉnh bên trong. Đồng thời chắt lọc hơn trăm loại linh dược tinh hoa, Tiêu Mộc trong lòng phản ứng đầu tiên cũng là không thể. Sư tôn, tên tiểu tử thúi này muốn xong, chúng ta cách xa một chút, miễn cho một hồi nổ lô, hơn trăm loại linh dược thuộc tính không giống nhau, tiểu tử này quả thực là chơi với lửa có ngày chết cháy, hắn cho rằng hắn là ai. Đan đạo tông sư vẫn là đan đạo chí tôn, uổng phí hết những linh dược này, Liễu Phiêu Phiêu cười gần một tiếng nói rằng, không muốn nói mò. Nói không chắc sư tôn hắn có thể đồng thời chắt lọc hơn trăm loại linh dược phương pháp. Tiêu Mộc cảm giác được lời này nói chính mình cũng không thể tin được. Sư tôn, đồng thời chắt lọc nhiều loại linh dược, liền ngay cả đan đạo tông sư đều là cực kỳ thận trọng, hơn nữa những kia thủ pháp cũng sớm đã thất truyền rồi. Lăng Tiêu tuyệt đối không thể biết, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, miễn cho đợi lát nữa nổ lô. Liễu Phiêu Phiêu lôi kéo Tiêu Mộc liền muốn hướng về bên ngoài đi. Chờ đã, Tiêu Mộc con mắt bỗng nhiên lượng lên. Chỉ thấy Lăng Tiêu trong tay ánh lửa lấp lóe, toàn bộ Xích Hà đỉnh đều ong ong bắt đầu run rẩy, tiện đà lưỡng đạo hỏa diễm bốc lên, phảng phất hóa thành lưỡng đạo giao long, đem Xích Hà đỉnh bao bọc lại. Xích Hà đỉnh bên trong, mùi thuốc tràn ngập, trình độ như thế này mùi thuốc, đại diện cho tinh khiết nhất linh dược tinh hoa bị chắt lọc, sao có thể có chuyện đó. Tiêu Mộc trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt, càng là trợn to hai mắt xem Lăng Tiêu luyện đan, không dám bỏ qua một điểm. Tiểu tử này, dĩ nhiên thật sự làm được rồi. Liễu Phiêu Phiêu miệng cũng là trương đến rất lớn, nhìn Lăng Tiêu ánh mắt như là tại xem một cái quái vật. Lưỡng đạo giao long, dĩ nhiên hiện ra một đỏ một hắc hai màu, xoay quanh vần quanh, phun ra nuốt vào mây mù, hỏa diễm rừng rực lóa mắt, toàn bộ Xích Hà đỉnh bên trong có thụy khí dâng lên mà ra, vô cùng thần diệu. Đến cuối cùng, Xích Hà đỉnh bên trong linh dược tinh hoa, phảng phất hóa thành một đoàn năm màu vân cẩm, trong nháy mắt phiêu bay ra ngoài, xuất hiện ở hai cái hỏa diễm giao long ngay chính giữa. Bù, linh dược tinh hoa êm dịu mà óng ánh, hỗn nguyên như thiên thành, như là một viên năm màu linh châu, vô cùng đẹp đẽ. Mà hai cái hỏa diễm giao long xoay quanh, như là nhị long hí châu giống như vậy, đem năm màu linh châu đề cao càng ngày càng nóng rực. Đây là trong truyền thuyết nhị long hí châu phương pháp, Tiêu Mộc trong thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Tiêu Mộc nhớ tới hắn tại một quyển sách cổ thượng nhìn thấy ghi chép. Một vạn năm trước thôn thiên chí tôn. Đan đạo vô song, am hiểu nhất khống hỏa phương pháp chính là cửu long hí châu phương pháp, có người nói cửu long hí châu khống hỏa phương pháp, thậm chí luyện thành có thể làm cho làm một bước thành thần vô thượng thần đan. Có người nói thôn thiên chí tôn cũng là bởi vì luyện thành vô thượng thần đan, mới gặp đến thiên phạt ngã xuống. Mà nhị long hí châu chính là cửu long hí châu đơn giản hóa bản, tuy rằng không giống cửu long hí châu như vậy luyện thiên hóa, nhưng cũng là cực kỳ thần diệu. Ai từng muốn, trong truyền thuyết khống hỏa phương pháp, dĩ nhiên xuất hiện ở một người thiếu niên trong tay. Chương 28, Hóa Long Đan. Tên tiểu tử này thật sự lợi hại như vậy. Liễu Phiêu Phiêu nhìn trước mắt trông rất sống động lưỡng đạo hỏa diễm giao long, tuy rằng không thấy rõ Lăng Tiêu thủ pháp, nhưng cũng là cảm giác được rất lợi hại. Loại kia như nước chảy mây trôi nhất bàn khống hỏa thủ pháp, đem chưa thành hình đan dược đánh bóng hỗn nguyên như ý, tự có một loại kỳ dị nhịp điệu. Nếu như không phải nhìn thấy Lăng Tiêu tuổi trẻ bao hàm, Liễu Phiêu Phiêu suýt chút nữa đều cho rằng là vị nào đan đạo đại sư tại luyện đan. Muốn thành đan rồi, Tiêu Mộc tinh thần chấn động, nhìn thấy trước mắt giao long lại phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy một đỏ một hắc hai cái hỏa diễm giao long đồng thời phun trào khỏi lưỡng đạo hào quang, trung ương nhất đan dược tinh hoa dồn sức bành trướng lên, sau đó hai cái hỏa diễm giao long trong nháy mắt liền dung nhập vào đan dược tinh hoa bên trong, đồng thời có nhàn nhạt long văn dấu ấn tràn ngập ra. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu sắc cũng là trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng, nhưng ánh mắt của hắn như trước là cực kỳ bình tĩnh, hai tay kết ấn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Bù, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến cuối cùng,
Xích Hà đỉnh cũng bắt đầu ong ong bắt đầu run rẩy, đoàn kia đan dược tinh hoa phảng phất tinh vân giống như vậy, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong nháy mắt phân liệt thành 9 đạo lưu quang, trực tiếp xông lên tận trời. Hô, Lăng Tiêu trong miệng một đạo bạch khí phun ra, tiện đà trong tay hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình ngọc chuẩn xác cực kỳ đem 9 đạo lưu quang cất đi. Thành công rồi, Lăng Tiêu trên mặt cũng lộ ra vẻ vui sướng, có hóa long đan, hơn nữa Tiêu Mộc Hiếu kính những kia linh thạch, hắn hoàn toàn có thể mang giao long thân thể tu luyện được. Nghĩ đến giao long thân thể miêu tả, Lăng Tiêu trong lòng liền hừng hực không ngớt. Đây là 10.000 năm sau, hắn lần thứ nhất luyện chế đan dược, tuy rằng Lăng Tiêu bây giờ tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, có thể so với thượng phẩm luyện đan sư, thế nhưng dù sao tu vi của hắn quá thấp, mạnh mẽ lấy tinh thần lực thôi thúc Xích Hà đỉnh cùng địa hỏa trận pháp, vẫn là cho hắn tạo thành gánh nặng cực lớn. Hóa long đan luyện chế thành công, Lăng Tiêu tinh thần lực cũng hầu như tiêu hao hết. Đây chính là hóa long đan sao? Tiêu Mộc tiến tới gần, nhìn Lăng Tiêu trong tay hỗn nguyên óng ánh linh đan, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Hóa long đan hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, mặt ngoài có kỳ dị hoa văn, uyển như vảy rồng giống như vậy, hương thơm nức mũi. Hôm nay nhìn thấy thất truyền đã lâu hóa long đan, Tiêu Mộc như thế nào hội không kích động. Hắn dĩ nhiên thật sự luyện ra, Liễu Phiêu Phiêu cũng là tỏ rõ vẻ không thể tin được, cái này đáng ghét tiểu tử dĩ nhiên thật sự luyện chế ra trong truyền thuyết hóa long đan. Hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Liễu Phiêu Phiêu đối với thân phận của Lăng Tiêu càng ngày càng hiếu kỳ lên. Hơn nữa nàng còn bị ai phát hiện, Tiêu Mộc bái Lăng Tiêu sư, vậy mình chẳng phải là muốn hô Lăng Tiêu sư tổ. Nghĩ tới đây, Liễu Phiêu Phiêu xem Lăng Tiêu ánh mắt càng ngày càng không quen lên. Chuẩn bị cho ta một gian tĩnh thất, ta muốn bế quan. Hóa long đan luyện chế thành công sau khi, Lăng Tiêu không thể chờ đợi được nữa liền muốn đi tu luyện tổ long bí thuật. Tổ long bí thuật kiếp trước thành tựu chân long chí tôn thân thể vô song truyền kỳ, bây giờ tại Lăng Tiêu trên người lại hội bùng nổ ra loại nào uy lực đây. Lăng Tiêu mười phần mong đợi. Được, sư tôn, sát phách chính là ta thường ngày tu luyện mật thất, trong đó càng là bày xuống tụ linh trận, vừa vặn cho sư tôn tu luyện. Tiêu Mộc cung cung kính kính mở ra bên cạnh một gian mật thất nói. Rất tốt, Lăng Tiêu khóe miệng nở một nụ cười, đi tới Liễu Phiêu Phiêu trước mặt, dùng một loại đùa giỡn khẩu khí nói rằng, Phiêu Phiêu a, gọi sư tổ nghe một chút, hồ đến được, sư tổ có khen thưởng nha. Ngươi nằm mơ đi thôi. Liễu Phiêu Phiêu hừ lạnh một tiếng, tức giận đem đầu ngắt quá khứ. Phiêu Phiêu, không được càn rỡ. Lăng thiếu là sư tôn, chính là ngươi sư tổ, nhanh lên một chút gặp sư tổ. Tiêu Mộc nhất thời không vui, nghiêm khắc nhìn Liễu Phiêu Phiêu một chút nói rằng. Sư tôn, ngươi bắt nạt ta, ta liền không hô, liền không hô. Liễu Phiêu Phiêu dậm chân, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, cảm giác được ủy khuất lớn lao. Cái tiểu nha đầu này, còn phản ngươi. Tiêu Mộc nhất thời hô to một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Được rồi, ta là theo ngươi chơi. Lăng Tiêu cười nhạt, xoay người hướng về trong mật thất đi đến, lưỡng đạo lưu quang từ trong tay hắn bay ra, phân biệt rơi vào Tiêu Mộc cùng Liễu Phiêu Phiêu trong tay. Tiêu Mộc trong tay là một phần phương pháp luyện đan, mà Liễu Phiêu Phiêu trong tay nhưng là một viên hóa long đan. Nếu nhập môn hạ ta, hai món đồ này coi như làm lễ ra mắt rồi. Cho ta xem cửa, không nên để cho làm tiến vào tới quấy rầy ta. Lăng Tiêu âm thanh bay ra, mà mật thất cửa lớn cũng là ầm ầm đóng cửa. Đây là thất huyền bảo đan phương pháp luyện đan. Tiêu Mộc nhìn trong tay phương pháp luyện đan sau khi, nhất thời cả người bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Đa tạ sư tôn, Tiêu Mộc cung cung kính kính hướng về mật thất cửa lớn dập đầu một cái, tỏ rõ vẻ đều là cảm kích. Thất huyền bảo đan, hắn mơ tưởng đã lâu phương pháp luyện đan, hắn thôi diễn rất lâu đều không thể thành công phương pháp luyện đan, liền như vậy bị Lăng Tiêu dễ dàng lấy ra. Hơn nữa nhìn thấy Lăng Tiêu cao siêu cực kỳ thuật luyện đan, Tiêu Mộc bái Lăng Tiêu sư cuối cùng một điểm không khỏe cũng biến mất rồi, ngược lại trong lòng hắn tràn ngập vui mừng. Hóa long đan, hắn liền như vậy cho ta. Liễu Phiêu Phiêu trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, trong ánh mắt dị thải liên liên, sững sờ ở nơi đó. Bên trong mật thất, Lăng Tiêu ngồi khoanh chân, lấy ra từ hợp hoan tông đệ tử nơi nào thu được lò thuốc, cùng với huyền mẫu xích xà đảm các loại chờ, linh dược. Luyện chế huyền mẫu đan loại này nghịch thiên linh đan, vẫn là thiếu mấy người biết cho thỏa đáng. Hơn nữa huyền mẫu đan chỉ là trung phẩm linh đan, so với hóa long đan còn thấp hơn một cái cấp bậc, đối với vừa luyện chế xong hóa long đan Lăng Tiêu tới nói, càng là không có chút khó khăn gì. Huống chi, Lăng Tiêu còn luyện hóa thiên địa linh hỏa hỗn nguyên kim liên hỏa, lấy thiên địa linh hỏa đến luyện đan, so với địa hỏa càng tốt hơn rất nhiều. Lăng Tiêu trước tiên tiêu hao mấy cái canh giờ, đem tiêu hao tinh thần lực khôi phục như cũ. Sau đó liền lấy huyền mẫu xích xà đảm các loại chờ linh dược đến luyện chế huyền mẫu đan, cũng không lâu lắm,
khi làm hỗn độn kim liên hỏa chậm rãi tiêu tan thời điểm, 9 viên huyền mẫu đan óng ánh lóa mắt, rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Bây giờ, vạn sự đã chuẩn bị, chờ ta trước tiên đột phá chân khí cảnh sau khi tu luyện nữa giao long thân thể, nên ung dung một ít. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Mở ra quanh thân 360 điều kinh mạch, đạt đến khai mạch cảnh đại viên mãn sau khi, Lăng Tiêu liền áp chế tu vi, mà bây giờ khi hắn thả ra áp chế sau khi, quanh thân trong kinh mạch nội kình liền giống như đại giang đại hà giống như vậy, hướng về trong đan điền hội tụ đến. Vô cùng năng lượng dâng trào, lại như là khai thiên tích địa giống như vậy, Lăng Tiêu quanh thân mạnh mẽ nội kình tấn công tới, tại hắn trong đan điền phát sinh một tiếng vang trầm thấp, sau đó một mảnh kỳ dị không gian trong nháy mắt bị xuyên thủng. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, ba viên huyền mẫu đan trong nháy mắt bị hắn nuốt vào trong bụng. Để bảo đảm làm hết sức tăng lên đan điền khí hải, Lăng Tiêu một hơi dùng ba viên huyền mẫu đan, chính là vì mở ra hoàn mỹ đan điền khí hải. Chương 29, hoàn mỹ khí hải. Huyền mẫu đan vừa vào miệng liền tan ra, ba cỗ mịt mờ dòng năng lượng nhiều hơn toàn thân, cuối cùng nhảy vào đến Lăng Tiêu đan điền trong khí hải, phảng phất trong hư không lôi đình, không ngừng mở ra khí hải phạm vi. Răng rác, phảng phất là lôi đình nổ vang, rừng rực ánh vàng ở trong hư không tràn ngập, một luồng tiên thiên thanh khí từ trong khí hải sinh ra, mịt mờ tràn ngập ra, nương theo một luồng sức mạnh mạnh mẽ cảm giác tràn ngập Lăng Tiêu toàn thân. Lăng Tiêu đan điền khí hải, như là một thế giới nhỏ, chậm rãi nhúc nhích. Năng lượng bàng bạc truyền vào trong đó, trong nháy mắt liền mở ra 49 trượng không gian. Nhất bàn võ giả đột phá đến chân khí cảnh thời điểm, ít nhất đều có 9 trượng khí hải, có chút thiên tài hạng người, thậm chí có thể đạt đến 20 mấy trượng thậm chí 30 mấy trượng khí hải. Lăng Tiêu 49 trượng khí hải không gian, đã xem như là thiên tài tuyệt thế, bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì khai mạch cảnh đại viên mãn. Dù sao Lăng Tiêu đời này thân thể vốn là hết sức bình thường, không phải cái gì thể chất đặc biệt. 49 trượng khí hải sao? Chỉ là cùng ta kiếp trước tương đương, bộ thân thể này cũng thật là đủ kém cỏi a. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Lăng Tiêu cảm giác được chính mình khí hải, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền mẫu đan, nhờ ngươi rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe qua vẻ mong đợi vẻ, trong nháy mắt liền xúc động huyền mẫu đan dược lực. Kiếp trước, Lăng Tiêu đang đột phá chân khí cảnh thời điểm cũng không có dùng huyền mẫu đan. Bất quá 49 trượng khí hải, cũng đã là đủ biến thái. Đời này, hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ vững chắc, mỗi một cảnh giới đều muốn đạt đến hoàn mỹ mức độ. Huyền mẫu đan dược lực bộc phát ra, khác nào một cơn bão táp bao phủ Lăng Tiêu đan điền khí hải, ba đạo mịt mờ tử khí từ trong đó tràn ra, dĩ nhiên chậm rãi thúc đẩy Lăng Tiêu khí hải, kế tục hướng về bốn phía mở ra lên. 50 trượng, 51 trượng, 52 trượng, 60 trượng, 65 trượng. Lăng Tiêu khí hải chậm rãi lớn mạnh, đến cuối cùng đợi được khí hải đã biến thành 99 trượng phạm vi thời điểm, ba đạo mịt mờ tử khí cũng là hoàn toàn tiêu hao cạn tịnh rồi. 99 trượng khí hải sao? Cửu cửu vi nhân đạo cực điểm, xem ra ta đan điền khí hải đã đạt đến cực hạn rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đan luận chân khí chất pháp, Lăng Tiêu tin tưởng coi như là chân khí cảnh 9 tầng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hoàn mỹ khí hải tuy rằng mạnh mẽ, sau đó mỗi một tầng đột phá cũng sẽ càng thêm gian nan, muốn tiêu hao nhiều tư nguyên hơn. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, quanh thân nhấc lên một luồng cơn bão năng lượng, thôn thiên bí thuật tự động vận chuyển lên, xung quanh linh thạch dồn dập hóa thành bàng bạc linh khí, tràn vào đến tứ chi bách hải của hắn bên trong. Chờ đến Lăng Tiêu khí hải hoàn toàn tràn ngập chân khí thời điểm, trung ương nhất luồng khí xoáy hiện lên ra, óng ánh cực kỳ, uyển như ngân hà giống như vậy, Lăng Tiêu tu vi cũng triệt để đứng ở chân khí cảnh một tầng đỉnh cao. Chỉ kém một tia, liền có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai luồng khí xoáy, đột phá đến chân khí cảnh 2 tầng. Rất tốt, tu luyện ra chân khí, rất mạnh mẽ bao nhiêu võ học liền có thể triển khai ra rồi. Cảm giác cả người sức mạnh mạnh mẽ, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thỏa mãn. Ta bộ thân thể này quá vô dụng, nếu không thì cũng sẽ không thời gian mấy năm đều không có mở ra một cái kinh mạch. Bất quá có tổ long bí thuật, hết thảy đều không là vấn đề. Lăng Tiêu nhớ tới chân long chí tôn. Tuy rằng chân long chí tôn phản bội hắn, thế nhưng không thể không nói chân long chí tôn thiên phú vô song, có thể trở thành chiến thần đại lục thập đại phong hào chí tôn, hơn một nửa công lao đều là bởi vì tổ long bí thuật. Chân long chí tôn nguyên vốn là cực kỳ bình thường tư chất, thế nhưng hắn tu luyện tổ long bí thuật, từ giao long thân thể đến địa long thân thể, phi long thân thể, thiên long thân thể cùng với chân long thân thể, có thể nói tổ long bí thuật mỗi đột phá một tầng, chân long chí tôn tư chất liền tăng lên một đoạn dài, thân thể càng là kiên cố vô cùng.
Đạt đến chân long thân thể sau, chân long chí tôn càng là có thể lấy thân thể chống lại chí tôn binh khí, quả thực là mạnh mẽ vô cùng. Kiên kháng ngũ nhạc, rời non lấp biển, hát trăng bắt sao, tinh lực có thể đổ nát thiên địa. Chân long thân thể thậm chí so với những thứ ở trong truyền thuyết mạnh mẽ huyết thống thể chất đều phải biến đổi thái. Bây giờ ta hóa long đan cùng linh thạch thượng phẩm cũng đã đủ, vừa vặn nhờ vào đó một lần đột phá giao long thân thể. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong lòng có quyết định. Trong mật thất tụ linh trận, tại Lăng Tiêu xem ra vô cùng thấp kém, bất quá có thể tăng lên 3 phần 10 tốc độ tu luyện thôi. Hắn đem tụ linh trận cải biến một phen, đồng thời lấy ra 50 vạn linh thạch thượng phẩm bày xuống trận pháp, để tụ linh trận bên trong linh khí so với ngoại giới nồng nặc gấp 10 lần trở lên. Cuối cùng, Lăng Tiêu tiến vào tụ linh trận bên trong. Giao long giả, hành thiên địa chi tử biến, phiên trợ nguyệt chi tử tinh, diễn ngũ hành bí mật, diễn huyết nhục chi thần, hóa ngũ tạng khí, mang thai tiên thiên hoa, tráng giao long thân. Lăng Tiêu trong đầu hiện ra giao long thân thể tu luyện pháp môn, bắt đầu vận chuyển lên. Giao long thân thể chính là vận chuyển trong cơ thể khí huyết, đúc ra tuyệt thế đạo cơ, thoát thai hoán cốt vô thượng pháp môn, dính đến nhân thể bí cảnh, vô cùng huyền ảo. Lăng Tiêu lúc này vừa mới vận chuyển, nhất thời quanh thân khí huyết bắt đầu tuôn trào sôi vọt lên. Quanh người hắn khiếu huyệt, khác nào ngôi sao trên trời giống như vậy, từ từ mở ra thần bí cánh cửa, sau đó bên ngoài nồng nặc kia giống như thật giống như linh khí, điên cuồng hướng về quanh người hắn khiếu huyệt vọt tới, chuyển hóa thành bàng bạc khí huyết lực lượng. Từ nơi sâu xa, phảng phất có tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Ngang, từng tia một thần bí long uy từ trên người Lăng Tiêu tràn ngập ra, hắn cả người bắt đầu vô ý thức nhúc nhích, rung động, đồng thời sắp xếp ra một chút màu đen tạp chất. Có ngọn lửa nóng bỏng từ Lăng Tiêu trong cơ thể thiêu đốt ra, đây là thân thể ngũ tạng chi tử hỏa, bị giao long thân thể pháp môn xúc động, bắt đầu đốt cháy Lăng Tiêu thân thể, rèn đúc làm ra một bộ mạnh mẽ thể phách. Đồng thời theo Lăng Tiêu hô hấp, một viên màu vàng nhạt hóa long đan bắt đầu trôi nổi lên, từng tia mịt mờ khí lưu màu vàng óng, theo Lăng Tiêu miệng mũi, hướng về hắn cả người vọt tới. Cái kia nhạt khí lưu màu vàng óng, phảng phất hóa thành từng cái bé nhỏ giao long, vô cùng thần bí. Đau quá a, ngũ tạng chi tử hỏa đốt cháy, phảng phất linh hồn đều bắt đầu cháy rừng rực, từng trận xé rách đau đớn tập kích Lăng Tiêu toàn thân, đồng thời để hắn thời khắc duy trì tại tỉnh táo trạng thái. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã tại này cỗ đau đớn kịch liệt bên trong hôn mê đi. Mà Lăng Tiêu, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng ánh mắt nhưng càng ngày càng óng ánh sáng sủa. Hắn nhỏ bé cảm giác được, trong cơ thể mình tự nhiễm trần thế tới nay những kia tạp chất dồn dập bị sắp xếp ra, bị ngũ tạng chi tử hỏa đốt cháy thành hư vô. Lăng Tiêu huyết nhục bắt đầu tỏa ra một loại như ngọc ánh sáng lộng lẫy óng ánh, trong cơ thể kinh mạch tráng kiện như rồng, bách mạch đều thông, uyển như lưu ly nhất bàn hoàn mỹ. Xương trắng noãn như ngọc, cả người khí chất đều phát sinh ra biến hóa, càng thêm mờ ảo mà xuất trần. Giao long thân thể, không đơn thuần phải có long khí, có long chi tử tinh hồn, càng phải có long dòng máu, tu luyện thành công giao long thân thể tiêu chí, chính là muốn ở trong người ngưng tụ ra giao long máu. Theo Lăng Tiêu trong cơ thể tạp chất bị sắp xếp ra, hóa long đan bàng bạc dược lực tràn ngập toàn thân, hắn cả người kinh mạch khác nào đại long nhất bàn bắt đầu phát sinh nhẹ nhàng tiếng rồng ngâm. Chương 30, giao long thân thể, sóng máu cuồn cuộn, chạy trồm vào biển. Vô số đạo bé nhỏ màu vàng giao long tại Lăng Tiêu huyết mạch trung du động, đến cuối cùng hội tụ đến đồng thời, khác nào một vòng màu vàng thái dương nhất bản óng ánh lóa mắt. Ầm ầm ầm, có tiếng sấm nổ nổ vang, hết thảy tinh lực ngưng tụ tại Lăng Tiêu ngực, cuối cùng hình thành một giọt óng ánh mà óng ánh huyết châu, tỏa ra từng tia một ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Giao long chi huyết, Lăng Tiêu cả người như là phát sinh một lần lột xác, theo cái kia một giọt giao long chi huyết du khắp cả toàn thân. Lăng Tiêu cốt nhục huyết quản đều phảng phất nhiễm phải một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Đồng thời, tại Lăng Tiêu bên ngoài thân, có nhàn nhạt long văn hình thành, vô số linh khí điên cuồng hướng về Lăng Tiêu dâng trào mà đến, đem hắn bao phủ lại, hình thành một cái màu nhũ bạch sắc. Như là một viên to lớn trái tim đang nhảy nhót, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ đem vô tận linh khí bao phủ hết sạch, Lăng Tiêu khí tức càng ngày càng mạnh, phảng phất là trong hỗn độn kê tử, tiêu trừ tất cả trần thế khí tức, trở về tiên thiên hoàn mỹ cảnh giới. Liền như vậy, sau 3 ngày 3 đêm, dòng dã 50 vạn linh thạch thượng phẩm năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ, mà cái kia to lớn màu trắng vỏ trứng cũng bắt đầu vỡ vụn ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Răng rác, Lăng Tiêu từ trong đó đi ra, cả người tràn ngập mạnh mẽ vô cùng khí tức, thân thể bên trong tỏa ra sức bùng nổ sức mạnh. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nắm chặt quyền, trong hư không liền phát sinh một tiếng nổ đùng. 129,600 cân, nhất nguyên chi sổ. Cũng là một long một hổ lực lượng, ta bây giờ chỉ bằng vào thân thể lực lượng,
coi như là so với long hổ cảnh cường giả đều không kém mảy may. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, đối với lần này tu luyện thành quả vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa, luyện hóa 50 vạn linh thạch thượng phẩm, Lăng Tiêu không chỉ tu thành giao long thân thể, liên đới tu vi cũng đạt đến chân khí cảnh 3 tầng. Mức tiêu hao này, vẫn là quá khủng bố điểm. Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ một tiếng, 50 vạn linh thạch thượng phẩm, đều đầy đủ một cái võ giả từ khai mạch cảnh tu luyện tới tông sư cảnh. Bất quá thu hoạch cũng là to lớn. 99 trượng trong khí hải, ba đạo óng ánh màu vàng luồng khí xoáy xoay chậm chậm, không ngừng nuốt chửng linh khí chung quanh. Mà giao long thân thể để Lăng Tiêu thân thể lực lượng đạt đến một loại cực kỳ biến thái cảnh giới. Tuy rằng chỉ là chân khí cảnh 3 tầng, thế nhưng thêm vào 99 trượng khí hải, giao long thân thể cùng với Lăng Tiêu các loại thủ đoạn, hầu như có thể nói là quét ngang hóa linh cảnh. Coi như là đối mặt long hổ cảnh cường giả, Lăng Tiêu đều có sức đánh một trận. Tại Lăng Tiêu vị trí trái tim, 9 giọt tỏa ra hào quang màu vàng huyết châu, phảng phất 9 cái bé nhỏ giao long giống như vậy, đây chính là giao long chi huyết. Chờ Lăng Tiêu huyết dịch cả người đều lột xác thành giao long chi huyết thời điểm, hắn liền có thể đột phá tổ long bí thuật tầng thứ 2 cảnh giới. Kẹt kẹt, mật thất cửa lớn mở ra, Lăng Tiêu đi ra. Bên ngoài, Tiêu Mộc cùng Liễu Phiêu Phiêu nguyên bản tỏ rõ vẻ đều là vẻ lo lắng, nhưng nhìn đến Lăng Tiêu sau, trong ánh mắt đều là lộ ra kinh hỉ. Ngươi dĩ nhiên đột phá đến chân khí cảnh 3 tầng. Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, tỏ rõ vẻ đều là cực kỳ vẻ khiếp sợ. 3 ngày trước, Lăng Tiêu tiến vào mật thất thời điểm, vẫn là khai mạch cảnh 9 tầng tu vi, vẻn vẹn 3 ngày, liền ngay cả phá 3 cái cảnh giới nhỏ, so với ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản, để Liễu Phiêu Phiêu làm sao không khiếp sợ. Phải biết, năm đó Liễu Phiêu Phiêu từ khai mạch cảnh 9 tầng đột phá đến chân khí cảnh, đều dùng 7 ngày thời gian, đã là được gọi là thiên tài. Mà từ chân khí cảnh 1 tầng đến chân khí cảnh 3 tầng, Liễu Phiêu Phiêu càng là dùng sắp tới thời gian nửa năm. Cùng Lăng Tiêu so sánh, Liễu Phiêu Phiêu nhất thời cảm giác thế giới quan của bản thân đều đổ nát. Đây thực sự là một cái yêu nghiệt, sư tôn tu vi tiến nhanh, thực sự là thật đáng mừng a. Tiêu Mộc cũng là phát hiện điểm này, cười lớn nói. Đa tạ sư tôn truyền cho ta thất huyền bảo đan phương pháp luyện đan, 3 ngày nay thời gian ta rốt cục luyện chế thành công một lò thất huyền bảo đan. Tiêu Mộc tiếng nói xoay một cái, như là hiến vật quý nhất bàn lấy ra một cái hộp ngọc, đổ ra 3 viên to bằng long nhãn bảo đan, mùi thuốc nước mũi, tròn trịa óng ánh, càng kỳ dị chính là bảo đan bên trên có 7 đạo kỳ dị hoa văn. Quả nhiên là thất huyền bảo đan, bất quá này thất huyền bảo đan chỉ là hạ phẩm bảo đan, người dĩ nhiên chỉ là miễn cưỡng luyện chế ra trung đẳng phẩm chất. Lăng Tiêu nhìn kỹ một chút, nhíu mày lên, Tiêu Mộc mặt nhất thời đỏ lên, nói, sư tôn giáo huấn chính là ta vô năng, loại này thượng cổ bảo đan thiệp cập linh dược quá phức tạp, ta trong lúc nhất thời vẫn chưa thể thông thạo, bất quá này 3 viên thất huyền bảo đan tuy rằng chỉ là trung đẳng phẩm chất, nhưng cũng đầy đủ một cái long hổ cảnh võ giả đột phá tông sư cảnh rồi. Lăng Tiêu không nói gì, mà là trực tiếp chỉ điểm một chút hướng về Tiêu Mộc mi tâm. Tiêu Mộc mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không có bất kỳ tránh né, vô cùng thản nhiên chịu Lăng Tiêu này chỉ tay. Một luồng sóng tinh thần dung nhập vào Tiêu Mộc giữa chân mày. Đây là, nhị long hí châu khống hỏa phương pháp. Tiêu Mộc kinh ngạc thốt lên một tiếng, cả người run run một cái, thoại đều nói không lưu loát, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng cuồng nhiệt vẻ mặt. Làm ta Lăng Tiêu đồ đệ, coi như là đệ tử ký danh cũng không thể quá yếu, cố gắng tìm hiểu nhị long hí châu khống hỏa phương pháp, ta hy vọng lần sau ngươi có thể luyện chế ra thượng đẳng thất huyền bảo đan đến. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đa tạ sư tôn. Tiêu Mộc hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái, xoay người liền vội vã không nhịn nổi hướng về phòng luyện đan chạy đi, nói vậy là đi thử nghiệm tu luyện nhị long hí châu khống hỏa phương pháp. Băng cơ ngọc cốt, thiên tài thể chất, dĩ nhiên đột phá đến hóa linh cảnh, xem ra cái kia hóa long đan hiệu quả không tệ. Lăng Tiêu nhìn Liễu Phiêu Phiêu một chút, có chút kinh ngạc nói. Liễu Phiêu Phiêu trước liền đạt đến chân khí cảnh 9 tầng đỉnh cao, được Lăng Tiêu hóa long đan, không chỉ thoát thai hoán cốt, hơn nữa còn một lần đột phá đến hóa linh cảnh 1 tầng. Bất quá Liễu Phiêu Phiêu cũng không có tổ long bí thuật, hóa long đan đối với nàng mà nói hiệu quả cũng không có Lăng Tiêu biến thái như vậy. Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt một đỏ, đối với cái này cho nàng hóa long đan, đồng thời để Tiêu Mộc đại sư đều cam nguyện bái ông ta làm thầy thiếu niên trong lòng sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Đến cùng là ra sao tông môn, có thể giao ra như vậy yêu nghiệt đệ tử. Ta dù sao cũng rảnh rỗi, sư tôn để ta theo ngươi, bảo vệ ngươi. Liễu Phiêu Phiêu nhẹ giọng nói rằng, trắng như tuyết gáy ngọc đều thông đỏ lên, sư tổ hai chữ là làm sao đều kêu không được. Bảo vệ ta, Lăng Tiêu thấy buồn cười, hắn bỗng nhiên khóe miệng nở nụ cười, tràn ngập trò đùa dai duỗi ra một ngón tay giơ lên Liễu Phiêu Phiêu cằm. Này tiểu dáng dấp lớn lên cũng thực không tồi, Tiêu Mộc là để ngươi theo hầu hạ ta đi,
ngoan ngoãn làm ta hầu gái, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu manh, Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, hoảng không ngừng né tránh Lăng Tiêu tay. Ha ha ha, Lăng Tiêu cười ha ha, chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài. Liễu Phiêu Phiêu dậm chân, bất đắc dĩ cũng chỉ đành đi theo. Được đi về trường sinh môn nhìn rồi, Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, rời đi linh dược các, hướng về trường sinh môn mà đi. Chương 31, cẩm thiết các bị đập phá. Lăng Tiêu cùng Liễu Phiêu Phiêu ra trường sinh thành, một đường liên tục, rất nhanh sẽ đến trường sinh sơn dưới chân. Nhìn trước mắt trên một tảng đá lớn, trường sinh môn ba chữ lớn, Liễu Phiêu Phiêu sửng sốt. Ngươi là trường sinh môn đệ tử. Liễu Phiêu Phiêu trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Không tệ, có vấn đề gì không? Lăng Tiêu nhìn trước mắt xanh ngắt trường sinh sơn, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Nhưng là, Liễu Phiêu Phiêu có chút không nói ra được. Trường sinh môn tại này phạm vi ngàn dặm ba cái trong tông môn xếp hạng lót đáy, so với Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện đều kém hơn rất nhiều, như vậy tông môn làm sao có khả năng bồi dưỡng được Lăng Tiêu yêu nghiệt như thế đệ tử. Lăng Tiêu cười nhạt, tự nhiên rõ ràng Liễu Phiêu Phiêu ý nghĩ, thế nhưng hắn không có một chút nào ý giải thích, cất bước hướng về trường sinh sơn lên mà đi. Thật là một kỳ quái gia hỏa, Liễu Phiêu Phiêu cảm giác được Lăng Tiêu trên người phảng phất bao phủ một tầng sương mù, làm cho nàng càng ngày càng hiếu kỳ lên, liền vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra ngoài mấy ngày nay, cũng không biết Tuyết Vi nha đầu kia tu luyện thế nào rồi. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, đời này cảnh còn người mất, thời gian nghịch chuyển, thế nhưng tại cái tiểu nha đầu này trên người lại làm cho hắn cảm giác được từng tia ấm áp. Hơn nữa Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, Tuyết Vi huyết mạch rất không bình thường, phảng phất ẩn giấu đi bí mật nào đó. Chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu lông mày bỗng nhiên cao lên đến. Trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Một đường hướng về trên núi bước đi, thế nhưng gặp phải trường sinh môn đệ tử nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi, cũng giống như là như chim sợ cành cong giống như, liên tục né nhanh qua đi, e sợ cho tránh không kịp. Liền có mấy ngày trước, Lăng Tiêu hạ sơn thời điểm, đông đảo đệ tử còn một cái bái kiến thánh tử, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, nhưng bây giờ lại phát sinh biến hóa như thế. Xảy ra vấn đề rồi, Lăng Tiêu khóe mắt lóe qua một tia che lấp. Hắn rõ ràng từ những đệ tử kia trong ánh mắt nhìn thấy một tia cười trên sự đau khổ của người khác cùng đồng tình. Lăng Tiêu lười chấp nhặt với bọn họ, tăng nhanh tốc độ, một bước vài chục trượng, khác nào xúc địa thành thốn giống như vậy, hướng về cẩm thiết các vị trí bay đi. Khi, làm, Lăng Tiêu trở lại cẩm thiết các, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì, nhất thời vẻ mặt trở nên cực kỳ âm trầm lên. Rừng trúc vẫn là rừng trúc, thác nước như trước chảy xuôi, thế nhưng cẩm thiết các không gặp. Hay là nói cẩm thiết các đã biến thành một vùng phế tích. Trên đất còn lưu lại bị hỏa đốt cháy vết tích. Tuyết Phi ngươi ở đâu? Lăng Tiêu đề khí hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy một ngạt lửa giận. Cẩm thiết các bị thiêu tuy rằng để hắn tức giận không thôi, thế nhưng Tuyết Phi đi nơi nào, mới là để Lăng Tiêu chuyện lo lắng nhất. Lăng Tiêu âm thanh truyền khắp tứ phương, để rừng trúc đều tại hơi rung động, nhưng thiếu nữ mặc áo trắng kia bóng người nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lăng Tiêu nắm đấm nắm chặt, trong ánh mắt tránh ra một tia rừng rực sát cơ. Đến cùng là ai? Ai lớn mật như thế dám thiêu hủy cẩm thiết các, bắt đi Tuyết Phi? Chẳng lẽ là Đặng Á Lâm? Chỉ sợ hắn vẫn không có lá gan lớn như vậy. Lăng Tiêu ý niệm trong lòng cực tốc chuyển động, cả người đã sắp muốn đến nổi giận biên giới. Một bên Liễu Phiêu Phiêu trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ cùng thần sắc tò mò, khiếp sợ chính là Lăng Tiêu trên người tản mát ra cái kia cỗ sát khí, khác nào thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra tuyệt thế sát thần, làm cho nàng cũng không nhịn được sắc mặt có chút tái nhợt lên. Mà hiếu kỳ chính là, Tuyết Vi là người nào? Dĩ nhiên để Lăng Tiêu như vậy lo âu và phẫn nộ. Vèo vèo vèo, nhưng vào lúc này, xa xa rừng trúc phóng tới ba bóng người. Xin chào thánh tử, ba người cung cung kính kính hướng về Lăng Tiêu thi lễ một cái. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhận ra mặt trước ba người, chính là hắn tại hung thú sơn mạch từ huyền mẫu xích xà trong miệng cứu được Vương Truyền Hùng, Cổ Trung cùng Vương Hàm ba người. Chỉ là giờ khắc này xem ra, Vương Truyền Hùng cùng Cổ Trung đều là sưng mặt sưng mũi. Vương Hàm sắc mặt trắng bệch, ba người khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là chịu đến thương thế không nhẹ. Nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu mặt không hề cảm xúc nói rằng, thế nhưng trong thanh âm tản mát ra lạnh lẽo hàn ý, để Vương Truyền Hùng ba người đều là không nhịn được dùng mình một cái. Khởi bẩm thánh tử, tất cả những thứ này đều là Lâm Hạo Vũ làm ra. Vương Truyền Hùng nhìn Lăng Tiêu lạnh lẽo bao hàm, cắn răng nói rằng, Lâm Hạo Vũ, Lăng Tiêu hơi nhướng mày, đây là một cái tên xa lạ. Cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong Đặng Á Lâm làm ra, dù sao toàn bộ trường sinh môn, nếu nói là có ân oán cũng là Đặng Á Lâm cùng hắn có chút ân oán, bất quá đã biểu thị thần phục Lăng Tiêu.
Lâm Hạo Vũ là Lâm Sơn Thái Thượng trưởng lão tôn tử, tại đệ tử chân truyền bên trong xếp hàng thứ hai, chỉ đứng sau Nam Cung Sư Tỷ. Theo Vương Truyền Hùng giảng giải, Lăng Tiêu cũng rõ ràng chuyện đã xảy ra. Trường Sinh Môn ngoại trừ ở bề ngoài tông chủ Nam Cung Hiên là tông sư cảnh cường giả, còn có một vị Thái Thượng trưởng lão Lâm Sơn, có người nói tu vi còn cao hơn Nam Cung Hiên, mơ hồ là Trường Sinh Môn người số một. Mà Lâm Sơn sủng ái nhất tôn tử chính là Lâm Hạo Vũ, tuổi tác 22 tuổi, hóa linh cảnh 8 tầng tu vi, chỉ đứng sau Nam Cung Tình, hết thảy đệ tử chân truyền bên trong xếp hàng thứ hai. Trong ngày thường Lâm Hạo Vũ hung hăng càn quấy, ức hiếp đồng môn, lại có Lâm Sơn làm chỗ dựa, liền ngay cả Nam Cung Hiên đối với hắn đều rất đau đầu. Hơn nữa Lâm Hạo Vũ vi nhân đặc biệt kiêu ngạo, vẫn đem Nam Cung Tình coi vì chính mình độc chiếm, càng là mưu toan thành tên là Trường Sinh Cửa Thánh Tử, chỉ là Nam Cung Hiên vẫn không có nhả ra thôi. Lần này Lâm Hạo Vũ xuất quan, tu vi đột phá đến hóa linh cảnh 9 tầng, càng là tu thành Trường Sinh Môn chấn phái võ học Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm, hăng hái, tu vi truy bình Nam Cung Tình. Thế nhưng hắn xuất quan sau lại nghe nói Trường Sinh Môn bốc lên một cái đệ tử tạp dịch Lăng Tiêu, không chỉ thông qua 9 tầng Trường Sinh Tháp, càng là lấy khai mạch cảnh đánh bại hóa linh cảnh Đặng Á Lâm, thiên phú tuyệt luân, bị Nam Cung Hiên tán thành, phong tên là Trường Sinh Cửa Thánh Tử. Thánh tử vị trí hầu như tương đương với Trường Sinh Môn thiếu tông chủ. Lúc trước tương lai tông chủ, sớm đã bị Lâm Hạo Vũ coi là vật trong túi, bây giờ lại bị một cái đệ tử tạp dịch được, sau này mình chẳng phải là thấy cái này đệ tử tạp dịch liền muốn hành lễ. Điều này làm cho Lâm Hạo Vũ sao có thể khoan nhượng. Lâm Hạo Vũ lửa giận ngập trời, lúc này liền dẫn người minh mông cuồn cuộn hướng về Cẩm Thiết Các mà đến, không chỉ một cây đuốc đốt Cẩm Thiết Các, còn bắt đi Tuyết Phi. Thánh tử, ba người chúng ta tu vi quá kém, không có cách nào ngăn cản Lâm Hạo Vũ, bị hắn đả thương sau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bắt đi Tuyết Phi cô nương. Vương Truyền Hùng đỏ mắt lên nói rằng, Nam Cung Hiên cùng Nam Cung Tình đây, bọn họ không có ngăn cản sao. Lăng Tiêu càng ngày càng bình tĩnh, thế nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn đã nộ tới cực điểm. Tông chủ và Nam Cung Sư Tỷ đang lúc bế quan tu luyện, căn bản không biết chuyện này. Đặng Á Lâm Sư Huynh sau khi biết cũng đi tìm nhiều hơn Lâm Hạo Vũ yếu nhân, ngược lại bị Lâm Hạo Vũ đánh cho một trận, cuối cùng đại trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão đứng ra. Kết quả cũng bị Lâm Sơn Thái Thượng trưởng lão đè ép xuống. Vương Truyền Hùng ba người khắp khuôn mặt là cay đắng, Lâm Sơn Thái Thượng trưởng lão đứng ra, cũng như này không e dè che chở Lâm Hạo Vũ, Lăng Tiêu coi như là phẫn nộ có thể thế nào. Coi như là Nam Cung Hiên xuất quan, e sợ cũng không thể là một cái hầu gái cùng Lâm Sơn Thái Thượng trưởng lão trở mặt chứ. Trong lúc nhất thời, Vương Truyền Hùng ba người cảm giác được lại phẫn nộ vừa thương xót lên. Chương 32, Cửu Dương Phong, bế quan sao, Lăng Tiêu mắt sáng lên. Đã biết rồi Nam Cung Hiên cùng Nam Cung Tình, chỉ sợ là được Trường Sinh Chí Tôn kinh truyền thừa liền bắt đầu tu luyện lên. Bất quá Đặng Á Lâm năng lực Lăng Tiêu ra mặt, cũng để hắn khá là kinh ngạc, xem ra tên tiểu tử kia bản tính vẫn tính tệ. Vèo, Lăng Tiêu bấm tay hơi gảy, ba viên linh đan bay đến Vương Truyền Hùng ba người trong tay. Ăn vào nó, cố gắng chữa thương đi, các ngươi làm không tệ, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Lăng Tiêu nhìn về phía Vương Truyền Hùng ba người ánh mắt thoáng nhu hòa một chút. Lâm Hạo Vũ hung hăng như vậy, Vương Truyền Hùng ba người còn nguyện ý vì Tuyết Phi ra mặt, phần ân tình này Lăng Tiêu nhớ rồi. Đây là Đại Hoàn Đan, Vương Truyền Hùng nhìn thấy trong tay linh dược, vẻ mặt chấn động, nhất thời liền nhận ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Hoàn Đan, vậy cũng là có thể làm cho hóa linh cảnh cường giả đột phá cùng chữa thương linh đan, vô cùng quý giá, đứng hàng thượng phẩm linh đan, giá trị mấy vạn linh thạch, không nghĩ tới Lăng Tiêu dễ dàng liền lấy ra. Liễu Phiêu Phiêu nhìn thấy sau khi, bĩu môi, nàng tự nhiên biết những này đại hoàn đan đều là Tiêu Mộc đại sư luyện chế ra đến rồi, bị Lăng Tiêu đem ra làm ân tình. Đa tạ thánh tử, bất quá, cái kia Lâm Hạo Vũ thế lớn, lại có Lâm Sơn Thái Thượng trưởng lão chỗ dựa, thánh tử ngươi ngàn vạn không thể kích động a. Vương Truyền Hùng khẩn thiết nói rằng, các ngươi yên tâm đi, này Trường Sinh Môn bên trong, đáng giá ta kích động, e sợ không có mấy người. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó cất bước mà đi. Liễu Phiêu Phiêu tự nhiên là khẩn đi theo sát tới, nàng cũng hết sức tò mò, cái kia Lâm Hạo Vũ nhưng là hóa linh cảnh 9 tầng tu vi, Lăng Tiêu tuy rằng kỳ tài ngút trời, nhưng cũng chỉ là chân khí cảnh 3 tầng, hai người cách biệt mười mấy cái cảnh giới nhỏ, huống chi cái kia Lâm Hạo Vũ mặt sau còn có một tông sư, Lăng Tiêu dám đi cướp người, nơi nào đến sức lực. Hơn nữa, trong lòng nàng cũng mơ hồ có chút chờ mong, cái này có thể làm cho kiêu ngạo Tiêu Mộc cam nguyện bái sư thần kỳ thiếu niên, hay là thật có thể sáng tạo kỳ tích đây. Vương Truyền Hùng ba người nhờ trong tay Đại Hoàn Đan, hơi có chút thất thần. Đại ca, người nói thánh tử là Lâm Hạo Vũ đối thủ sao? Cổ Trung Úng Thanh nói rằng, khó nói,
Vương Truyền Hùng cười khổ một tiếng nói, tuy rằng thánh tử đánh bại Đặng Á Lâm, thế nhưng Đặng Á Lâm chỉ là hóa linh cảnh một tầng, mà Lâm Hạo Vũ nhưng là hóa linh cảnh 9 tầng, đồng thời luyện thành cấp hạ phẩm võ học thất tinh hóa nguyệt kiếm, hoàn toàn không phải Đặng Á Lâm có khả năng so với. Đại ca chỉ sợ cho rằng thánh tử muốn thua đi. Vương Hàm cũng là nhẹ giọng nói rằng, coi như thánh tử thắng thì đã có sao, không muốn đã quên, Lâm Hạo Vũ mặt sau nhưng còn có một tông sư cảnh cường giả a. Vương Truyền Hùng lắc lắc đầu, nghĩ đến tông sư cảnh cường giả khủng bố, hắn đều cảm giác được có chút tê cả da đầu. Thế nhưng đại ca ngươi phát hiện không có, có người nói mấy ngày trước thánh tử đánh bại Đặng Á Lâm, xông qua 9 tầng trường sinh tháp thời điểm, chỉ là khai mạch cảnh 4 tầng, mà vừa ta thấy, thánh tử tu vi là chân khí cảnh 3 tầng. Vương Hàm hé miệng nở nụ cười, hai mắt bốc ra thần thái khác thường. Cái gì? Vương Truyền Hùng cùng Cổ Trung cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hãi. Hay là, thánh tử lần này còn có thể sáng tạo ra kỳ tích cũng không nhất định. Vương Hàm nhìn về phía Lăng Tiêu phương hướng ly khai, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cửu Dương Phong, ngọn núi bên dưới có một chỗ hỏa diễm địa mạch, thuộc tính hỏa linh khí cực kỳ dồi dào, đối với tu luyện thuộc tính hỏa võ học có chỗ tốt cực lớn. Nơi này là Lâm Hạo Vũ chỗ ở. Tại Lăng Tiêu trở thành thánh tử trước, toàn bộ trường sinh môn hơn vạn trong các đệ tử, cũng chỉ có Nam Cung Tình cùng Lâm Hạo Vũ có thể độc bá một ngọn núi. Khi, làm, Lăng Tiêu cùng Liễu Phiêu Phiêu đi tới Cửu Dương Phong thời điểm, liền bị hai cái cầm kiếm đệ tử ngăn cản. Người nào, nơi này là Lâm Sư Huynh Động Phủ, còn không mau mau cút ngay. Hai cái thanh niên mặc áo trắng tỏ rõ vẻ đều là kiêu căng vẻ, vẻ mặt lạnh lẽo, cầm trong tay thanh phong kiếm, cả người chân khí ẩn mà không phát, cũng đã đạt đến chân khí cảnh 3 tầng. Lấy hai cái đệ tử nội môn đến trông coi sơn môn, có thể thấy được Lâm Hạo Vũ hung hăng cùng bá đạo. Để Lâm Hạo Vũ lăn ra đây kiến ta, Lăng Tiêu đứng chắp tay, thản nhiên nói. Làm càn, chỉ là chân khí cảnh 3 tầng tu vi, lại dám gọi thẳng Lâm sư huynh tên, muốn chết. Hai cái thanh niên mặc áo trắng trong ánh mắt sát cơ lóe lên, cầm kiếm hướng về Lăng Tiêu đâm tới. Chân khí cuồn cuộn, như sóng biển nhất bàn mãnh liệt mà đến, ánh kiếm lấp lóe bên dưới, phảng phất có ba đạo sóng lớn hướng về Lăng Tiêu xoắn tới. Hai người này triển khai chính là huyền cấp hạ phẩm võ học, Hãn Hải kiếm quyết. Cút, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, không nghĩ tới Lâm Hạo Vũ hai cái trông cửa đệ tử đều là lớn lối như thế, một lời không hợp liền muốn hạ sát thủ. Lăng Tiêu dưới chân chấn động, đại địa đều là dồn sức run lên, một luồng chân khí màu vàng kim nhạt bao phủ trên tay hắn, sau đó hướng về hai người một quyền oanh đến. Lại dám tay không tiếp kiếm, muốn chết, hai cái thanh niên nhanh cười một tiếng, kiếm trong tay mang lấp lóe. Hướng về Lăng Tiêu cánh tay dồn sức hạ xuống, muốn đem cánh tay của hắn chém xuống. Nhưng rất nhanh bọn họ liền biết sai rồi. Cương mãnh vô cùng ánh quyền bao phủ tới, tỏa ra một luồng phá diệt hư không, kim cương bất hủ khí tức, trong nháy mắt liền đánh vào hai thanh tinh cương trường kiếm bên trên. Răng rác, hai cái thanh niên mặc áo trắng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bọn họ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, trong tay tinh cương trường kiếm dĩ nhiên vỡ thành mấy đoạn, tiếp theo một luồng tràn trề cự lực kéo tới, đem hai người đánh bay vài chục trượng. Phốc, hai người mạnh mẽ nện ở đại địa bên trên, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cầm kiếm cánh tay đồng thời bị bẻ gãy. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên mặc áo trắng vẻ mặt đại biến, tương tự là chân khí cảnh 3 tầng, thế nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên một quyền liền đem hai người bọn họ oanh thành trọng thương, loại kia cương mãnh vô cùng, dường như muốn phá diệt hư không quyền ý để hai người bọn họ nhớ tới đến cũng không nhịn được trong lòng run rẩy. Ta nghĩ tới, hắn là Lăng Tiêu, không được. Nhanh đi bẩm báo Lâm sư huynh, một người thanh niên khác bỗng nhiên vẻ mặt đại biến, như là nghĩ tới điều gì run rẩy nói rằng. Hai người không để ý thương thế trên người, tè ra quần hướng về Lâm Hạo Vũ cung điện chạy đi. Hảo biến thái thân thể, Liễu Phiêu Phiêu cũng là âm thầm tặc lưỡi, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Tiêu ra tay, không nghĩ tới Lăng Tiêu không chỉ đan đạo trình độ cực cao, sức chiến đấu cũng là cực cường. Lăng Tiêu phảng phất không nhìn thấy hai người kia đào tẩu, mà là tiếp tục từng bước một hướng về Cửu Dương Phong đi đến. Vừa cú đấm kia cũng chỉ là hắn tiện tay một quyền thôi, bằng không lấy hắn bây giờ giao long thân thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, chỉ sợ một quyền liền có thể đem cái kia hai cái thanh niên đánh thành cho. Cửu Dương đỉnh núi, một tòa cung điện to lớn đứng sừng sững. Khi, làm, Lăng Tiêu đi tới cửa cung điện cửa thời điểm, nhất thời liền có rất nhiều đệ tử từ trong đó dâng lên, như gặp đại địch nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi dám ở này ngang ngược, còn không quỳ xuống xin tha, hay là Lâm sư huynh còn có thể tha cho ngươi một con chó mệnh. Mọi người trung ương, Lăng Khôn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cực kỳ vẻ mặt. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn mọi người một chút, nói, ngày hôm nay ta không muốn giết người,
để Lâm Hạo Vũ lăn ra đây, bằng không ta không ngại tàn sát Cửu Dương Phong. Chương 33, Long Hổ Phá Không Quyền, tàn sát Cửu Dương Phong, thực sự là khẩu khí thật là lớn, nhưng vào lúc này, cung điện cửa lớn mở rộng, từ trong đó đi ra ba cái thân mặc áo bào trắng, ống tay dùng kim tuyến thêu tam mai kim kiếm thanh niên, từng cái khí vũ hiên ngang, anh tuấn ưỡn ra. Bên trái một người thanh niên lưng đeo trường kiếm, ánh mắt sắc bén, cả người đều tỏa ra lăng lệ khí tức, một thân tu vi thình lình đạt đến hóa linh cảnh 6 tầng. Bên phải một người thanh niên xem ra cực kỳ khôi ngô, bắp thịt cả người cầu kết, khí huyết cường thịnh cực kỳ, chính là hóa linh cảnh 3 tầng cường giả. Mà Lăng Tiêu chỉ là thoáng quét hai người này một chút, ánh mắt liền rơi vào ngay chính giữa trên người một người. Khuôn mặt anh tuấn, vóc người thon dài, thế nhưng môi rất mỏng, lộ ra một tia kiêu căng nụ cười, ánh mắt giống như rắn độc, hàn mang bắn ra bốn phía. Mấu chốt nhất chính là, tu vi của hắn thình lình đạt đến hóa linh cảnh 9 tầng, chỉ kém một tia liền có thể âm dương giao thái, long hổ hội tụ đạt đến long hổ cảnh. Lâm Hạo Vũ, Lăng Tiêu mắt sáng lên, liền nhận ra thân phận của hắn. Tiểu tử, không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao? Chỉ là khai mạch cảnh 3 tầng chỗ này tác giả để là khai mạch cảnh, nhưng theo mình nghĩ phải là chân khí cảnh, chắc tác giả bị nhầm, run rế giống như tu vi, cũng dám xưng là thánh tử. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói chuyện chính là bên phải cái kia khôi ngô thanh niên, hắn nhìn thấy Lăng Tiêu căn bản không có phản ứng hắn, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên âm lãnh lên. Tả sư huynh, tên tiểu tử này bản thân tu vi không đáng nhắc tới, thế nhưng hắn có thể thôi thúc hộ tông đại trận, cẩn thận không nên trúng hắn quỷ kế. Lăng Khôn Nịnh bợ tự chạy đến Tả Chấn trước mặt, nhỏ giọng nói rằng. Hộ tông đại trận, kha kha, chỉ bằng tiểu tử này, ngươi cho ta cút sang một bên, ngày hôm nay ta liền muốn dạy dỗ hắn cái gì gọi là tôn kính sư huynh. Tả Chấn hiển nhiên là không tin, cứ việc rất nhiều người đều nói Lăng Tiêu có thể thôi thúc hộ tông đại trận, nhưng hắn dù sao chưa từng thấy, chỉ là cho rằng Lăng Tiêu là sử dụng bảo vật gì, mới có thể đánh bại Đặng Á Lâm cái kia tên rác rưởi. Ngươi lại là món đồ gì? Nếu không muốn chết liền cho ta cút sang một bên. Lăng Tiêu khẽ cau mày, nhìn Tả Chấn một chút lạnh lùng nói. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Hạo Vũ trên người, lạnh lùng nói, đem Tuyết Phi giao ra đây, ngày hôm nay ta có thể không giết ngươi. Giết ta? Lâm Hạo Vũ sững sờ, phảng phất là nghe được cái gì tốt cười chuyện cười, ha ha bắt đầu cười lớn. Lăng Tiêu, ta không biết ngươi cái này run rế nhất bàn gia hỏa, là làm sao chiếm được Nam Cung Hiên niềm vui, được thánh tử vị trí. Nhưng ngươi nếu là muốn Tuyết Phi, liền đem thánh tử vị trí nhường lại, sau đó quỳ ở trước mặt ta xin tha, hay là ta vẫn có thể tha cho nàng một mạng, nếu không thì, tên tiểu nha đầu kia tư vị, ta sẽ phải trước tiên hưởng thụ một phen rồi. Lâm Hạo Vũ hung hăng bắt đầu cười lớn, một điểm cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt. Ngươi đây là đang đùa với lửa, Lăng Tiêu cũng không có nổi giận, thế nhưng trong ánh mắt hàn mang nhưng càng ngày càng óng ánh. Tiểu tử, ngươi ít nói nhảm, muốn để Lâm sư huynh thả người, trước tiên nhiều hơn cửa ải của ta lại nói. Vẫn bị Lăng Tiêu không nhìn, Tả Chấn đã sớm là trong lòng giận dữ, giờ khắc này cũng không nhịn được nữa nhảy ra ngoài, cả người mạnh mẽ chân khí lan ra, hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Không tệ, muốn để ta thả Tuyết Phi, ngươi trước tiên đánh thất bại Tả Chấn lại nói. Lâm Hạo Vũ tuy rằng ngông cuồng, nhưng cũng là khá có tâm kế, vừa vặn Tả Chấn nhảy ra ngoài, hắn chuẩn bị trước hết để cho Tả Chấn thử xem Lăng Tiêu nội tình. Tiểu tử, nếm thử ta Long Hổ Phá Không Quyền. Tả Chấn cười gằn một tiếng vọt lên, căn bản không có cho Lăng Tiêu chút nào cơ hội phản ứng, một quyền đánh tới. Hống, phảng phất có hổ gầm núi rừng thanh âm vang lên, cú đấm này mang theo vạn thú chi tử vương ngạo khí, trong lúc mơ hồ phảng phất sau lưng Tả Chấn hình thành một hư ảnh của mãnh hổ, xem ra vô cùng thô bạo. Dĩ nhiên là Long Hổ Phá Không Quyền, quyền cấp tuyệt phẩm võ học, so với tiểu kim cương quyền còn lợi hại hơn, xem ra lần này thánh tử muốn thất bại. Ta nhổ vào, cái gì thánh tử? Hắn mới chân khí cảnh 3 tầng, cùng Tả sư huynh đầy đủ cách biệt một cảnh giới lớn, trước mấy vị chân truyền sư huynh không ở, mới để hắn hung hăng lâu như vậy, lần này ta nhờ hắn không chết thì cũng phải trọng thương. Không sai, Tả sư huynh uy vũ. Đông đảo đệ tử đều là phấn chấn hô to lên, chê cười âm thanh không ngừng hướng về Lăng Tiêu bên tai truyền đến. Thế nhưng Lăng Tiêu vẻ mặt bất biến, mình vô cùng yên tĩnh, đợi được Tả Chấn cái kia cực kỳ bá đạo một quyền sắp kéo tới thời điểm, hắn mới ra tay. Hống, một tiếng chấn động thiên địa tiếng gào nhớ tới, phảng phất là hổ vương tuần sơn, quan sát bát hoang non sông, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, tại mọi người cảm giác bên trong lại như là một hổ vương hướng về Tả Chấn đập tới. Nếu như nói Tả Chấn là một mãnh hổ, mà Lăng Tiêu chính là vạn hổ chi tử vương, mang theo ngông cuồng tự đại bế nghĩa thiên hạ ngạo khí. Ầm ầm, hai quyền chạm nhau, Lăng Tiêu thân hình bất động,
mà Tả Chấn nhưng là cánh tay tê dần, bị một luồng tràn trề cự lực trực tiếp nổ đến bay ngược mà biết. Làm sao có khả năng? Tả Chấn trong miệng dồn sức phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Để hắn khó có thể tin vừa có Lăng Tiêu khủng bố vô cùng thân thể lực lượng, cũng có Lăng Tiêu tại Long Hổ Phá Không Quyền bên trên trình độ. Này Long Hổ Phá Không Quyền chính là một năm trước hắn lên cấp đệ tử chân truyền thời điểm, tông môn ban tặng võ học, chỉ đứng sau trong truyền thuyết Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm. Có Long Hổ Phá Không Quyền, hắn tự tin coi như là cao hắn một hai cảnh giới người đều không phải là đối thủ của hắn. Long Hổ Phá Không Quyền chỉ có ba thức, Hổ Quyền, Long Quyền, Long Hổ Phá Không. Thế nhưng Lăng Tiêu Hổ Quyền dĩ nhiên mơ hồ có một loại để hắn đều cảm giác được khí tức kinh khủng, phảng phất đối mặt chính là một hổ vương chân hình. Đây là quyền ý. Lâm Hạo Vũ bên trái cái kia đeo kiếm thanh niên phảng phất nghĩ tới điều gì, cả người chấn động, kinh kêu lên. Cái gì, quyền ý, không thể. Một bên Lâm Hạo Vũ vẻ mặt chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt cũng biến thành trở nên âm trầm. Thế nhưng khi hắn dự vị vừa Lăng Tiêu cú đấm kia, Lăng Tiêu phảng phất thật sự hóa thành một vạn hổ chi tử vương, lấy sức mạnh đất trời ép người, đây chỉ có lĩnh ngộ quyền ý mới khả năng phát sinh kinh khủng như thế một đòn. Ý cảnh chính là lĩnh ngộ sức mạnh đất trời, thuộc về riêng tông sư cảnh cường giả, mỗi một cái tông sư cảnh cường giả đều có chính mình đặc biệt võ đạo ý cảnh. Mà có thể tại tông sư cảnh trước lĩnh ngộ ý cảnh, đều là thiên tài, tương lai không có ngoài ý muốn, nhất định có thể lên cấp đến tông sư cảnh. Chỉ là Lăng Tiêu mới chân khí cảnh, liền lĩnh ngộ ý cảnh, thiên phú như thế quả thực khủng bố. Tiểu tử này nhất định không thể lưu. Lâm Hạo Vũ trong ánh mắt lóe qua một tia sát cơ. Ta không tin ngươi Long Hổ Phá Không Quyền so với ta còn muốn cường. Chết đi cho ta, bị Lăng Tiêu đánh bay Tả Chấn, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, cả người bàng bạc chân khí gồ lên, phảng phất có linh tính giống như vậy, mây mù mờ ảo, tại quanh người hắn hóa thành một long hình bóng mờ. Ngang, theo một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, Long Quyền bộc phát ra, hướng về Lăng Tiêu oanh đến. Long Hổ Phá Không Quyền, không phải là ngươi như thế dùng. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhưng càng ngày càng sắc bén lên. Chỉ thấy quanh người hắn chân khí tỏa ra óng ánh ánh vàng, sau đó hắn tả quyền như hổ, hữu quyền như rồng, lưỡng đạo kỳ dị thanh âm vang vọng hư không. Chương 34, kiếm vô khuyết, hống, ngang, long hổ giao thái, một đạo hổ hình bóng mờ cùng một đạo long hình bóng mờ đồng thời tại Lăng Tiêu song quyền lên hình thành, đan vào lẫn nhau, phảng phất đem sức mạnh đất trời cũng hấp dẫn lại đây, dồn sức hướng về phía trước thối lui. Hư không rung động, không người nào có thể hình dung cú đấm này phong mang. Phảng phất hư không đều tại cú đấm này bên trong dồn dập phá diệt, bên trong đất trời chỉ có này một đạo kim sắc quyền cương. Tả Chấn hóa linh cảnh chân khí dĩ nhiên tại cú đấm này bên dưới không đỡ nổi một đòn, dồn dập tan tác ra, theo lanh lảnh tiếng rắc rắc vang lên, Tả Chấn cánh tay trong nháy mắt bị bẻ gãy, mà Lăng Tiêu một quyền cũng đến Tả Chấn trước. Ta phải chết sao? Tả Chấn trong ánh mắt lóe qua vẻ cực kỳ sợ hãi, bóng tối của cái chết bao phủ ở trong lòng, thế nhưng đối mặt Lăng Tiêu cú đấm này, hắn lại như là trong biển rộng tiểu chu, căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người ở đây trợn to hai mắt, cho rằng Tả Chấn đầu sẽ bị Lăng Tiêu một quyền nổ nát thời điểm. Lăng Tiêu nắm đấm bên trái chấn động trước ngừng lại, thế nhưng cái kia óng ánh ánh quyền giống như lưỡi đao giống như vậy, thổi đến mặt của hắn đau đớn. Xem ở ngươi truyền thừa môn quyền pháp này đích phân thượng, ngày hôm nay ta không giết ngươi, cút đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong ánh mắt có một tia hội nghị vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Cái môn này Long Hổ Phá Không Quyền không có ai so với Lăng Tiêu quen thuộc hơn, bởi vì đây chính là Lăng Tiêu năm đó đang đột phá đến tông sư cảnh thời điểm, sáng tạo ra một môn quyền pháp. Tuy rằng chỉ là huyền cấp tuyệt phẩm võ học, thế nhưng lĩnh ngộ được cực hạn Long Hổ Phá Không một quyền, liền có thể bùng nổ ra có thể so với Long Hổ cảnh một đòn, vô cùng cường đại. Ngươi, Tả Chấn sắc mặt phức tạp nhìn Lăng Tiêu một chút, cảm giác được chính mình cả người đều ướt đẫm. Phảng phất tại quỷ môn quan đi một lượt. Hắn hướng về Lăng Tiêu chắp tay thi lễ, không nói gì, cũng không có nhờ Lâm Hạo Vũ, liền như vậy xoay người rời đi. Nhìn thấy Tả Chấn tiêu điều bóng lưng, những đệ tử khác trên mặt cũng là lộ ra một vẻ không đành lòng vẻ. Bọn họ biết, lần này Tả Chấn xem như là bị Lăng Tiêu đả kích thảm, chân khí cảnh 3 tầng đối chiến hóa linh cảnh 3 tầng, thấp một cảnh giới lớn, nhưng kết quả nhưng là hai chiêu toàn thắng. Giờ khắc này, không còn có người dám xem thường Lăng Tiêu. Coi như là Lâm Hạo Vũ những kia thủ hạ, trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vẻ kính sợ. Hắn làm sao có khả năng trở nên như thế cường? Tại sao là hắn? Lăng Khôn trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng đố kỵ vẻ mặt, hắn cảm giác được giờ khắc này Lăng Tiêu, so với mấy ngày trước, đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Không được, hắn nhất định phải chết. Hắn không chết chính là ta chết.
Lăng Khôn trong ánh mắt vẻ oán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Trường sinh môn thánh tử, lĩnh ngộ quyền ý, đan đạo kỳ tài, trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, đứng ở đằng xa Liễu Phiêu Phiêu đối với Lăng Tiêu cũng là càng ngày càng hiếu kỳ lên. Lăng Tiêu lại như là một uông tuyền nhãn, càng đi dưới thăm dò, càng ngày càng hiện nay phương chính là sâu không lường được đại dương mênh mông. Tả trấn đã thất bại, giao ra Tuyết Phi. Lăng Tiêu nhìn Lâm Hạo Vũ, âm thanh cực kỳ lãnh đạm. Tả trấn là thất bại, thế nhưng ta cũng không có nói chỉ cần ngươi đánh bại tả trấn, ta sẽ đem Tuyết Phi giao cho ngươi. Vị này kiếm vô khuyết sư đệ, chính là kiếm đạo kỳ tài, nếu là ngươi có thể đánh bại hắn, hay là ta sẽ cân nhắc một thoáng. Lâm Hạo Vũ trong ánh mắt sát cơ vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lập tức liền khôi phục nụ cười. Không thiếu sót sư đệ, giết hắn, người ta thanh toán xong. Lâm Hạo Vũ tràn ngập sát cơ âm thanh truyền vào đến bên trái cái kia đeo kiếm thanh niên trong tai. Đeo kiếm thanh niên, cũng chính là kiếm vô khuyết nhàn nhạt gật gật đầu, đi ra. Là kiếm sư huynh, có người nói kiếm sư huynh Lưu Quang Thất Kiếm đã luyện đến viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thu thành kiếm ý, hắn ra tay Lăng Tiêu nhất định phải thua. Có đệ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng nói. Không sai, kiếm sư huynh tuy rằng chỉ là hóa linh cảnh 6 tầng, nhưng có người nói sức chiến đấu của hắn chỉ đứng sau Nam Cung sư tỷ cùng Lâm sư huynh, Lưu Quang Thất Kiếm cũng là huyền cấp tuyệt phẩm võ học. Lăng Tiêu Long Hổ Phá Không tuy rằng kinh diễm, nhưng so với Lưu Quang Thất Kiếm vẫn là có chỗ không bằng. Ta cũng xem kiếm sư huynh, đông đảo đệ tử nghị luận sôi nổi, hiển nhiên kiếm vô khuyết ra tay, để bọn họ sinh ra tự tin. Kiếm vô khuyết sao, có chút ý nghĩa. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trước mắt người thanh niên này xem ra bất quá 20 tuổi, thế nhưng càng nhưng đã sinh ra một tia kiếm ý gợn sóng, tuy rằng cực yếu, nhưng cũng là cực sự tinh khiết. Kiếm vô khuyết đứng ở nơi đó, lại như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, tỏa ra khiến người ta không dám nhìn gần phong mang. Kiếm pháp viên mãn, nửa bước kiếm ý sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia phong mang. Hắn từ trước mắt kiếm vô khuyết trên người, cảm giác được từng tia uy hiếp, ngược lại là kích phát rồi trong lòng hắn chiến ý. Lăng Tiêu bây giờ tuy rằng chỉ là chân khí cảnh 3 tầng, thế nhưng có chí tôn ý thức, có thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật, hơn nữa hắn đối với trường sinh môn võ học càng là rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ long hổ cảnh cường giả hội cho hắn tạo thành uy hiếp, theo lý thuyết đã có thể quét ngang hóa linh cảnh. Thế nhưng trước mắt kiếm vô khuyết, nhưng là để Lăng Tiêu sáng mắt lên. Xin chào thánh tử, vừa một quyền long hổ phá không thật là khiến người ta kinh diễm. Ta chỉ điểm một chiêu kiếm, nếu là thánh tử có thể tiếp được, coi như là ta thất bại. Kiếm vô khuyết thản nhiên nói, phảng phất không nhìn thấy Lâm Hạo Vũ đã âm trầm lên mặt. Xưng Lăng Tiêu vì thánh tử, cái kia chí Lâm Hạo Vũ vì sao? Người cùng hắn không giống, vì sao phải ra tay? Lăng Tiêu nhìn trước mắt kiếm vô khuyết, nhàn nhạt hỏi. Chỉ là có chút làm xin mời không thể không trả thôi. Ngày hôm nay vừa vặn có thể nhờ vào đó, một chiêu kiếm chém chi tử. Kiếm vô khuyết chậm rãi nói rằng, thế nhưng ánh mắt nhưng càng ngày càng nóng rực lên. Hô! Không khí chung quanh phảng phất bắt đầu ngưng kết lại, một luồng tinh khiết cực kỳ kiếm khí tràn ngập ra, tại kiếm vô khuyết ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người thời điểm, cả người hắn phảng phất hóa thành một thanh hàn quang phân tán thần kiếm. Thiên sinh kiếm cốt, được, rất tốt, ngươi xuất kiếm đi, Lăng Tiêu ánh mắt sáng ngời, phảng phất cảm giác được xung quanh kiếm khí, khẽ mỉm cười nói. Cheng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang phân tán, kiếm vô khuyết ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ óng ánh lên, quanh người hắn chân khí lan ra. Phảng phất hóa thành từng viên trong suốt khí kiếm, đem trường kiếm thắt lên, khí thế bàng bạc mênh mông như biển, hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Đây là kiếm ý giao phong, kiếm vô khuyết tuy rằng chưa hề hoàn toàn tìm hiểu kiếm ý, thế nhưng cái kia đột nhiên một đường linh quang, đã để hắn không tự chủ ra tay rồi. Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó, vô cùng tùy ý, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng kiếm vô khuyết nhưng cảm giác được vô cùng khó chịu, Lăng Tiêu xem ra tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Thật giống khắp toàn thân mỗi một hạn đều là kẽ hở, nhưng vừa không có một chỗ kẽ hở. Kiếm vô khuyết tích trữ lên khí thế, lại như là sóng biển gặp phải bàn thạch giống như vậy, căn bản không tìm được một tia khe hở. Xung quanh phong đều giống như là bất động, chúng đệ tử tuy rằng không biết vì sao kiếm vô khuyết cùng Lăng Tiêu đứng ở nơi đó bất động, thế nhưng trong không khí tràn ngập một ngạt bầu không khí, lại làm cho bọn họ cũng không nhịn được có chút nghẹt thở. Không thể còn như vậy, còn tiếp tục như vậy ta vẫn không có xuất kiếm, cũng đã thất bại. Kiếm vô khuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ, vào đúng lúc này trên người hắn kiếm ý cũng bốc lên đến cực hạn. Chương 35, Chiến Lâm Hạo Vũ. Vèo, trường kiếm chi quang tỏa sáng, như phá không lưu tinh, xuyên thủng không khí, chạy như bay như điện, hướng về Lăng Tiêu đâm tới. Không người nào có thể nhìn thấy chiêu kiếm này quỹ tích, cũng không ai có thể hình dung chiêu kiếm này phong tình.
một chiêu kiếm quang hàn thập cửu châu. Mọi người chỉ nhìn thấy một mảnh bạch quang tỏa sáng, nháy mắt liền tới Lăng Tiêu trước. Mà thời khắc này, Lăng Tiêu tinh thần cũng ngưng tụ đến cực hạn. Tiếng xé gió vang lên, Lăng Tiêu cũng duỗi ra hai ngón tay. Ầm, phảng phất là va vào một bức khí tường, kiếm vô khuyết cảm giác được trường kiếm cũng không còn cách nào đi tới mảy may, mũi kiếm đã bị Lăng Tiêu dùng xong chỉ kẹp lấy. Mũi kiếm khoảng cách Lăng Tiêu yết hầu, chỉ có nửa tấc. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta thua, kiếm vô khuyết có chút âm u, nhưng lập tức liền khôi phục yên tĩnh. Không sai, ngươi thua rồi, nhưng ngươi suýt chút nữa liền thắng. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trên ngón tay có lách tách vết máu đỏ tươi rơi xuống. Lăng Tiêu trong lòng rất nhiều cảm thán, nhìn về phía kiếm vô khuyết trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Không có ai so với hắn càng có thể hiểu rõ kiếm vô khuyết cái kia một chiêu kiếm khủng bố, lưu quang thất kiếm vốn là lấy nhanh xưng, mà kiếm thứ bảy đã bị kiếm vô khuyết lĩnh ngộ được cực hạn nhanh, cực hạn sắc bén. Lăng Tiêu giao long thân thể sau khi luyện thành, thân thể đã đạt đến một loại tốt nhất kiên cố mức độ, nhưng cái kia kiếm khí sắc bén vẫn là vết cắt Lăng Tiêu ngón tay. Nếu là kiếm vô khuyết lĩnh ngộ kiếm ý, Lăng Tiêu muốn đỡ lấy chiêu kiếm này chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng, nhất định phải trả giá rất lớn. Lâm sư huynh, ta thất bại, người ta từ đây thanh toán xong. Kiếm vô khuyết nhàn nhạt nhìn Lâm Hạo Vũ một chút, không hề chú ý Lâm Hạo Vũ mặt âm trầm sắc, xoay người rời đi. Ở trong mắt Lăng Tiêu, kiếm vô khuyết phảng phất đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc, cả người đều trở nên tinh khiết rất nhiều, một luồng tinh khiết kiếm ý tản mát ra, để lưng hắn ưỡn lên càng ngày càng thẳng tắp lên. Không tệ, là mầm mống tốt, Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn có thể dự liệu, chỉ sợ không bao lâu nữa kiếm vô khuyết liền có thể lĩnh ngộ ra chúc với kiếm ý của chính mình, đến thời điểm kiếm vô khuyết sức chiến đấu đều sẽ trở nên tốt nhất đáng sợ. Được, rất tốt, ha ha ha, Lâm Hạo Vũ giận dữ mà cười, trong lòng đối với Lăng Tiêu sinh ra vô hạn kiêng kỵ, nhưng cùng lúc sát cơ càng ngày càng rừng rực lên. Lăng Tiêu không chỉ đánh bại Tả Trấn cùng kiếm vô khuyết, hơn nữa trong nháy mắt liền để bọn họ bối cách mình mà đi. Loại tâm cơ này để Lâm Hạo Vũ vừa giận vừa sợ. Thả người, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lâm Hạo Vũ một chút, trong miệng phun ra hai chữ. Muốn để ta thả người, rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Lâm Hạo Vũ cất bước đi tới, trên người khí thế mạnh mẽ lan ra, như sóng biển nhất bàn một làn sóng tiếp một làn sóng, hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Ra tay đi, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong ánh mắt cũng có sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Có câu nói, họa không kịp người nhà. Coi như là Lâm Hạo Vũ như thế nào đi nữa không ưa Lăng Tiêu, cũng không phải bắt đi Tuyết Phi, bởi vậy có thể thấy được Lâm Hạo Vũ là một cái không chừa thủ đoạn nào tiểu nhân. Đối với người như thế, Lăng Tiêu từ trước đến giờ chỉ có một chữ. Giết, vì lẽ đó, bất luận ngày hôm nay Lâm Hạo Vũ thả hay là không thả Tuyết Phi, số mệnh của hắn cũng đã nhất định. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu truyền âm nhập mật cho Liễu Phiêu Phiêu, đợi lát nữa ta thời điểm xuất thủ, ngươi liền vọt vào cung điện đi cứu ra Tuyết Phi đến. Những thứ này đều là một đám chân khí cảnh phế vật, nói vậy được đi không ngăn được ngươi. Liễu Phiêu Phiêu sững sờ, gật gật đầu, xác thực, lấy nàng hóa linh cảnh một tầng tu vi, vọt vào cứu người, đầy đủ. Tiểu tử, không thể không nói ngươi rất càn rỡ, chỉ là chân khí cảnh ba tầng tu vi, liền muốn trở thành ta trường sinh môn thánh tử. Vậy sẽ phải hỏi một chút kiếm trong tay của ta có đồng ý hay không? Lâm Hạo Vũ cười gần một tiếng, một thanh trường kiếm màu xanh lam ra khỏi vỏ, linh quang lấp lóe. Óng ánh lóa mắt, tỏa ra bức người hàn mang. Là Lam Băng Kiếm, có cái này linh khí tại tay, Lâm sư huynh tất thắng không thể nghi ngờ. Lăng Khôn ánh mắt lóe lên, nhất thời phấn chấn lên. Chuôi này Lam Băng Kiếm chính là Lâm Sơn Thái Thượng trưởng lão khi còn trẻ bội kiếm, chính là lấy ngàn năm hàn băng sắt thêm vào Lam Đồng dịch luyện chế mà thành, chém sắt như chém bùn, càng có thể thả ra mạnh mẽ hàn khí. Có chuôi này Lam Băng Kiếm tại tay, Lâm Hạo Vũ thực lực có thể tăng lên 3 phần 10 trở lên. Coi như là đối mặt long hổ cảnh cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Không trách người tự tin như vậy, hóa ra là có linh khí tại tay. Bất quá binh khí là chết, người là hoạt, coi như là có linh khí, cũng thay đổi không được ngươi ngày hôm nay vận mệnh. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng nói. Lâm Hạo Vũ trong tay trường kiếm màu xanh lam, lấy Lăng Tiêu độc ác ánh mắt liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, chính là một cái linh khí, hơn nữa là thượng phẩm linh khí, phối hợp hắn hóa linh cảnh 9 tầng tu vi. Tự nhiên có thể bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Hơn nữa, Lâm Hạo Vũ tu luyện vẫn là Thất Tinh Hóa Nguyệt kiếm, này một chỗ cấp hạ phẩm võ học, càng là bây giờ trường sinh môn chấn phái võ học. Bất quá càng như vậy, Lăng Tiêu liền càng hưng phấn, tự thôn thiên linh chủng ngưng tụ, giao long thân thể sau khi luyện thành, Lăng Tiêu liền muốn thử một chút sức chiến đấu của chính mình mạnh như thế nào. Mà trước mắt Lâm Hạo Vũ, là một cái tốt nhất bồi luyện đối tượng.
tiểu tử, không muốn tranh đua miệng lưỡi. Lâm Hạo Vũ trong ánh mắt hàn mang lóe lên, làm băng kiếm ông minh vang vọng, một đạo kiếm khí hướng về Lăng Tiêu cực tốc phóng tới. Vèo, Lăng Tiêu dưới chân hơi động, nhất thời hướng về bên cạnh dịch chuyển xa một trượng, kiếm khí màu xanh lam đem xa xa một tảng đá lớn xuyên thủng, đồng thời lưu lại màu xanh lam băng tiết. Xoạt xoạt xoạt, Lâm Hạo Vũ lại là mấy kiếm hạ xuống, tại hắn chất phát chân khí chống đỡ dưới, lam băng kiếm tỏa hào quang rực rỡ, kiếm khí ngang dọc hư không, hàn mang lấp lóe, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Nhưng Lăng Tiêu dưới chân trường sinh bộ di động, cả người có vẻ cực kỳ tiêu sái cùng phiêu giật, Lâm Hạo Vũ kiếm khí căn bản cũng không có biện pháp rơi vào trên người hắn. Kiếm pháp của ngươi so với kiếm vô khuyết có thể tra xa. Dùng thất tinh hóa nguyệt kiếm đi, nếu không thì ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Lăng Tiêu cười lạnh nói, không hề che giấu chút nào trào phúng nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lâm Hạo Vũ phảng phất thật sự bị làm tức giận, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, quanh thân bàng bạc chân khí mênh mông cuồn cuộn lan ra, lam băng kiếm óng ánh lóa mắt, ong ong run rẩy, trong hư không bé nhỏ ánh kiếm đan dệt, quay chung quanh lam băng kiếm, phảng phất hình thành một viên óng ánh ngôi sao. Vèo, Lâm Hạo Vũ cầm kiếm mà đến, cả người phảng phất hóa thành một viên thiên ngoại lưu tinh, nhanh đến mức cực hạn, hơn nữa còn tỏa ra một luồng xuyên thủng tất cả phong mang. Một ngôi sao, bất quá là thất tinh hóa nguyệt kiếm mới vừa mới nhập môn. Mà cái môn này cấp hạ phẩm võ học tu luyện tới viên mãn, bảy đạo ngôi sao hóa thành một luân trăng tròn, có thể ngắn ngủi hình thành trăng tròn kiếm vực, không gì không xuyên thủng tốt nhất đáng sợ. Nhưng này một ngôi sao cũng rất lợi hại, luận tốc độ dĩ nhiên so với kiếm vô khuyết lưu quang kiếm thứ bảy chỉ kém một tia. Rất tốt, Lăng Tiêu trong ánh mắt chi quang lóe lên, cái kia cỗ kiếm sắc bén mang để làn da của hắn đều cảm giác được hơi phát lạnh, sinh ra một tia áp lực. Nhưng càng như vậy, càng có thể kích thích ra Lăng Tiêu trong lòng chiến ý. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, Lăng Tiêu quanh thân tiên thiên chân khí như là nổ tung giống như vậy, hào quang màu vàng kim nhạt bắn về phía tứ phương, một viên màu vàng quyền quang như là đạn pháo nhất bàn ngang trời mà lên, không tránh không né đón Lâm Hạo Vũ mà đi. Chương 36, Kim Cương Thần Uy, Tiểu Kim Cương Quyền, Lăng Tiêu giờ khắc này, phảng phất thật sự hóa thân thành một diệt thế kim cương, quyền thế hùng hồn hùng vĩ, khí huyết bàng bạc. Tiểu Kim Cương Quyền, đây chỉ là huyền cấp thượng phẩm võ học. Liền Long Hổ phá không quyền cũng không bằng, Lăng Tiêu cũng thật là muốn chết a. Lăng Khôn trong ánh mắt lóe qua một tia khoái ý, hận không thể Lâm Hạo Vũ một chiêu kiếm đem Lăng Tiêu chém giết. Thế nhưng ở trong mắt Lâm Hạo Vũ, cú đấm này nhưng cực kỳ không giống. Xung quanh thiên địa đều phảng phất ảm đạm xuống, chỉ có Lăng Tiêu cú đấm này chi quang tỏa sáng, kim quang óng ánh, giống như là muốn phá nát này một mảnh hư không. Kim cương giáng thế, diệt thế chi tử quyền, đây là quyền ý. Chỉ có lĩnh ngộ quyền đạo ý cảnh mới có thể đem tiểu kim cương quyền phát huy đến kinh khủng như thế cảnh giới. Hơn nữa, Lăng Tiêu cú đấm này thời cơ vô cùng tốt, đúng dịp thấy Lâm Hạo Vũ chiêu kiếm này chân khí thiết điểm vị trí, sau đó mạnh mẽ oanh đi tới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngôi sao phá nát, Lâm Hạo Vũ chân khí trong nháy mắt tan tác, Lăng Tiêu kim cương một quyền đánh vào lam băng kiếm bên trên. Vù, lam băng kiếm gặp đòn nghiêm trọng, dồn sức run rẩy một thoáng. Lâm Hạo Vũ cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới, trong tay lam băng kiếm hầu như đều muốn tụt tay mà bay, dồn sức lui mười mấy bước, cảm giác được một trận khí huyết cuồn cuộn. Cái gì? Lăng Khôn cùng đông đảo đệ tử cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một luồng khó có thể tin vẻ mặt. Sao có thể có chuyện đó? Thất tinh hóa nguyệt kiếm dĩ nhiên không địch lại tiểu kim cương quyền. Mà Lăng Tiêu tay không, dĩ nhiên đưa tay nắm thượng phẩm linh khí Lâm Hạo Vũ đẩy lùi. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên không nhìn ra Lăng Tiêu lĩnh ngộ ra đến rồi quyền ý, nhưng bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, vẻ kính sợ càng ngày càng đậm. Quyền ý, coi như là quyền ý thì lại làm sao? Lấy ngươi chân khí cảnh ba tầng tu vi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đánh ra mấy quyền. Lâm Hạo Vũ vẻ mặt âm trầm, trong lòng đố kỵ phát điên, dựa vào cái gì hắn không có lĩnh ngộ ý cảnh. Mà Lăng Tiêu một cái đệ tử tạp dịch dĩ nhiên lĩnh ngộ ý cảnh. Càng như vậy, trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu sát cơ liền càng rừng rực, đến cuối cùng đã nồng nặc đến cực hạn. Mà quyền ý tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng cần bản thân tu vi chống đỡ, lấy Lăng Tiêu khai mạch cảnh tu vi, e sợ mấy chiêu xuống, Lăng Tiêu liền muốn tiêu hao hết chân khí. Xoạt xoạt xoạt, ánh kiếm óng ánh, từng viên một ngôi sao ở trong hư không lấp lóe, Lâm Hạo Vũ cầm kiếm hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến, mưu toan lấy bản thân mạnh mẽ tiên thiên chân khí, đối với Lăng Tiêu hình thành áp chế. Muốn đánh tiêu hao chiến sao? Chỉ sợ ngươi đánh nhầm rồi chú ý. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng Lâm Hạo Vũ dự định. Thế nhưng Lăng Tiêu như thế nào sẽ sợ loại này chiến thuật. Quanh người hắn lỗ chân lông triển khai, thôn thiên linh trùng khác nào vòng xoáy giống như vậy,
đem linh khí chung quanh điên cuồng nuốt chửng, trong khoảnh khắc khí hải bên trong chân khí lại dồi dào lên. Có thể nói có thôn thiên bí thuật, coi như Lăng Tiêu chỉ là chân khí cảnh tu vi, đánh tới tiêu hao chiến đến hắn cũng không sợ bất luận người nào. Mà Thất Tinh Hóa Nguyệt kiếm mặc dù là cấp hạ phẩm võ học, nếu là Lâm Hạo Vũ triển khai lên tới đối phó so với hắn tu vi thấp người, đương nhiên là không có gì bất lợi. Thế nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói, Trường Sinh môn bất kỳ võ học hắn đều là rõ như lòng bàn tay, huống chi Lâm Hạo Vũ đối với Thất Tinh Hóa Nguyệt kiếm chỉ là mới vừa mới nhập môn, liền tiểu thành đều vẫn không có đạt đến, Lăng Tiêu tùy tiện liền có thể phát hiện rất nhiều kẽ hở. Năng cho Lăng Tiêu tạo thành một điểm uy hiếp, cũng chỉ có Lâm Hạo Vũ trong tay Lam Băng kiếm thôi. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Lâm Hạo Vũ thân hình đan xen, đều là nhanh đến mức cực hạn, trong hư không xuất hiện loại đạo tàn ảnh, Lăng Tiêu lấy tiểu kim cương quyền đối kháng Thất Tinh Hóa Nguyệt kiếm. Mà kim cương diệt thế quyền ý, để Lăng Tiêu chiến lên càng ngày càng sảng khoái tràn trề. Lăng Tiêu mỗi một quyền, hầu như đều đánh vào Thất Tinh Hóa Nguyệt kiếm cái hở bên trên, cái kia xem ra lăng lệ vô cùng kiếm khí thường thường là dễ dàng sụp đổ, đến cuối cùng bàng bạc vô cùng sức mạnh tất cả đều đánh vào Lam Băng kiếm bên trên. Lâm Hạo Vũ cánh tay càng ngày càng ma, cả người đều có chút khí huyết cuồn cuộn lên, thế nhưng trên mặt vẻ kinh hãi nhưng càng ngày càng đậm. Cái này không thể nào, chân khí của ngươi dĩ nhiên không có nửa điểm tiêu hao. Lâm Hạo Vũ không khỏi kinh kêu thành tiếng, Lăng Tiêu lấy quyền ý công kích lâu như vậy, dĩ nhiên một điểm chân khí đều không có tiêu hao, để hắn càng ngày càng cảm giác được sợ hãi lên. Nhưng vào lúc này, thừa dịp Lâm Hạo Vũ phân tâm thời điểm, Lăng Tiêu một quyền đánh vào Lam Băng kiếm bên trên, Lâm Hạo Vũ cánh tay tê dần, Lam Băng kiếm trong nháy mắt tuột tay mà bay, cắm ở xa xa một tảng đá lớn bên trên. Sau đó Lăng Tiêu lăng không một cước, trực tiếp đá vào Lâm Hạo Vũ trên lồng ngực. Đem hắn mạnh mẽ đá vào xa xa một tảng đá lớn bên trên, đem đá tảng đập cho nát tan. Phốc, Lâm Hạo Vũ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, rốt cục vẫn là bị thương. Mà lực chú ý của chúng nhân tất cả đều tập trung ở Lăng Tiêu cùng Lâm Hạo Vũ đại chiến lên, chút nào đều không có chú ý tới, một cái xinh đẹp bóng người lóe lên tiến vào bên trong cung điện. Kim cương quyền ý, vô song thân thể, làm sao có khả năng, người bất quá là chỉ là chân khí cảnh tu vi, làm sao hội như vậy cường. Lâm Hạo Vũ nhanh phát điên hơn, khắp khuôn mặt là cực kỳ thần sắc dữ tợn. Hắn vốn cho là, Lăng Tiêu tuy rằng lĩnh ngộ quyền ý, đánh bại Tả Trấn cùng kiếm vô khuyết, thế nhưng hắn chính là hóa linh cảnh 9 tầng tu vi, Thất Tinh Hóa Nguyệt kiếm thêm vào thượng phẩm linh khí, nhất định có thể dễ dàng đánh bại Lăng Tiêu. Nhưng không nghĩ tới, Lăng Tiêu quyền ý không chỉ khắc chế hắn Thất Tinh Hóa Nguyệt kiếm, hơn nữa chân khí cuồn cuộn không dứt, sinh sôi liên tục, dĩ nhiên không có một chút nào tiêu hao. Cuối cùng khủng bố thân thể lực lượng càng là đem hắn đánh rơi vực sâu. Một lần cuối cùng hỏi ngươi, giao ra Tuyết Phi, ta không giết ngươi. Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Lâm Hạo Vũ trên người, lãnh đạm nói rằng. Giết ta, ha ha ha, Lâm Hạo Vũ điên cuồng bắt đầu cười lớn, ông nội ta là Lâm Sơn Thái Thượng trưởng lão, so với Nam Cung Hiên đều mạnh hơn, Nam Cung Hiên cũng không dám nói giết ta, ngươi tính là thứ gì. Lâm Hạo Vũ đứng lên, nhanh cười nói, hiện tại ta thay đổi chủ ý, Lăng Tiêu. Một mình ngươi phế vật dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cảnh giới như vậy, nhất định là được bảo vật gì chứ? Đưa ngươi bảo vật giao ra đây, sau đó quỳ gối dưới chân của ta xin tha, ta hay là còn năng tha cho ngươi một con chó mệnh, nếu không thì ta liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Thực sự là người không biết không sợ a. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Tiểu tử, người thị nữ kia nguyên bản một điểm tu vi đều không có. Thế nhưng ngươi dĩ nhiên vì nàng bố trí tụ linh trận, làm cho nàng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền đột phá đến khai mạch cảnh 6 tầng, loại công pháp này cũng là cơ may của ngươi chứ. Bổn thiếu gia coi trọng đồ vật, nàng dĩ nhiên không hé miệng, quả thực chính là muốn chết. Bất quá xương của nàng vẫn đúng là ngạnh, dùng nhiều như vậy hình đều không hé miệng. Ngươi hiểu rõ rồi chưa? Nếu là các loại chờ ông nội ta ra tay, toàn bộ Trường Sinh môn không người nào có thể cứu đạt được ngươi. Lâm Hạo Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn Lăng Tiêu. Cực kỳ kiêu căng nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Tiêu tuy rằng thiên phú vô song, thế nhưng tại Trường Sinh môn hắn lại há có thể phiên thiên. Lâm Sơn chính là toàn bộ Trường Sinh môn người mạnh nhất, hiểu rõ nhất Lâm Hạo Vũ, chỉ cần hắn ra tay, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu là một người thông minh, hắn nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chương 37, sát ý ngập trời. Lăng Tiêu vẻ mặt biến đổi, nhất thời vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh lẽo lên, một tia sát cơ từ trong ánh mắt của hắn đi ra. Rất tốt, ngươi thành công làm tức giận ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi như vậy dễ dàng chết. Lăng Tiêu âm thanh băng hàn cực kỳ, trong lòng tràn ngập lửa giận ngập trời, nhìn về phía Lâm Hạo Vũ ánh mắt lại như là tại thấy một kẻ đã chết.
Tuyết Phi tu luyện Trường Sinh Chí Tôn Kinh, thêm vào Lăng Tiêu bày xuống tụ linh trận tự nhiên là tiến triển cực nhanh, nhưng không nghĩ tới lại bị Lâm Hạo Vũ nhìn chằm chằm. Hơn nữa hắn lại vẫn đối với một cái nhỏ yếu nữ tử tra tấn. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu đỏ từ bên trong cung điện vọt ra, trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu bên người. Liễu Phiêu Phiêu đi ra, trong lòng ôm một người mặc quần trắng nhu nhược thiếu nữ, nhưng quần trắng bên trên vết máu loang lổ, bị máu tươi đều nhuộm đỏ. Tuyết Phi cả người vết thương đầy rẫy, sắc mặt vô cùng yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, nhưng khóe miệng nhưng toát ra một tia làm cho đau lòng người bất khuất cùng kiên cường. Trắng như tuyết cổ tay cổ chân lên, tràn đầy máu ứ đọng, trên người vết roi nằm dày đặc, nhìn thấy mà giật mình. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu, giết hắn, tên xúc sinh này thật là đáng chết, như thế một cái cô gái yếu đuối đều xuống tay được, hắn không phải là người, hắn là xúc sinh. Liễu Phiêu Phiêu cũng là đầy mắt đỏ chót, nhìn về phía xa xa Lâm Hạo Vũ đầy mắt đều là sát khí. Nàng đi vào nhà thời điểm, Tuyết Phi bị treo lên, cả người vết thương đầy rẫy, hiển nhiên là chịu đến nghiêm hình bức cung, hơn nữa khí tức yếu ớt, đã rơi vào đến trạng thái hôn mê. Liễu Phiêu Phiêu chưa từng có thấy thời khắc này thống hận nhiều hơn một người. Các ngươi đây là muốn chết. Lâm Hạo Vũ vẻ mặt đại biến, không nghĩ tới thừa dịp chính mình không chú ý, Lăng Tiêu dĩ nhiên trong bóng tối phái người đem Tuyết Phi cứu ra. Lăng Tiêu ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương. Trên người hắn tỏa ra một luồng thi sơn huyết hải sát khí, phảng phất là cửu u trong địa ngục đi ra ma thần, để bên người Liễu Phiêu Phiêu đều là không nhịn được dùng mình một cái. Lăng Tiêu không nói một lời, cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra mấy viên linh đan cho Tuyết Phi ăn vào, sau đó câu nói vừa dứt, chăm sóc tốt Tuyết Phi, dẫn nàng về Cẩm Thiết Các. Nói xong Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén dồn sức rơi vào Lâm Hạo Vũ trên người, sát cơ giống như dày đặc. Muốn chết chính là ngươi. Lăng Tiêu lửa giận uyển như núi lửa nhất bàn bạo phát ra, dưới chân hắn chấn động, đại địa ầm ầm chấn động một tiếng, sau đó cả người hắn như là đạn pháo nhất bàn bắn lên, hướng về Lâm Hạo Vũ đánh tới. Thôn Thiên Bí Thuật bạo phát, Giao Long thân thể bạo phát, Kim Cương Quyền Ý bạo phát, 99 trượng khí hải bạo phát. Thời khắc này, Lăng Tiêu lá bài tẩy ra hết, chỉ vì phải đem Lâm Hạo Vũ chém giết. Thời khắc này, ai nếu dám ngăn cản Lăng Tiêu, hắn chính là tử địch. Ầm ầm, ông ánh kim quang bạo phát, Lăng Tiêu cả người phảng phất hóa thành một trợn mắt kim cương, cả người khí huyết ngưng tụ, mênh mông tiên thiên chân khí hội tụ, tại quả đấm của hắn bên trên bạo phát, khác nào một vòng mặt trời nhỏ giống như, ngang qua hư không, hướng về Lâm Hạo Vũ đánh tới. Này không phải tiểu kim cương quyền, đây là cấp tuyệt phẩm võ học, kim cương phục ma quyền. Thời khắc này Lăng Tiêu, toàn lực bạo phát bên dưới, coi như là một long hổ cảnh cường giả cũng sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Làm sao huống là một cái Lâm Hạo Vũ? Lăng Tiêu, ngươi dám? Lâm Hạo Vũ vừa giận vừa sợ, khiếp sợ chính là Lăng Tiêu giờ khắc này khí tức so với trước đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Đây chính là nói vừa Lăng Tiêu lại vẫn bảo lưu sức chiến đấu. Phẫn nộ chính là, Lăng Tiêu vì một cái hầu gái lại dám ra tay với hắn, chẳng lẽ hắn không sợ gia gia của chính mình sao? Lâm Sơn Thái Thượng Trưởng Lão chính là Trường Sinh môn người số 1, nếu là Lăng Tiêu dám động hắn, coi như hắn thiên phú mạnh hơn, cũng là chắc chắn phải chết. Tại ngươi động Tuyết Phi một khắc đó, ngươi liền xác định muốn tới hôm nay kết cục. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy dễ dàng. Lăng Tiêu âm thanh lạnh lẽo giống như tử thần, phẫn nộ đến cực hạn, khác nào thiên ngoại lưu quang một quyền ở trên không, phải đem tất cả oanh thành bột mịn. Không, ngươi không thể giết ta. Lâm Hạo Vũ giống lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, thời khắc này hắn xác xác thực thực cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Phảng phất là tử vong bên dưới kích phát tiềm lực, Lâm Hạo Vũ cả người bàng bạc chân khí bộc phát ra, trên người hắn cái kia cái áo bào trắng dồn sức phá nát ra, lộ ra trong đó màu đen tỏa giáp, linh quang lấp lóe, hiển nhiên cũng là một cái mạnh mẽ linh khí. Hắn đồng dạng là một quyền oanh đến, ma khí cuồn cuộn, phảng phất cả người tinh huyết đều hòa vào cú đấm này, đánh ra hắn trong đời đỉnh cao một đòn. Răng rác, hai quyền đấm nhau, cái kia cỗ màu đen ma khí bị quét ngang hết sạch, vô cùng cự lực kéo tới. Trực tiếp đem Lâm Hạo Vũ cánh tay chấn động thành nát tan, xương máu tràn ngập. Lăng Tiêu vẻ mặt lạnh lẽo, thân hình giống như quỷ mị rời đi đến Lâm Hạo Vũ mặt bên, sau đó một quyền đánh vào hắn bụng dưới bên trên. Kim Cương Quyền Ý bạo phát, vô cùng chân khí trong nháy mắt phá hủy Lâm Hạo Nhiên đan điền khí hải, đem hắn cả người kinh mạch đập vỡ tan. Phốc, Lâm Hạo Vũ một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ điên cuồng cùng thần sắc sợ hãi, giống to lên. Ngươi phế bỏ tu vi của ta, ta muốn ngươi chết a, ta muốn ngươi chết. Lâm Hạo Vũ tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, hướng về Lăng Tiêu đập tới.
Đùng, một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền đến, Lăng Tiêu một cái tát đánh ở Lâm Hạo Vũ trên mặt, nhất thời hắn một cái hàm răng hỗn hợp vết máu bay ra, cả người như là như chó chết mạnh mẽ nện ở trên mặt đất. Ngươi phế bỏ tu vi của ta, Lăng Tiêu, ông nội ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chết chắc rồi, không ai có thể cứu đạt được ngươi. Lâm Hạo Vũ triệt để điên cuồng, tu vi bị phế, hắn sau đó chính là một kẻ tàn phế, từ đám mây bị đánh rơi bùn đất, quả thực bị giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu đã hận tới cực điểm, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Ra ra ngươi như thế nào ta không biết, nhưng ta biết chính là, ngươi e sợ các loại chờ không đến ngày đó rồi. Lăng Tiêu biểu hiện lãnh đạm, cất bước đi tới, cả người tỏa ra khí thế ngập trời, đem xung quanh tất cả mọi người đều chấn động rồi. Hắn làm sao dám phế bỏ Lâm sư huynh? Đông đảo đệ tử cũng giống như là choáng váng giống như vậy, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mà Lăng Khôn trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia khoái ý. Được, rất tốt, lần này Lăng Tiêu cùng Lâm Sơn Thái Thượng trưởng lão nhất định là không chết không thôi, ta ngược lại muốn xem lần này ngươi còn có thể không chết. Lăng Khôn trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, trong lòng sinh ra ý lui, chậm rãi liền muốn rời khỏi nơi này. Ta để ngươi đi rồi chưa? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhất thời lưỡng đạo lưu quang cực tốc bay tới, trực tiếp bắn ở Lăng Khôn trên đầu gối, đem hắn hai chân đánh cho nát tan. Lăng Khôn nhất thời hét thảm một tiếng quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Lăng Tiêu không có phản ứng hắn, kế tục hướng về Lâm Hạo Vũ đi tới. Nhìn Lăng Tiêu cái kia lạnh lẽo con mắt, Lâm Hạo Vũ dùng mình một cái, nhất thời từ tức giận tỉnh táo lại. Lăng Tiêu là thật sự nếu muốn giết hắn. Chương 38, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Ngươi đừng tới đây, Lâm Hạo Vũ âm thanh cũng bắt đầu run rẩy, hắn thời khắc này bỗng nhiên hiểu rõ ra, coi như sau đó Lâm Sơn năng lực báo thù cho hắn, thế nhưng cái mạng nhỏ của hắn không còn, đó là tất cả thành không. Thánh tử đại nhân, ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi là địch, ta không nên thương tổn Tuyết Phi cô nương, ta không phải là người, ngươi hãy tha cho ta đi. Lâm Hạo Vũ bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ gối Lăng Tiêu dưới chân, một cái nước mũi một cái lệ khóc giống lên. Còn vừa đánh chính mình bà tai kinh ngạc đến ngây người xung quanh các đệ tử. Này vẫn là cái kia kiêu ngạo đến ngông cuồng tự đại Lâm Hạo Vũ sư huynh sao? Nhìn thấy Lâm Hạo Vũ dáng vẻ hiện tại, những đệ tử kia trong lòng đều là không tự chủ sinh ra một loại xem thường. Thánh tử đại nhân, ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, ta sau đó cũng không dám nữa cùng ngươi đối nghịch, ngươi liền coi ta là cái rắm cho thả đi. Lâm Hạo Vũ quỳ gối Lăng Tiêu dưới chân, trong miệng cầu xin không ngớt. Thế nhưng trong ánh mắt nhưng là mịt mờ lộ ra một tia oán độc cùng sát cơ. Vèo, Lâm Hạo Vũ trong tay xuất hiện một cái ngân sắc phiên đồng, dồn sức hướng về Lăng Tiêu phóng tới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi chết đi cho ta. Ha 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 ha, Lâm Hạo Vũ cười gần một tiếng, thình lình phát động bên trong cơ quan, mấy chục đạo ngân sắc rất ngắn mang hướng về phía trước cực tốc vào tới. Thế nhưng sau một khắc hắn cũng cảm giác được không đúng. Trước mặt nơi nào còn có Lăng Tiêu cái bóng, Bạo Vũ Lê Hoa Châm, một loại ám khí, sao? Còn bôi lên kịch độc, coi như là Long Hổ cảnh cường giả một cái sơ sẩy, đều sẽ chết ở trong tay ngươi, ngươi cũng thật là giỏi tính toán a. Lăng Tiêu mang theo trào phúng âm thanh tại Lâm Hạo Vũ vang lên bên tai, Lâm Hạo Vũ nhất thời cả người dùng mình một cái. Lăng Tiêu không biết lúc nào, đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lâm Hạo Vũ sinh ra sát ý tự cho là che giấu rất thành công. Nhưng hắn há có thể biết Lăng Tiêu đã sớm biết hắn tâm đồ án gây rối, đã sớm tại hắn lấy ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm thời điểm, Lăng Tiêu liền triển khai trường sinh bộ đến phía sau hắn. Lăng Tiêu, ông nội ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chết chắc rồi. Ngươi chết chắc rồi, đánh lén thất bại, Lâm Hạo Vũ sắc mặt một trận trắng bệch, hắn biết lần này Lăng Tiêu dù như thế nào cũng không thể sẽ bỏ qua cho hắn, nhất thời cũng đều khoát đi ra ngoài, oán độc cực kỳ nhìn Lăng Tiêu nói. Đùng, Lăng Tiêu không hề nói gì. Chỉ là một cái tát quăng đi ra. Nhất thời Lâm Hạo Vũ mặt khác nửa bên mặt cũng thúng lên, bị đập bay vài chục trượng, miệng đầy phun máu. Ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, lại là mấy lòng bàn tay văng ra ngoài, đến cuối cùng Lâm Hạo Vũ liền mắng đều mắng không ra, nằm trên đất miệng đầy phun máu, khí tức cực kỳ uể oải. Đến cuối cùng Lăng Tiêu đi tới Lâm Hạo Vũ trước, một tay nắm cổ của hắn, trong ánh mắt sát ý không hề che giấu chút nào. Thời khắc này Lâm Hạo Vũ thật sự cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, thế nhưng trong miệng nhưng không còn gì để nói, chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, từ đàng xa phóng tới một cái xinh đẹp bóng người. Lăng Tiêu, Lâm Hạo Vũ chính là Lâm Sơn Thái Thượng trưởng lão tôn tử, người nếu như giết hắn, sẽ xông đại họa.
Trước tiên thả ra hắn, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Đạo kia xinh đẹp bóng người chính là Nam Cung Tình. Giờ khắc này hắn một bộ quần trắng phiêu phiêu, lưng đeo trường kiếm, xem ra thanh lệ thoát tục, khác nào là tiên nữ trên 9 tầng trời, không gì tả nổi. Thế nhưng trên mặt của nàng nhưng tràn đầy thần sắc lo lắng, chỉ lo Lăng Tiêu nộ gấp công tâm trực tiếp giết Lâm Hạo Vũ. Các ngươi sợ Lâm Sơn, ta nhưng không sợ. Hắn tổn thương Tuyết Phi, chỉ có chết. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Nam Cung Tình một chút, sau đó tay bên trong hơi dùng sức, nhất thời nặn gãy Lâm Hạo Vũ yết hầu. Ngươi làm sao dám? Lâm Hạo Vũ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt, hắn không nghĩ tới Nam Cung Tình đến rồi, Lăng Tiêu lại vẫn là giết hắn, hắn trong ánh mắt tia sáng từ từ ảm đạm, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Ngươi dĩ nhiên thật sự giết hắn. Ai? Nam Cung Tình tức bực dậm chân, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy oán giận vẻ. Nam Cung Tình mới vừa xuất quan liền nghe nói Lăng Tiêu giết tới Cửu Dương Phong, bởi vậy một khắc liên tục liền chạy như bay đến, muốn ngăn cản Lăng Tiêu kích động. Nhưng không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, ngươi cũng đã phế bỏ tu vi của hắn, làm gì còn muốn giết hắn. Lâm Sơn Thái Thượng Trưởng Lão sau 3 ngày liền muốn xuất quan, chờ hắn xuất quan biết Lâm Hạo Vũ bị ngươi giết chết, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhà ngươi, tại sao muốn vọng động như vậy? Nam Cung Tình một bộ tức hận nói rằng, ta phế bỏ tu vi của hắn cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Coi như là ta buông tha hắn, ngươi cho rằng cái kia Lâm Sơn sau khi xuất quan thì sẽ không tìm ta phiền phức sao? Con người của ta không thích phiền phức, đơn giản liền đem này phiền phức trực tiếp chém. Lăng Tiêu cười gằn một tiếng nói rằng, thế nhưng ngươi, ai, hiện tại một điểm cứu vãn chỗ trống đều không có rồi. Ta đi tìm phụ thân, nhìn có thể hay không còn có biện pháp giải quyết, ngươi thành thật một chút đi. Nam Cung Tình oán hận nhìn Lăng Tiêu một chút, dậm chân một cái xoay người vội vã rời đi. Lăng Tiêu sờ sờ mũi, cảm giác được thật giống nơi nào có điểm không đúng. Cô gái nhỏ này tại Hung Thú Sơn Mạch thời điểm, còn một bộ muốn giết mình dáng vẻ, làm sao này lần gặp gỡ liền thay đổi tính tình. Lòng của con gái thật sâu như đáy. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, sau đó không chút khách khí đem Lâm Hạo Vũ làm băng kiếm, trên người tỏa giáp cùng với một cái túi đựng đồ đều lấy đi, sau đó nắm lên Lăng Khôn, nghênh ngang rơi xuống Cửu Dương Phong, trở lại Cẩm Thiết Các. Cửu Dương Phong những đệ tử kia từng cái câm như hến, dĩ nhiên không có một người dám đi ngăn cản Lăng Tiêu. Chờ đến Lăng Tiêu sau khi rời đi, những đệ tử kia nhất thời giải tán lập tức. Cẩm Thiết Các, trong khoảng thời gian này, Vương Truyền Hùng, Cổ Trung cùng Vương Hàm đã đem tàn tạ lầu các thanh lý một lần, sau đó lại tu sửa một phen, miễn cưỡng có thể ở đi vào. Mà Liễu Phiêu Phiêu cũng mang theo Tuyết Phi trở lại Cẩm Thiết Các, cho Tuyết Phi ăn vào chữa thương linh đan sau, Tuyết Phi liền ngủ thật say. Tuyết Phi thế nào? Lăng Tiêu trở lại Cẩm Thiết Các, đem Lăng Khôn để qua một bên, quay về Liễu Phiêu Phiêu hỏi. Nàng không có chuyện gì, đều là bị thương ngoài da, ăn vào chữa thương linh đan sau đã ngủ, cái kia Lâm Hạo Vũ. Liễu Phiêu Phiêu trong ánh mắt lóe qua một tia thương tiếc vẻ, nhẹ giọng nói rằng. Đã làm thịt, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Giết đến được, loại cặn bã này đáng chết. Liễu Phiêu Phiêu oán hận nói rằng, hiển nhiên đối với Lâm Hạo Vũ cũng là cực kỳ thống hận. Cái gì, thánh tử, người giết Lâm Hạo Vũ? Vương Truyền Hùng, Cổ Trung cùng Vương Hàm ba người cũng là nghe được Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Thánh tử, không nghĩ tới sức chiến đấu của ngươi dĩ nhiên kinh khủng như thế, liền Lâm Hạo Vũ đều chết ở trong tay ngươi. Bất quá, thánh tử ngươi lần này nhưng là sông đại họa a, Lâm Sơn Thái Thượng Trưởng Lão chính là Trường Sinh môn đệ nhất cường giả, chờ hắn xuất quan sau biết việc này, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi a. Vương Truyền Hùng vừa sợ vừa lo nói rằng, chương 39, Tam môn tuyệt học, thánh tử không bằng ngươi đào tẩu đi, ngươi trốn xa xa, Lâm Sơn khẳng định không tìm được ngươi. Cổ Trung cũng là liền vội vàng nói, không sai, thánh tử ngươi kỳ tài ngút trời, dùng không được mấy năm liền có thể phá vào tông sư cảnh giới, đến thời điểm tại trở về tông môn, nói vậy Lâm Sơn Thái Thượng Trưởng Lão cũng không dám đối với ngươi như vậy. Vương Hàm cũng là cực kỳ lo lắng nói rằng, ta giết Lâm Hạo Vũ, tại Trường Sinh môn đã là chúng tên chi tử, các ngươi còn nguyện ý ở lại chỗ này. Nếu là các ngươi đi bẩm báo Lâm Sơn, nhất định có thể thu được không ít ban thưởng. Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt lợi hại rơi vào Vương Truyền Hùng ba trên thân thể người. Thánh tử sao lại nói như vậy? Vương Truyền Hùng nghiêm mặt nói, chúng ta huynh muội ba người mệnh đều là thánh tử cứu được, ân cứu mạng so với thiên đều lớn hơn, ba người chúng ta lại há có thể làm ra vong ân phụ nghĩa chó lợn không bằng sự tình. Lăng Tiêu nhìn Vương Truyền Hùng ba người, nhìn thấy ba người bọn họ trên mặt vẻ mặt thành khẩn, trong lòng âm thầm gật gật đầu, này ba tâm tính của người ta không tệ, có thể dùng. Các ngươi yên tâm đi, Lâm Sơn tuy mạnh, nhưng ở này Trường Sinh môn bên trong hắn còn giết không được ta, nếu là hắn không thức thời, ta không ngại để Trường Sinh môn thiếu một cái Thái Thượng Trưởng Lão.
Lăng Tiêu đứng chắp tay, cả người tỏa ra một luồng sự tự tin mạnh mẽ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Truyền Hùng ba người không tự chủ cũng bị Lăng Tiêu trên người sự tự tin này cảm hóa, dĩ nhiên có chút tin tưởng lên, sao động nội tâm cũng từ từ bình phục đi. Phiêu Phiêu, xem hắn, ba người các ngươi đi theo ta. Lăng Tiêu để Liễu Phiêu Phiêu coi chừng Lăng Khôn, liền mang theo Vương Truyền Hùng ba người hướng về rừng trúc bên trong mà đi. Đem các người ba người tu luyện võ học đều nói cho ta, muốn tỉ mỉ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Vương Truyền Hùng ba người nhìn nhau, mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đàng hoàng đem chính mình tu luyện võ học nói ra. Vương Truyền Hùng, Cổ Trung cùng Vương Hàm ba người đều là cô nhi, không có bối cảnh gì, gia nhập vào trường sinh môn sau khi một đường nâng đỡ, nhọc nhằn khổ sở mới tu luyện đến chân khí cảnh, trở thành đệ tử nội môn. Mà Vương Truyền Hùng tu luyện cao nhất võ học chính là huyền cấp trung phẩm thiết kiếm quyết. Cổ Trung tu luyện chính là huyền cấp hạ phẩm võ học Mãng Nghiêu Kính, Vương Hàm tu luyện chính là huyền cấp hạ phẩm võ học Hãn Hải Kiếm Quyết. Lăng Tiêu trầm ngâm một chút, nói rằng, Vương Truyền Hùng, người tại thiết kiếm quyết lên trình độ còn có thể, nhưng cái môn này võ học quá kém, ta truyền cho ngươi một môn Quân Thiên Kiếm Quyết, chính là cấp tuyệt phẩm, tu luyện tới cực hạn, không thể so với thiên cấp võ học nhược. Cái gì, cấp tuyệt phẩm võ học? Vương Truyền Hùng cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu tại trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời, phải biết trường sinh môn lợi hại nhất võ học cũng chỉ là cấp hạ phẩm thất tinh hóa nguyệt kiếm, mà Lăng Tiêu dĩ nhiên nói muốn chuyện hắn cấp tuyệt phẩm võ học. Nhìn Vương Truyền Hùng một mặt khó có thể tin vẻ mặt, Lăng Tiêu cũng không có giải thích, mà là chỉ điểm một chút hướng về phía Vương Truyền Hùng mi tâm, một mảnh huyền ảo cực kỳ Quân Thiên Kiếm Quyết hòa vào trong đầu của hắn. Đương nhiên, Lăng Tiêu truyền lại chỉ là bản thượng, có thể không được bản hạ còn phải xem Vương Truyền Hùng biểu hiện của chính mình. Cảm thụ trong đầu xuất hiện huyền ảo võ học, Vương Truyền Hùng như là ngây dại như thế, trong nháy mắt liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu trong đầu võ học. Cổ Trung cùng Vương Hàm cũng là tỏ rõ vẻ vẻ khiếp sợ, lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt liền trở nên cực kỳ nóng bỏng lên. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Cổ Trung, ngươi trời thần lực, thích hợp luyện thể võ học, ta liền truyền cho ngươi một môn cấp tuyệt phẩm đại lực Ngưu Ma Quyền. Vương Hàm ngươi tính tình điềm tĩnh, mà kiếm đi kỳ ảo, rất thích hợp khí chất của ngươi. Thế nhưng Hãn Hải Kiếm Quyết không thích hợp ngươi, ta liền truyền cho ngươi một môn cấp tuyệt phẩm Ngọc Nữ Thập Tam Kiếm. Lăng Tiêu nói xong, cũng là vươn ngón tay điểm hướng về Cổ Trung cùng Vương Hàm mi tâm, đem này hai đại võ học bản thượng truyền cho bọn hắn. Quân Thiên Kiếm Quyết, Đại Lực Ngưu Ma Quyền, Ngọc Nữ Thập Tam Kiếm. Này ba môn võ học đều là cấp tuyệt phẩm võ học, hơn nữa tất cả đều có đồng bộ luyện khí tâm pháp, trải qua Lăng Tiêu thử thách, Vương Truyền Hùng ba tâm tính của người ta. Tư chất đều là tốt nhất chi tử tuyển, Lăng Tiêu cũng là thuận thế chuyện cho bọn hắn. Tương lai muốn chấn hưng trường sinh môn, chỉ dựa vào Lăng Tiêu một người không thể được, nhất định phải bồi dưỡng một ít cường lực đệ tử. Nhìn Vương Truyền Hùng, Cổ Trung cùng Vương Hàm ba người mừng rỡ như điên, đều là rơi vào đến trạng thái tu luyện, Lăng Tiêu cười nhạt, xoay người rời đi rừng trúc. Lăng Tiêu đi trong lầu các nhìn một chút Tuyết Phi, phát hiện Tuyết Phi còn đang ngủ say, thế nhưng khí tức đã vững vàng rất nhiều, Lăng Tiêu liền yên tâm rời đi. Lăng Khôn bị quăng ở trên mặt đất, quăng ngã cái ngã gục, một trận bụi bặm tung bay, sang cho hắn liên tục ho khan. Nói đi, là ai bảo ngươi đối phó ta? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lăng Khôn một cái nói. Ngươi có ý gì, ta không biết. Lăng Khôn sợ hãi nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Đến nơi này ngươi còn không thành thật, cũng được, tả hữu ta bất quá là tiêu hao thêm phí một điểm tinh thần lực thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hai mắt bỗng nhiên có lưỡng đạo vòng xoáy màu đen bắn ra, Lăng Khôn cả người chấn động. Vẻ mặt liền trở nên dại ra lên. Lăng Tiêu bây giờ tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, tùy tiện triển khai một chút kinh sợ tinh thần bí pháp, Lăng Khôn liền ngoan ngoãn đi vào khuôn phép lên. Là ai bảo ngươi đối phó ta? Lăng Tiêu hỏi, là đại trưởng lão. Lăng Khôn dại ra nói rằng, 3 năm trước Trấn Yêu Vương mất tích sau khi, ngươi bị đưa đến trường sinh môn, nguyên bản đại trưởng lão chỉ là để ta giám thị ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi gần nhất tu vi tăng nhanh như gió, gây nên đại trưởng lão bất an. Đại trưởng lão đã sớm kế hoạch để hắn tôn tử kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị, ngươi nếu là trở về Vương Đô, nhất định sẽ để kế hoạch của hắn tan vỡ. Vì lẽ đó đại trưởng lão mới để ta liên hệ trường sinh môn người, đưa ngươi diệt trừ, Lâm Sơn Thái Thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão là bạn cũ, vì lẽ đó ta mới tìm được Lâm Sơn cùng Lâm Hạo Vũ. Lăng Tiêu nhíu mày lên, hắn biết bộ thân thể này chính là Đại Hoang Cổ Quốc, Trấn Yêu Vương con trai duy nhất, chỉ là 3 năm trước Trấn Yêu Vương mất tích. Lăng Tiêu liền bị bảo hộ danh nghĩa đi đày đến trường sinh môn đến. 3 năm qua, Lăng Tiêu tuy rằng không có cái gì thiên phú tu luyện, vô cùng phế vật, thế nhưng tại trường sinh môn trông nom dưới, ngược lại cũng bình an sống qua ngày. Nhưng ai biết, Liễu Y Y cùng Lăng Khôn hợp mưu hại chết Lăng Tiêu,
ngược lại làm cho thôn Thiên Chí Tôn Lăng Tiêu sống lại. Chỉ là Vương Đô bên trong những người kia vẫn cứ bám dai như đỉa, không nghĩ tới dĩ nhiên đưa tay đưa đến trường sinh môn đến. Đại trưởng lão Lăng Vân Tường, còn có hắn tôn tử Lăng Thiên Tứ sao? Nếu chiếm cơ thể ngươi, hai người này ta giúp ngươi chém. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, đại trưởng lão nếu muốn giết ngươi, còn có một nguyên nhân khác, đó là Trấn Yêu Vương cùng quốc quân từ nhỏ vì ngươi định ra rồi một môn việc kết hôn, đem quốc quân tiểu công chúa ban tặng ngươi làm vợ, thế nhưng Trấn Yêu Vương mất tích sau khi, ngươi phế vật tên truyền tới Vương Đô, hoàng thất cũng là nhượng để ngươi cùng tiểu công chúa kết hôn tâm tư, đồng thời đại công tử Lăng Thiên Tứ cũng yêu thích tiểu công chúa, chỉ có giết ngươi, ngươi cùng tiểu công chúa hôn ước mới hội giải trừ, hắn mới có cơ hội cưới vợ tiểu công chúa. Bị Lăng Tiêu tinh thần bí thuật khống chế, Lăng Khôn cũng đàng hoàng đem tất cả mọi chuyện nói ra. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.